đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết tập 313 đến tập 316, tiếp dẫn chi quang thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cùng lúc trước phi chủy rèn đại khai đại hợp hoàn toàn bất đồng, lần này, hắn rèn khéo léo tinh tế tỉ mỉ, giống như là tại tinh điêu tế chác một kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ tựa như, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung mỹ hảo cảm nhận. Thanh thúy tiếng đánh, mang theo kỳ diệu mà êm tai vận luật, phảng phất là trên thế giới rất êm tai âm nhạc giống như trên không trung quanh quần một chỗ. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, thật sự như là tên nhạc giống như. Mà cái kia khối kim loại bản thân, không hoàn toàn tản mát ra rất nhỏ phù phù thanh âm, giống như là con mới sinh, tại hấp thu chất dinh dưỡng, tại hướng phụ thân của mình làm nũng giống như. Hình cầu kim loại bản thân bề ngoài cũng không có biến hóa, nhưng phía trên nội ẩn màu vàng hào quang lại một lần nữa phóng xuất ra. Cùng lúc trước sáng người kim quang bất đồng, lần này, nó kim quang tràn đầy dày đặc, càng là tràn đầy linh tính kim quang lóng lánh từng đạo hình rồng quang văn hướng ra phía ngoài phóng thích quang văn quay chung quanh tại kim loại chung quanh lặp đi lặp lại lượn vòng thời gian dần trôi qua bọn hắn rõ ràng quay chung quanh tại kim loại chung quanh cũng quay chung quanh tại đường vũ lân trung quanh hoan hô nhảy nhót lấy linh rèn sáng tạo sinh mệnh hồn rèn giao cho trí tuệ màu vàng quang huy lóng lánh đột nhiên tại đường vũ lân sau lưng xuất hiện một màng lớn quang ảnh quang ảnh bên trong hiện ra một cái rõ ràng bóng người không phải người khác chính là nguyên ân chấn thiên trong tấm hình nguyên ân chấn thiên một quyền oanh ra, thiên địa biến sắc chính là lúc trước đường vũ lân thừa nhận hắn ba lần công kích lúc một kích cuối cùng cái kia phảng phất muốn đem thiên địa sỏ xuyên qua quyền ý liền như vậy xuất hiện ở đường vũ lân sau lưng từ duy bộ tượng hóa sau đó cái kia hình ảnh ồn ào vỡ vụn hóa thành từng điểm hào quang từ bốn phương tám hướng dung nhập vào đường vũ lân trước mặt hình cầu kim loại bên trong một màn quỷ dị xuất hiện cái kia hình cầu kim loại đang kịch liệt run rẩy ở bên trong một loại khiến nguyên ân chấn thiên vô cùng cảm giác quen thuộc xuất hiện quyền ý đúng vậy chính là cùng hắn giống như lúc quyền ý cái này đây là cái này đã không chỉ là giao cho trí tuệ thậm chí còn giao cho thiên phú linh rèn đoán tạo sư đã thấy được hoàn toàn ngây dại đây quả thật là rèn có thể làm được ạ à, hắn tuy rằng vẫn không thể hồn rèn nhưng là được chứng kiến hồn rèn nhưng như vậy hồn rèn quả thực là mới nghe lần đầu cái này đã không chỉ là giao cho rèn trí tuệ đơn giản như vậy, thậm chí còn giao cho rồi nó thiên phú, thần hồ kỳ kỹ, thật là thần hồ kỳ kỹ a. À. cho dù cũng không phải hiểu lắm rèn nguyên ân chấn thiên, lúc này cũng đối với đường vũ lân thần tượng thân phận không chút nghi ngờ. cái này muốn đối với rèn có cỡ nào khác sâu lý giải mới có thể làm được như thế một bước a. À. trên thực tế, đây là đường vũ lân chỗ chỉ có năng lực, chấn hoa tuy rằng cũng là thần tượng, nhưng tại tu vi phương diện, hắn cùng đường vũ lân đã có tranh lệch nhất là tinh thần lực tầng diện bên trên chênh lệch thì càng lớn hơn một chút mà đường vũ lân đối với pháp tắc lý giải cùng cảm ngộ bản thân lại được toàn bộ vị diện chiếu cố làm cho án sáng tạo độc đáo ra loại này có thể tại trình độ nhất định bên trên giao cho thiên phú rèn phương thức cũng không phải nói giao cho rồi thiên phú kim loại là có thể trực tiếp phóng xuất ra nguyên ân chấn thiên công kích như vậy mà là có thể làm cho khối này kim loại cùng có thể phóng thích cùng loại với nguyên ân chấn thiên cái loại này công kích hồn sư sẽ càng thêm phù hợp mà đối với đấu khải mà nói cùng đấu khải sư ở giữa độ phù hợp thật lớn ảnh hưởng đấu khải sử dụng hiệu suất cùng uy năng a à. dùng rất nói đơn giản pháp mà nói liền tương đương với đường vũ lân tại rèn trong quá trình liền làm cho này khối kim loại cắm vào một cái hạch tâm pháp trận ông 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 kim loại liên tục phát ra vù vù mặt ngoài càng là tách ra một tầng lại một tầng quang huy tựa hồ đều muốn bài xích lại tựa hồ có chỗ kháng cự nhưng thời gian dần qua phần này kháng cự tại đường vũ lân tinh thần ý niệm an ủi dưới dần dần hòa hoãn biến mất mà cái kia phần quyền ý thức thì là chân chân chính chính khác ở rồi kim loại phía trên. Đường Vũ Lân song chùy dẫn động, trăm ngàn đạo huyễn ảnh tại trên tay hắn nở rộ, tại trong tầm mắt của mọi người, cái kia khối kim loại giống như là bị một đóa từ chùy ảnh tạo thành sáng lạn hoa tươi nâng lên, lượn vòng, giống như là tại nhẹ nhàng nhảy múa, tràn đầy vận luật cảm giác cùng động lòng người nhịp điệu. Kỹ gần với đạo, kỹ gần với đạo a, à, Nguyên Ân Chấn Thiên không khỏi tự đáy lòng phát ra cảm thán, mà vị kia thái thản cự viên gia tộc đoán tạo sư lúc này cũng đã là nhìn lệ rơi đầy mặt đối với hắn mà nói trong cả đời có thể chứng kiến như vậy rèn cái gì đều đáng giá đúng lúc này tất cả trùy ảnh đột nhiên kiềm chế đường vũ lân cũng đã là từ trên trời giáng xuống chỉ có cái kia khối kim loại còn lơ lửng tại không trung bên trong chiều sáng rạng rỡ đường vũ lân hai tay vung mạnh chùy kéo lê một cái đường vòng cung trên mặt hắn biểu lộ cũng rút cuộc trở nên trịnh trọng lên mọi người chung quanh có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí bắt đầu đã có kịch liệt năng lượng chấn động cái đó và điều động hồn lực không đồng nhất dạng là một loại chỗ nào cũng có đến từ bốn phương tám hướng năng lượng hội tụ cảm giác những thứ này hội tụ mà đến năng lượng trong không khí nhanh chóng ngưng tụ nở rộ dần dần hành trình một mảnh nhàn nhạt, nhạt mây khói đỏ lam vàng thanh bốn màu hào quang dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng thiên địa chi uy dần dần bán ra nguyên tố chi kiếp cảm nhận được cái kia kinh khủng pháp tắc khí tức nguyên ân chấn thiên biến sắc vội vàng phóng xuất ra bản thân hồn lực đi qua bản thân cùng thiên địa pháp tắc liên hệ hành trình một tầng phòng hộ thủ hộ ở bên cạnh mọi người cùng sau lưng đại sành đường vũ lân ngửa mặt lên trời thét dài tóc dài tung bay làm cho người ta một loại tùy ý làm bậy cuồng phóng cảm giác tại thời khắc này ở giữa thiên địa dương như chỉ có hắn một người đối mặt với cường đại lối kiếp không sợ hãi oanh long long một đạo kịch liệt nổ vang vang lên bốn màu lôi điện từ trên trời giáng xuống đường vũ lân tay phải chùy vừa đảo nguyên bản đánh về phía cái kia khối kim loại lôi đình tại hắn dẫn đạo bên dưới cứng rắn oanh kích tại trên người hắn trong lúc nhất thời đem đường vũ lân toàn thân đều phủ lên đã thành bốn màu cái này một oanh kích không khỏi khiến mọi người chung quanh đồng thời lên tiếng kinh hô cho dù là nguyên ân dạo huy cùng tạ giải cũng không ngoại lệ tuy rằng bọn hắn không biết cái kia nguyên tố chi kiếp là cái gì thế nhưng kinh khủng pháp tắc khí tức nhưng là mỗi người đều có thể cảm nhận được đó a à. loại này kinh khủng lực công kích đủ để khiến bất luận kẻ nào chịu sợ hãi nhưng đường vũ lân lại chính là cứng rắn đem công kích như vậy lực dẫn đạo tại trên người mình cái này thật sự là thật là đáng sợ nhưng cùng lúc đó một tầng nhu hòa bốn màu vầng sáng cũng tại tiếp theo khác từ trên người hắn dâng lên mà ra dâng lên tại cái kia khối trôi nổi tại không trung kim loại phía trên kim loại vù vù lần nữa vang lên lần này càng là có âm vang thanh âm cái loại này vui sướng ý niệm khiến ở đây mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại bỏ Loại này kỳ dị lý giải khiến tìm hiểu người càng là rung động, hắn đây là ở dùng chính mình thân thể loại bỏ nguyên tố chi kiếp huy lực kinh khủng, lại đem hữu ích pháp tác truyền cho kim loại tiến hành dung hợp à. Như vậy thật sự có thể chứ, thật sự sẽ không làm thương tổn đến hắn bản thân à. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, một đạo tiếp một đạo bốn màu, lôi kiếp đã điên cuồng mà rơi, không ngừng tại đường Vũ Lân dẫn đạo dưới anh kích tại trên người hắn. Trên thực tế, chính thức cao phẩm chất thiên rèn, hay vẫn là cần lôi kiếp đến đánh trúng kim loại đấy nguyên tố chi kiếp phá hư tính lực lượng đối với kim loại bản thân cũng có thể sản sinh một ít tẩy dư hiệu quả nhưng đối với kim loại mà nói lớn nhất chỗ tốt còn là tới từ ở pháp tắc rót vào cái kia phần rèn mặc dù trọng yếu nhưng tại toàn bộ thiên rèn trong quá trình chỉ có thể chiếm theo ước chừng 30% hiệu quả một cái hoàn mỹ thiên rèn đúng là cần để cho lôi kiếp oanh kích tại kim loại bên trên đồng thời đường vũ lân muốn đem dư thừa bộ phận dẫn đạo đi nhưng nói như vậy rèn độ khó liền sẽ sâu sắc tăng cường thiên rèn thất bại rất lớn nguyên nhân cũng là tại giai đoạn kia. Đối với Trấn Hoa mà nói là không có được lựa chọn đấy, bởi vì thân thể của hắn căn bản không có khả năng chịu đựng được nguyên tố chi kiếp trực tiếp oanh kích. Nhưng đối với đường Vũ Lân mà nói cũng không phải có chuyện như vậy mà rồi. Hắn hiện tại loại này rèn phương pháp lớn nhất chỗ tốt liền ở đây, xác suất thành công siêu cao, thậm chí có thể nói. Tại bốn màu lưới kiếp dưới tình huống, hầu như không có gì thất bại tỷ lệ rồi, mà thiên rèn thành phẩm hiệu quả cũng có cực phẩm thiên rèn 70% như thế cao xác suất thành công dưới tình huống tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất nhất là tại trước mắt cái này muốn bày ra thực lực thời điểm bốn màu vầng sáng dần dần nồng đậm từ ban đầu chẳng qua là hiển hiện tại kim loại mặt ngoài đến đằng sau dần dần thật sự hòa nhập vào trong đó cải biến kim loại bản thân nội bộ tồn tại cùng cấu tạo càng thêm kỳ dị chính là cái kia khối kim loại đang dần dần biến hình nương theo lấy bốn màu hào quang rót vào căn bản không có đi qua đường vũ lân lần nữa xen nó vậy mà biến thành một cái bao tay bộ dáng hơn nữa dần dần tinh vi oanh long long một đạo thô giống như là vàng nước khủng bố bốn màu lôi kiếp oanh kích tới rơi tại đường vũ lân trên người cả người hắn thậm chí đều được cái kia kinh khủng nguyên tố chi kiếp thôn phệ rồi lão đại tạ dài theo bản năng muốn lao ra lại bị bên cạnh nguyên ân thiên đã một phát bắt được rồi đồ đần hắn thừa nhận lôi kiếp oanh kích cho tới bây giờ đều không có tràn ra ngoài nửa phân ý vị này hắn như trước ở vào tuyệt đối trong khống chế ngươi qua chữ chết à. Luận kiến thức, hắn đương nhiên so với tạ giải mạnh hơn nhiều rồi. Bị chính mình tương lai, cha vợ một phát bắt được tạ giải, cũng là sửng sốt một chút. Cái này mới ý thức tới, tại vừa mới cái này kinh khủng từng đạo lôi kiếp oanh kích trong quá trình, thái thản cự viên gia tộc trong đại trạch, cũng không có nửa phân tổn hại. Rất hiển nhiên, đây là đường vũ lân tuyệt đối khống chế. Oanh long long, bốn màu hào quang tựa như triều tịch giống như tràn vào kim loại. Kim loại màn ngoài, một tầng quang ảnh hiển hiện, hiện lúc trước rót vào quyền ý, phảng phất là hấp thu pháp tắc biến hóa, đột nhiên dùng gấp 10 lần, gấp trăm lần khí tức tán phát ra. Đậm đặc quyền ý chấn động ngang trời xuất thế, phảng phất có loại chiến thiên đấu điện giống như cường đại cảm thụ. Không biết lúc nào, Nguyên Ân Chấn Thiên bên cạnh đã thêm một người, không phải chính là Nhị Minh Nga. Nhìn xem không chung cái kia tản ra đậm đặc thái thản thần quyền khí hơi thở nguyên bộ, sắc mặt của hắn liên tục biến hóa, cuối cùng hay vẫn là không khỏi thở dài một tiếng, trí tuệ của nhân loại cuối cùng không phải hồn thú có khả năng bằng được đó à trời cao cũng thật là quá chiếu cố nhân loại rồi quang ảnh lập lòe đường vũ lân chung quanh thân thể bốn màu hào quang cùng trên bầu trời kiếp vân dần dần tàn đi cái kia khối kim loại tại nở rộ rồi đậm đặc ý niệm về sau tiếp theo trong nháy mắt tất cả vầng sáng đồng thời nội liễm từ trên trời giáng xuống rơi vào đường vũ lân trong lòng bàn tay khôi phục ban đầu đen nhánh bộ dáng nếu như không phải hình thái cải biến tựa hồ sẽ không có nước cái gì biến hóa tựa như đường vũ lân tiếp được kim loại thở dài một hơi chung quanh thân thể như trước mơ hồ có bốn màu lôi điện lóng lánh nhưng ít ra từ mặt ngoài nhìn hắn cũng không có gì quá lớn biến hóa chẳng qua là cái chán có chút gặp đổ mồ hôi mà thôi hắn hoàn thành thế nhưng là một lần thiên rèn a à. thiên rèn có thể làm được loại trình độ này đã cực kỳ không dễ dàng một bước bước ra đường vũ lân đi tới nguyên ân chấn thiên trước mặt cầm trong tay bao tay bộ dáng kim loại đưa tới may mắn không làm nhục mạnh Nguyên ân chấn thiên theo bản năng đem cái kia khối kim loại nhận được trong tay, tại vào tay trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều có loại sợ run cảm giác, cái kia khối kim loại tựa như bản thân chính là hắn thân thể một bộ phận tựa như, rõ ràng không có bất kỳ lạ lẫm cảm giác. Nhìn qua đen nhánh kim loại, chẳng qua là thoáng rót vào hồn lực, lập tức mông lung hiện ra một tầng bốn màu vầng sáng, pháp tắc biến hóa, chớp mắt truyền, dường như phất tay giữa, nó là có thể đem bản thân lực lượng mấy dùng lần tính bộc phát ra phải biết rằng đây vẫn chỉ là kim loại mà không phải đấu khải a à. một khối kim loại lại có thể đạt đến loại trình độ này cái này là thiên rèn a à. thật sự là đáng sợ thiên rèn a à. cũng là động lòng người thiên rèn a à. Thở sâu nguyên ân chấn thiên toàn thân khí tức đều trở nên có chút dồn dập lên không nghĩ tới lão phu đời này còn có chứng kiến thiên rèn cơ hội hơn nữa là tận mắt thấy thiên rèn hoàn thành đường môn chủ bội phục bội phục a à. đối với đường vũ lân cái này trẻ tuổi như vậy đường môn môn chủ hắn không còn có rồi nửa phân lòng khinh thị phát ra từ nội tâm nói ra kính nền mà nói đường vũ lân mỉm cười vì các vị trúc nâng cốc chúc mừng hưng may mắn hôm nay vận khí cũng không tệ lắm một lần thành công những ngày này chúng ta cùng người ở đây ăn uống không khối này thiên rèn kim loại sẽ đưa cho người thành tựu tới cửa lễ Phật à nguyên ân chấn thiên chặn lại nói cái này tại sao có thể điều này thật sự là quá chân quý một khối thiên rèn kim loại chân quý trình độ có thể nghĩ tuy rằng không thể cùng thần khí so nhưng đối với cao giai hồn sư mà nói bất luận cái gì một khối thiên rèn kim loại cũng có thể làm cho chính mình đấu khải thoát thai hoán cốt à nguyên ân chấn thiên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy lấy nhưng không có chút nào đem khối này kim loại đưa tới trả lại cho đường vũ lân y tứ dùng yêu thích không buông tay để hình dung vị này bây giờ cảm thụ lại thỏa đáng nhất đường vũ lân ha ha cười một tiếng tiền bối đừng khách khí ta ngay cả thiên đãng tiền bối đều bắt cóc rồi điểm ấy tạ lễ luôn muốn nguyên ân chấn thiên mắt giữ thầm ý nhìn đường vũ lân một cái đột nhiên cười híp mắt nói không thiên đãng sẽ không cùng ngươi đi đường vũ lân sững sờ bên cạnh nguyên ân thiên đãng đầu tiên liền nóng này vội vàng kêu lên phụ thân người người sao có thể lật lọng những lời này thiếu chút nữa liền thốt ra rồi vừa mới chứng kiến đường vũ lân đúng là có thiên rèn năng lực hắn đối với tứ tự đấu khải sư hạng gì chờ đợi à vừa mới tấn chức rồi cực hạn đấu la một khi có thể có được một bộ thuộc về mình tứ tự đấu khải như vậy hắn lập tức chính là bán thần cấp độ cường già đây chính là tất cả hồn sư tha thiết ước mơ cảnh giới a à? nguyên ân chấn thiên vẫy vẫy tay ý bảo nhi ý tử an tâm một chút chớ vội hắn cũng nhìn ra được không chỉ là nguyên ân thiên đáng kể cả nguyên ân thiên thương cùng tộc nhân khác ở bên trong mọi người bây giờ nhìn lấy đường vũ lân nhãn thần đều giống như tại nhìn một kiện hiếm thái chân bảo nguyên ân chấn thiên thật sự rất muốn nói không ngừng một câu nhân tâm tàn đội ngũ không tốt mang theo a à? các tộc nhân đều làm cho đường vũ lân tiểu tử này cho làm cho tâm ngứa đấy mà trên thực tế không chỉ là các tộc nhân a à. hắn cái này đương đại thái thản cự viên gia tộc tộc trường trong nội tâm chẳng lẽ liền không ngứa à. trong tay còn cầm lấy một khối thiên rèn kim loại đâu rồi cảm thụ được kim loại bản thân dường như đều muốn hướng ra mình trong chui vào cái chủng loại kia độ dung hợp hắn rút cuộc hạ quyết tâm đường môn chủ có chuyện ta muốn xin hỏi đường vũ lân lúc này lông mày cao lại đối với nguyên ân chấn thiên lật lọng hắn bao nhiêu cũng có chút không nhanh nhưng đối với phương dù sao cũng là chồng bối hắn cũng không thể nói cái gì tiền bối mời nói nguyên ân chấn thiên ha ha cười một tiếng sử lai khắc học viện xây dựng lại không biết sẽ là dạng gì quy mô đường vũ lân không chút do so dự nói trước sử lai khắc thành bị tạp bình rồi đưa tới nước ngầm chảy ngược tạo thành bây giờ hải thần hồ học viện đem hải thần hồ chung quanh khu vực tất cả đều tính vào kiến thiết phạm vi sơ kỳ công trình sẽ trước kiến thiết một bộ phận lầu dạy học nhưng hiện tại toàn bộ hải thần hồ cũng đã bị chúng ta cách ly hồn đạo khí bao trùm ở rồi ngoại giới thì không cách nào dò xét đấy tương lai khẳng định còn có thể thêm đại quy mô kiến thiết kể cả đường môn ở bên trong cũng sẽ ở cái phạm vi này bên trong về phần cuối cùng kiến trúc quy mô chúng ta hy vọng tại tương đối đã lâu tương lai có thể đem hải thần hồ chung quanh toàn bộ kiến thiết thành sử lai khắc học viện một bộ phận hành trình một cái hoàn toàn mới vòng tròn sử lai khắc thành đương nhiên cái này công trình là phi thường to lớn đấy bây giờ hải thần hồ diện tích so với trước toàn bộ sử lai khắc thành còn muốn lớn hơn vườn quanh hắn kiến thiết mới sử lai khắc thành cần rất dài rất dài thời gian có lẽ chúng ta thế hệ này người đều không thể xong việc nhưng chúng ta tin tưởng không lâu tương lai nhất định sẽ kiến thiết thành công hơn nữa chắc chắn so trước kia sử lai khắc thành càng tốt hơn nguyên ân chấn thiên nhẹ gật đầu cái kia nếu như lớn như vậy địa phương không biết có thể hay không bán cho chúng ta một mảnh đất a à? đương nhiên nếu như giúp chúng ta miễn phí kiến thiết thoáng một phát càng tốt hơn hắn nói tựa hồ có chút tùy ý có thể lời vừa nói ra kể cả phía sau hắn nhị minh ở bên trong mọi người tại đây cũng không khỏi có chút thất thần ba người đây là ý gì nguyên ân thiên đãng có chút nghi hoặc nhìn về phía phụ thân nguyên ân trấn thiên có chút u nhìn về phía nhi tử không chỉ có một mình ngươi muốn trở thành tứ tự đấu khể xưa à gia tộc an phận ở một góc nhiều năm như vậy sớm đã là ếch ngồi đáy giếng thế giới lớn như vậy cũng nên là đi ra thời điểm rồi. Đổi trước kia, có lẽ ta không có như vậy dũng khí, nhưng hôm nay, có nhị minh tiền bối ở chỗ này, ta cũng không có gì có thể cố kỵ đấy. Chỉ cần nhị minh tiền bối đồng ý, ta ý định đem ra tộc rời, ta tin tưởng, không có gì so hoàn toàn mới kiến thiết trong sử lai khác thành thích hợp hơn chúng ta địa phương. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía đường Vũ Lân, đường môn chủ, chúng ta cũng sẽ không trắng trắng muốn chỗ của các ngươi tuy rằng gia tộc tích góp không nhiều lắm, nhưng chúng ta cái này nhất mạch am hiểu nhất đúng là đối với thổ nguyên tố khống chế đảo hố gì gì đó tuyệt đối so với người bình thường phải nhanh nhiều lắm hồn đạo máy móc đều xa xa không thể so với tin tưởng đối với kiến thiết sử lai like khác học viện sẽ có không nhỏ trợ giúp tác dụng lúc này đường vũ lân mới xem như hoàn toàn kịp phản ứng theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng tiền bối lời ấy có thật không hắn vốn chỉ muốn bắt cóc một hai tên lão sư trở về lại không nghĩ rằng cái này dĩ nhiên là muốn đem người ta bắt gọn nữa à còn có cái gì so cái này đẹp hơn hay sự tình a à? thái thản cự viên gia tộc mặc dù là một cái ẩn thế gia tộc nhưng gia tộc bên trong phong hào đấu la trở lên cường giả chừng tám vị nhiều trong đó còn bao gồm hai vị cực hạn đấu la tồn tại có sự gia nhập của bọn hắn đối với sử lai like khắc học viện mà nói đã không biết có thể sử dụng chuyện tốt để hình dung đây là đặt căn cơ a à? hơn nữa nguyên ân chấn thiên phụ tử tộc nhân bản thân không bị ngoại giới biết thích hợp hơn ẩn giấu thực lực thậm chí có thể làm học viện đòn sát thủ a nhị minh tức giận ta có thể không đồng ý a à? ta có thể nói cái gì ta chính các người nhìn xem xử lý ta nào có cái gì không đồng ý tư cách đối với tộc nhân trong lòng của hắn chỉ có áy náy những thứ này tuy rằng đều là hắn hậu đại có thể hắn đúng là cái gì cũng không có vì bọn họ làm qua cho nên ngày đó hắn mới không tiếc hao phí hai giò tinh huyết cũng muốn thành toàn nguyên ân chấn thiên cùng nguyên ân thiên đãng phụ tử hai người nguyên ân chấn thiên ha ha cười một tiếng vậy quyết định như vậy rồi ta sẽ lưu lại một ít tộc nhân trông coi tổ chỗ ở những người khác đi theo ta rời hiện tại các ngươi hài lòng chưa các ngươi nguyên một đám tâm đã sớm đã bay ta tính là giữ được ngươi đám bọn chúng người không giữ được tâm có cái gì hữu dụng dứt khoát lão phu mình cũng đi vị này luôn luôn hết sức nghiêm túc tộc trưởng hiếm thấy hiện ra một lần hài hước gia gia vạn tuế nguyên ân dạ huy mãnh liệt nhào vào nguyên ân chấn thiên trong ngực hưng phấn kêu to nguyên ân chấn thiên sửng sốt một chút trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt trước đó lần thứ nhất tôn nữ hương phấn như vậy ôm lấy chính mình giống như hay vẫn là tại nàng lúc còn rất nhỏ hồi tưởng lại tôn nữ còn nhỏ bi thảm gặp gỡ hắn không khỏi ôm sát tôn nữ mỉm cười nói yên tâm đi về sau ra ra sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi ai dám khi dễ ngươi ra ra liền đánh hắn vừa nói hắn còn hữu ý vô ý nhìn tạ giải một cái tạ giải bị cái nhìn này nhìn toàn thân từ đầu đến chân đều là lạnh buốt lạnh buốt đấy cái này có một cái tương lai cha vợ coi như xong, lúc này còn nhiều thêm một cái cha vợ lão phụ, hai đại cực hạn đấu la à, về sau thời gian này có thể như thế nào qua? À? Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn xem hắn nhãn thần, rõ ràng cũng cùng Nguyên Ân Thiên đãng không kém bao nhiêu, đây quả thực rồi. Đường Vũ Lân ở bên cạnh nhìn cười ha hả đấy, kết quả như vậy quả thực là không thể tốt hơn rồi, hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được thần tượng thân phận lại là tốt như thế dùng, tuy nói hắn nhất định sẽ vất vả một ít, nhưng đây đều là đáng giá đó à có thể bắt cóc nhiều như vậy vị cường già trở về đối với đang tại xây dựng lại sử lai khắc học viện mà nói tuyệt đối cũng coi là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi rồi khó trách lúc trước nguyên ân chấn thiên làm cho chính mình biểu diễn thoáng một phát thiên rèn hiện tại hồi tưởng lại vị này chỉ sợ sớm đã là có ý định chẳng qua là dính đến toàn cả gia tộc di chuyển hắn muốn trước khẳng định chính mình có phải thật vậy hay không có thể thiên rèn năng lực hiện tại đã thừa nhận hắn liền không chút do dự hạ quyết tâm cái này nhất định là một cái cả hai cùng có lợi cục diện có đường môn cùng sử lai khắc học viện tại thái thản cự viên gia tộc gia nhập có thể cũng coi là ôm đoàn sưởi ấm đồng thời tại đường vũ lân hứa hẹn bên dưới thái thản cự viên gia tộc đã có tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải về sau toàn cả gia tộc thực lực đem sản sinh một cái cực lớn bay vọt hơn nữa tương lai cũng sẽ càng có bảo đảm gia tộc phồn vinh có thể nói là ở trong tầm tay sử lai khắc học viện tuy rằng bị hủy rồi nhưng từ luận võ đại hội chiêu thân tình huống có thể nhìn ra được cái này truyền thừa hai vạn năm lâu đại lục đệ nhất học viện đến cỡ nào thâm hậu nội tình huống chi còn có một cái khác đồng dạng truyền thừa hai vạn năm đường môn đây cùng bọn họ ở một chỗ đối với gia tộc mà nói tuyệt không có chỗ xấu tăng thêm nguyên ân chấn thiên nguyên ân thiên đáng sử lai khắc học viện cùng đường môn tổng cộng cũng đã đã có được sáu vị cực hạn đấu la đây là trước mắt bất kỳ một cái nào thế lực đều khó có khả năng có khủng bố thực lực a à. cho nên đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện đối với song phương mà nói đều là đại hảo sự hơn nữa nguyên ân trấn thiên coi trọng còn có một chút cái kia chính là đường vũ lân thiên phú đường vũ lân mới bao nhiêu hai mươi mấy tuổi mà thôi cũng đã là phong hào đấu la một đời thần tượng đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng là làm hắn cái này tư thâm cực hạn đấu la đều cảm giác được kinh ngạc như vậy tương lai của hắn ở nơi nào không có cực hạn đấu la không muốn đi tìm kiếm thế giới kia đấy cho nên lúc đường vũ lân hướng nguyên ân thiên đãng phát ra mời về sau nguyên ân trấn thiên cũng đã suy tính rất nhiều nhìn qua quyết định của hắn có chút vội vàng trên thực tế nhưng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ đấy ban đầu ở minh đô tìm được nguyên ân dạ huy thời điểm là đối với hắn lần thứ nhất xúc động nguyên ân dạ huy cũng chỉ so đường vũ lân đánh một tuổi lại đã đến tiếp cận phong hào đấu la cấp độ đây là hắn không thể làm được nguyên ân thiên đãng cũng không thể làm được mà bọn hắn hiện tại cũng đã là cực hạn đấu la cấp độ cường giả sau đó lần thứ hai chính là đường vũ lân đã nhận lấy hắn ba lần công kích cái kia một lần đây chính là không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói hoàn toàn là đi qua chân chính và chạm đến tiếp nhận được đó à một cái trẻ tuổi như vậy hài tử lại có thể tiếp nhận được thân là cực hạn đấu la chính mình như thế cường lực công kích cái này lật nhào rồi nguyên ân chấn thiên đối với đương kim hồn sư giới ấn tượng lúc kia hắn đã cảm thấy gia tộc đều muốn phát triển nhất định phải gần sát sự thật xã hội không thể lại tiếp tục an phận ở một góc rồi bằng không mà nói hiện tại mặc dù có chính mình trèo chống gia tộc còn không đến mức suy sụp có thể sau a à? nếu như như bản thể tông như vậy một đời không bằng một đời a à, kết quả sau cùng sẽ là cái gì chỉ có thể là bị toàn bộ xã hội đào thải cho nên cái kia thời điểm hắn liền động tâm tư có loại bình tĩnh cực tư động cảm giác những ngày này cũng một mực tại cân nhắc gia tộc phát triển phương hướng về sau liền thấy được luận võ đại hội chiêu thân bên trên sử lai khắc học viện gần như tại điên cuồng biểu hiện đồng thời cũng cho hắn biết rồi đường vũ lân thân phận chân thật đường vũ lân cùng nguyên ân dạ huy lúc trở lại hắn kỳ thật cũng đã có tìm hiểu ý tứ ý tứ bởi vì cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn mạnh hơn dệt hoa trên gấm hiện tại sử lai like khắc học viện chính là xây dựng lại thời điểm cũng là cần nhất ủng hộ thời điểm ở thời điểm này đứng ra tuyệt đối là thời cơ tốt nhất bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim, viết liền không giấu nhé. Phải biết rằng, lúc trước Sử Lai Khắc Thành thế, nhưng là được gọi là thiên đường của nhân gian tồn tại, Sử Lai Khắc Thành bên trong không cho phép động võ, không có phân tranh. Tuy rằng cuối cùng vẫn là được chứng minh Sử Lai Khắc Thành không phải tuyệt đối an toàn, có thể chính là như thế, xây dựng lại Sử Lai Khắc Thành nhất định sẽ so trước kia, càng hoàn chỉnh. Thoạt nhìn Sử Lai Khắc Học viện thực lực đại tồn, cũng không chỉ là cái kia, bốn vị cực hạn đấu la ủng hộ từ đường Vũ Lân thế hệ này, người trẻ tuổi trên người, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng nhìn thấy hy vọng cùng cực lớn tiềm lực, không hề nghi ngờ, chỉ cần thế hệ này người trẻ tuổi có thể lớn lên, như vậy, sử lai khắc học viện chắc chắn một lần nữa quật khởi, thậm chí còn có vượt qua dĩ vãng khả năng. Như vậy kỳ tích đường Môn liền đã từng diễn ra qua một lần rồi, cái kia một đời lĩnh tụ, chính là truyền linh tháp người sáng lập, đồng thời cũng là cái kia một đời sử lai khắc thất quái một trong thế hệ này sử lai khắc thất quái so với trong lịch sử cái kia hai đời nổi danh nhất sử lai khắc thất quái kém à khủng bố cũng không kém mà cái này đường vũ lân trên người chỗ có mà tiềm năng nguyên ân chấn thiên xem một chút đều cảm thấy sợ hãi hôm nay nhìn hắn cùng nguyên ân dạ huy tạ giải đánh một trận xong càng thêm kiên định rồi ý nghĩ của hắn đường vũ lân phát triển quá là nhanh nhanh đến đã vượt ra khỏi hắn đối với hồn sư tu luyện nhận thức trình độ mà vừa lúc này Đường Vũ Lân biểu hiện ra muốn mời Nguyên Ân Thiên đãng tiến về trước học viện dạy học, Nguyên Ân Trấn Thiên lúc đó liền động tâm rồi. Trên thực tế, coi như là không có đấu khải hấp dẫn, hắn đều có ý nghĩ này. Chưa nói, chi là bây giờ còn có tam tự đấu khải, tứ tự đấu khải chuyện tốt như vậy, Nguyên Ân Trấn Thiên trong lòng đã sớm cười ra hoa đến rồi. Về phần tương lai có khả năng đối kháng truyền linh tháp những thứ này, hắn một chút cũng không lo lắng. Đối với một vị đã đạt đến chuẩn thần cấp độ cường giả mà nói, có chuyện gì là cần lo lắng a à? tổ tiên còn ở nơi này nhị minh xuất hiện quả thực nếu như hắn cực độ kinh ngạc mà khi nhị minh giúp hắn tăng lên tới chuẩn thần trợ giúp nguyên ân thiên đãng cũng một bước bước vào rồi cực hạn đấu la cánh cửa hắn liền minh bạch cái này lão tổ tông giả không được hơn nữa hắn cũng nhìn ra được mặc dù mình là lão tổ tông hậu đại có thể vị lão tổ tông này đối với đường vũ lân là phi thường không đồng dạng như vậy đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm hơn nữa còn mơ hồ có vài phần tôn kính cảm giác loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng là càng thêm thừa nhận hắn đối với đường vũ lân nhận thức người trẻ tuổi này không đơn giản phi thường không đơn giản à tại cẩn thận suy nghĩ về sau hơn nữa đường vũ lân thể hiện ra thiên rèn thực lực nguyên ân chấn thiên quyết định thật nhanh nếu như muốn lấy lòng vậy bán cái triệt triệt đề đề không có nửa điểm do dự thêm rượu về đèn lần nữa mở tiệc lần nữa uống lên rượu đến liền đường vũ lân đều hưng phấn uống nhiều rồi mấy chén một mạch đêm khuya trận này khách và chủ tận vui mừng tiệc rượu mới xem như đã xong tạ giải là bị nguyên ân dạ huy khiêng trở về đúng vậy gia hỏa này uống nhiều quá không có cách nào khác không uống nhiều tạ giải coi như là đã nhìn ra chính mình không chủ động uống tương lai cha vợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình đấy dứt khoát liền uống thống khoái một điểm mấy đại chén xuống dưới trực tiếp đem mình rót ngược lại rồi như vậy còn có thể rơi cái uống rượu thật sự thanh danh khiêng tạ giải trở lại chỗ ở nguyên ân dạ huy đem hắn đặt ở trên giường hồi tưởng lại lão phụ hôm nay tại trên bàn rượu nhằm vào tạ giải bộ dạng tại buồn cười đồng thời trong nội tâm nàng cũng không khỏi một hồi ấm áp ma ma nếu như người vẫn còn sống nên có nhiều tốt người sẽ thích tạ giải a à? nếu có người tại nhất định sẽ ngăn lại ba ba ma ta rất nhớ người a à? nhưng mà người yên tâm đi ta sẽ không lại bi thương rồi tại ta sinh mệnh là quan trọng nhất hai nam nhân cũng còn tại ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn cũng sẽ sung sướng đứng lên đấy, tin tưởng người tại một cái thế giới khác, cũng nhất định rất hy vọng ta có thể vui vui sướng sướng à. Hai trong mắt của nàng trở nên đặc biệt sáng lên, từ ngày năm tới nay, như vậy khúc mắc tại thời khắc này rút cuộc xem như cởi bỏ rồi. Trong lòng tràn ngập cảm xúc, thậm chí là cảm động, trở lại gian phòng của mình, nàng cực kỳ hiếm thấy không có minh tưởng mà là nằm vật xuống trên giường, kéo qua chăn màn, không có kéo lên bức màn, liền như vậy đắm chìm trong nguyệt quang bên trong, nhắm lại hai tròng mắt, mặc kệ lông mi thật dài khoác lên mí mắt bên trên hô hấp dần dần trở nên đều đều đứng lên nàng thật sự đều muốn thật tốt ngủ một giấc ngủ một giấc có thể quên mất hết thảy phiền não quên mất hết thảy thống khổ mama ta sẽ tại trong mộng nhìn thấy ngươi a à? mama đến xem ta a à? trong đầu phân loạn các loại tâm tình dần dần bình phục dần dần biến mất hiếm thấy ngủ mơ rút cuộc lại tới mà đang ở nàng tiến vào ngủ sai thời điểm nàng khí tức trên thân bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện rất nhỏ biến chất làn da mặt ngoài tựa hồ tàn mát ra một tầng nhàn nhạt óng ánh hào quang trong cơ thể hồn lực tự nhiên chảy xuôi chảy xuôi nhập hồn hạch bên trong tự nhiên mà vậy chết xuất lấy hồn hạch luật động nhu hòa hồn lực dần dần tựa như trường giang đại hà giống như mãnh liệt bành trướng nội tâm lao tù bị đánh phá hạn chế lấy tu vi bình cảnh cũng liền tại đây trong lúc ngủ mơ tựa như nước chảy thành sông giống như theo tiếng mà ra một tầng vàng mênh mông hào quang hiển hiện tại thân thể nàng mặt ngoài từng vòng hồn hoàn tiếp theo xuất hiện mà sắp đặt tại vị thứ chín hồn hoàn rút cuộc xuất hiện giờ khắc này nàng nguyên ân dạ huy thành tựu phong hào trong lúc ngủ mơ nguyên ân dạ huy tâm dần dần trầm tĩnh rút cuộc nàng nhìn thấy mong nhớ ngày đêm chính là cái kia người thấy được cái kia mong nhớ ngày đêm thân ảnh ánh mắt của nàng là ôn nhu như vậy như vậy động lòng người nàng hướng về chính mình mở ra hai tay nhẹ nhàng hô hoán tên của mình. Ma ma, Nguyên Ân dạ huy kêu to sông đi lên, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng gần trong găng tấc nàng không đứt trùng kích, lại thủy chung cũng không thể nhào vào trong ngực của nàng, luôn có một chút như vậy chênh lệch. Sau đó, nàng liền chứng kiến, ma ma bắt đầu thay đổi, ma ma hai mắt biến thành thâm sâu màu tím, tựa như vòng xoáy giống như màu tím, ma ma sau lưng, một đôi cực lớn cánh chậm rãi mở ra, đang thống cổ trong tiếng kêu to ma ma cái chán chui ra rồi hai cây uốn lượn sừng dài mà mà thân thể bắt đầu biến lớn toàn thân bắt đầu có khủng bố mà mãnh liệt hắc ám khí tức trào lên mà ra tuyệt đối hắc ám cái kia tuyệt đối hắc ám hắc ám hàng lâm sa đọa mới có thể tự do tỉnh lại đi nữ nhi của ta tỉnh lại đi ngủ say tại ngươi trong máu vô tận ma lực ma ma thanh âm đột nhiên trở nên tràn đầy sức hấp dẫn dụ hoặc lấy nàng từng bước một tiến về phía trước từng bước một hướng về cái kia hắc ám thâm sâu chỗ đi đến mãnh liệt lực lượng cảm giác bắt đầu chuyển khắp toàn thân bắt đầu khiến cả người hắn thân thể đều rất nhỏ sợ run đứng lên nồng đậm hắc ám lực lượng giống như thực chất giống như chui vào thân thể của nàng cải tạo thân thể của nàng một cỗ lạnh như băng mà điên cuồng ý niệm bắt đầu bay nhanh chui vào nàng tinh thần chi hải muốn cùng nàng tinh thần chi hải tan là một thể mãnh liệt máu tanh giết chóc sợ hãi điên cuồng mặt trái tâm tình cũng nương theo lấy cái kia mảnh lạnh như băng tràn vào khát vọng giết chóc tràn ngập khát máu tại thời khắc này nguyên ân dạ huy toàn thân đều bắt đầu hướng về lạnh như băng thế giới tiến lên dường như bản thân huyết dịch cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng vậy trong giây lát nàng mở ra hai tròng mắt ma ma biến mất nàng như trước vẫn còn gian phòng kia bên trong nàng toàn thân khí tức tuy nhiên cũng trở nên vô cùng âm u so phía ngoài đêm tối càng thêm âm u nhiều màu tím sậm trong đôi mắt mơ hồ có màu tím vầng sáng hướng ra phía ngoài chảy xuôi tăng thêm sự kinh khủng chính là tại nàng toàn thân trên người đều tản ra một cỗ tràn ngập tử vong khí tức sau lưng một đôi cực lớn cánh chậm rãi hiển hiện mà ra trên người chín cái hồn hoàn tất cả đều nhuộm đẫm màu tím đen trên đầu bên trên một đôi uốn lượn sừng dài sớm đã chui ra đậm đặc ám nguyên tố tràn ngập tại toàn bộ trong phòng giống trầm thấp tiếng gầm gừ tại nàng trong cổ vang lên sau lưng hai cánh chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ động cũng đã trèo chống lấy thân thể của nàng đứng lên đẩy ra cửa sổ không có phát ra nửa điểm thanh âm tất cả hắc ám năng lượng toàn bộ tràn vào trong cơ thể ngăn cách ngoại giới thả người nhảy lên đã từ trong cửa sổ chui ra màu tím đen hai tròng mắt nhìn thoáng qua chung quanh mãnh liệt vỗ mạnh cánh tiếp theo trong nháy mắt nàng đã phóng lên trời mang theo nội ẩn hắc ám khí tức thẳng đến phương xa bay đi nàng tốc độ nhanh vô cùng mơ hồ giữa tại nàng chung quanh thân thể bao quanh màu tím đen hào quang khiến không gian rất nhỏ vạn vẹo lên phảng phất có đến từ một cái thế giới khác lực lượng đang tại không đứt hướng về trong cơ thể nàng rót vào loại cảm giác này điên cuồng mà tuyệt vời nàng chỉ cảm thấy chính mình thực lực tăng tại không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng lên. Suốt cuộc, nàng nhận thức đúng xa xa một cái ngọn núi, sau lưng hai cánh thu liễm, tựa như sao băng giống như hướng về cái hướng kia rơi xuống. Tại khoảng cách mặt đất còn có chừng 20 mét thời điểm mới lần nữa một lần nữa, mở ra hai cánh, kiên cường dẻo dai hai cánh chớp mắt hóa giải dưới hướng thế, mang theo nàng bay bổng rơi tại trên đỉnh núi. Hắc ám cuối cùng đem hàng lâm, sa đọa mới có thể tự do, thanh âm trầm thấp từ nàng miệng trong đọc lên, nguyên một đám quỷ dị thanh âm xuất hiện đồng thời nương theo lấy đồng thời xuất hiện còn có một cái màu tím ma văn tại trên người nàng vừa mới theo tu vi tăng lên xuất hiện đệ chín cái hồn hoàn bỗng nhiên sáng ngời trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn màu tím đen pháp trận màu tím đen vầng sáng bốc lên nương theo lấy nàng chú ngữ ngâm sướng một cái cực lớn màu tím đen cánh cổng ánh sáng chậm rãi xuất hiện thứ chín hồn kỹ ác ma thông đạo đi thông ác ma vị diện thế giới cánh cổng ánh sáng vừa mới xuất hiện thời điểm liền có cao hơn 3 mét nương theo lấy bản thân nó dần dần ngưng thực đứng lên cánh cổng ánh sáng bắt đầu từ từ mở rộng trong nháy mắt liền biến thành một cái chừng 20 mét cao độ rộng đạt đến 15 mét cực lớn cánh cổng ánh sáng không gian chung quanh kịch liệt vạn vẹo lên cái kia rõ ràng là vị diện chi lực đang tại bài xích đến từ một cái thế giới khác lực lượng nhưng này phần bài xích lại tất cả đều bị cái kia phiến cánh cổng ánh sáng chung quanh không đứt tuôn ra hào quang màu tím triệt tiêu lấy Nguyên Ân Dạ Huy thối lui đến cánh cổng ánh sáng một bên, không ngừng ngâm sướng. Nàng bản thân, màu tím đen hào quang cũng trở nên càng phát ra nồng đậm đứng lên. Đã liền bản thân tu vi tựa hồ cũng đang không ngừng tăng lên, điên cuồng tăng lên lấy. Cánh cổng ánh sáng chung quanh, từng vòng vầng sáng tuôn ra hiện, một cái trầm thấp mà tràn ngập ma lực thanh âm vang lên theo. Con dân của ta, ta sứ giả, ngươi làm vô cùng tốt, ngươi mở ra đi thông ác ma thế giới thông đạo đem người dẫn dắt các tộc nhân của người hướng đi cái này thế giới mới tinh để cho chúng ta cùng một chỗ sa đọa cùng một chỗ tự do cùng một chỗ hủy diệt ạ à. xuất phát ác ma quân đoàn giống nguyên ân dạ huy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thân thể của nàng bắt đầu bành trướng thoáng qua giữa liền biến thành rồi một cái cao tới 10 mét nhưng dáng người lại cùng nguyên lai giống như đúc cực lớn ác ma tại sau lưng nàng cặp kia cánh mặt ngoài cũng hiện lên từ kim sắc lân phiến hiện ra không giống người thường ác mà huyết mạch. Thành tựu quân chủ, ta ban cho người hoàng thất tử kim huyết mạch, dùng khen ngợi chiến công của người, hết thảy thôn vệ sinh mệnh năng lượng đều muốn có người một bộ phận. Khi chúng ta chinh phục cái thế giới này về sau, người chính là cái này thế giới đại biểu ta quân vương. Nguyên ân dạ huy trên người tử kim sắc quang huy trở nên càng thêm nồng đậm rồi, từng đạo tử kim sắc lưu quang không đứt từ cánh cổng ánh sáng bên trong trào lên mà ra, điên cuồng rót vào trên người nàng, khiến khí thế của nàng thẳng tắp bay vụt nguyên ân dạ huy hai tròng mắt tại thời khắc này đều biến thành tử kim sắc hai tay vung lên trước mặt cánh cổng ánh sáng hào quang tỏa sáng sau đó mãnh liệt hư ảo rồi thoáng một phát rõ ràng hướng hai bên lại riêng phần mình kéo dài ra hai phiến cánh cổng ánh sáng sau lưng hai cánh đập rung nguyên ân dạ huy lơ lửng tại không trung bên trong nương theo lấy tràn vào trong cơ thể nàng tử kim sắc hào quang trở nên thêm nữa nàng lần nữa khiến cánh cổng ánh sáng khuếch trương mà mỗi một lần khuếch trương trên người nàng tử kim sắc hào quang liền sẽ yếu hóa vài phần. Rất hiển nhiên, cái kia tử kim sắc năng lượng không chỉ là tăng cường thực lực của nàng, đồng thời cũng là rót vào thêm nữa năng lượng, sản sinh càng nhiều nữa ác ma thông đạo. Một mạch cánh cổng ánh sáng gia tăng đến chín cái mới dừng lại đến, từng tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ không đứt từ cánh cổng ánh sáng bên trong tuôn ra hàng lâm a à, ta ác ma quân đoàn. Đầu tiên từ cánh cổng ánh sáng bên trong lao tới đấy, là từng con một hình thể cường tráng tựa như hùng sư giống như địa ngục huyền, nhưng thứ này địa ngục quyển bộ dạng cực kỳ dữ tợn đầu thậm chí so với cả người càng thêm cực lớn miệng bộ phận cực lớn hé miệng sẽ lộ ra tựa như lưỡi dao sắc bén giống như hàm răng rậm rạp hàn quang lập lòe dường như có thể đem toàn bộ thế giới cắn chín phiến địa ngục chi môn ở bên trong chẳng qua là một lát sau liền tuôn ra hơn một nghìn đầu địa ngục khuyển tại địa ngục khuyển về sau là nguyên một đám thân hình cực lớn ma nhân sở dĩ nói là ma nhân là bởi vì bọn hắn cùng nhân loại giống nhau đứng thẳng hành tẩu nhưng những thứ này ma nhân tuy nhiên cũng có bốn đầu cánh tay thân cao ước chừng tại hai m năm tả hữu toàn thân cơ bắp phồng lên hiện đầy lân phiến làn da đều là màu tím đen đấy có mọc ra một con mắt có thì là mọc ra hai con mắt bọn hắn xếp đặt lấy đội ngũ chỉnh tề từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra ma nhân về sau từng con một có nhận loại thân thể nhưng sau lưng nhưng lại có một đôi so thân thể lớn gấp ba cánh quái vật phi thiên ma ác ma vị diện không trung binh chủng phi thiên ma tốc độ cực nhanh am hiểu đoàn đội tác chiến, có thể phụt lên ăn mòn nọc độc. Chẳng qua là một lát sau, mấy nghìn tên phi thiên ma cũng đã tuôn ra, ác ma quân đoàn số lượng đã vượt qua trọn vẹn một vạn. Mà lúc này đây, cái kia chín phiến cánh cổng ánh sáng bắt đầu trở nên có chút không ổn định rồi. Ác ma thông đạo đến từ cái khác vị diện, trời sinh liền sẽ bị bản vị diện bài xích. Mà đúng lúc này, chín cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở cánh cổng ánh sáng bên trong, bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền dùng hai cánh tay của mình chống được cánh cổng ánh sáng, toàn thân càng là từ kim sắc hào quang tỏa sáng rót vào cánh cổng ánh sáng bên trong khiến cánh cổng ánh sáng một lần nữa ổn định lại bộ dáng của bọn hắn đều cùng biến thân về sau nguyên ân dạ huy có chút giống nhau đại ác ma ác ma vị diện cường giả chân chính mỗi một gã đại ác ma thân cao đều vượt qua 10 mét sau lưng có cực lớn cánh đỉnh đầu có uốn lượn sừng dài vẻ mặt sữ tợn lại tản ra cực kỳ khủng bố hắc ám khí tức cánh cổng ánh sáng tại bọn hắn ổn định lại dưới tình huống càng nhiều nữa ác ma sinh vật từ bên trong lao tới một ít dáng người thấp bé toàn thân rực rỡ trắng tiểu ác ma nhao nhao tuôn ra ngàn vạn không nên xem thường bọn hắn bọn họ là ác ma thế giới thi pháp giả am hiểu điều động hắc ám năng lượng thì triển các loại mặt trái pháp thuật tiểu ác ma về sau từng con một dê rừng bộ dáng toàn thân đen kỳ chân đạp hỏa diễm ác ma vọt ra bọn hắn thân hình khôi vĩ toàn thân hỏa diễm lượn lờ tiểu ác ma nhao nhao nhảy lên đến bọn hắn trên lưng đây là ác mộng dương giác ma một loại tốc độ cực nhanh bổ sung mãnh liệt hòa diễm công kích ác ma tiểu ác ma thi pháp cường đại nhưng tốc độ chậm phòng ngự kém phối hợp bọn hắn tự nhiên có thể thực lực tăng nhiều ác ma quân đoàn đến nơi này lúc đã cơ bản thành hình chẳng qua là có càng nhiều nữa số lượng kéo dài tuôn ra cánh cổng ánh sáng càng ngày càng hư ảo rồi cái kia chín tên đại ác ma cũng có chống đỡ không nổi xu thế đúng lúc này một tiếng ngập trời gào thét vang lên chín phiến ác ma chi môn đột nhiên dung hợp thành một cái cực lớn cánh cổng ánh sáng ngay sau đó một cái thân hình cao lớn khủng bố tồn tại chui ra hắn thân cao vượt qua 30 mươi mét toàn thân mọc đầy tử kim sắc lân phiến trên đỉnh đầu một đôi sừng dài chừng 3 mét tướng mạo lại phi thường cực giống nhân loại sau lưng có một đôi ngọn lửa màu tím ngưng tụ mà thành cánh khổng lồ trong tay còn có một thanh tử kim sắc hỏa diễm cự kiếm hắn mới vừa xuất hiện không gian chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vạn vẹo tựa hồ là vị diện chi lực đang điên cuồng bài xích vị này tồn tại sống ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng phóng gào thét vị này cực lớn ác ma cà cà cười ha ha ta ác ma quân chủ a nhĩ bà rút cuộc tới nơi này cái tràn ngập sinh linh thế giới các con dân của ta để cho chúng ta giết chóc a à, thôn phệ a à, cho các ngươi trở nên càng cường đại hơn thôn vệ sinh linh càng nhiều các ngươi liền sẽ không đứt tiến hóa lúc các ngươi trở nên đầy đủ cường đại lúc chúng ta có thể lần nữa mở ra càng nhiều nữa ác ma thông đạo đem càng nhiều nữa ác ma quân đoàn đưa đến cái thế giới này đến làm cho cái thế giới này bởi vì chúng ta mà run rẩy tại chúng ta dưới chân bị hủy diệt hóng 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 tổng số số lượng vượt qua ba vạn ác ma quân đoàn phát ra ngửa mặt lên trời gào thét đậm đặc khắc ám khí tức giả vân tế nhật toàn bộ đại địa đều ở đây khủng bố mà khổng lồ ác ma quân đoàn phủ lên bên dưới biến thành một mảnh màu tím đen ồ đó là cái gì ác ma quân chủ a nhĩ ba ngửa đầu nhìn lên trời đột nhiên thấy được một ít quỷ dị đồ vật cái kia tựa hồ là mấy vì sao ở trên trời hào quang lóng lánh nhưng tinh quang tựa hồ là tại trước mắt không đất phóng đại đấy, hơn nữa còn càng ngày càng sáng ngời. Cái thế giới này tại sao có thể có như vậy sáng sao, ta sứ giả, nói cho ta biết, đó là cái gì? Anh nhĩ ba đột nhiên cảm giác được có chút bất an, những cái kia tinh quang đang đại càng ngày càng gần, mơ hồ giữa, một loại dự cảm bất tường xuất hiện ở vị này ác ma quân chủ trong lòng. Tôn kính bệ hạ, ta cũng không biết, Nguyên ân dạ huy cung kính nói. Giống, An nhĩ ba gầm lên giận dữ, lập tức, mảng lớn mảng lớn phi thiên ma phóng lên trời hướng về cái kia hạ xuống tinh quang nghênh đón tinh quang biến lớn mang theo một loại đặc thù nóng dược khí tức lúc bọn hắn càng ngày càng gần lúc có thể thấy rõ cái kia rõ ràng là nguyên một đám quang cầu cái kia thuần túy qua nguyên tố khí tức là ác ma đám ghét nhất đấy căn bản không cần a nhĩ ba phân phó phi thiên ma cũng đã điên cuồng hướng về những cái kia quang cầu phụt lên ra nọc độc oanh 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 tổng cộng bảy đoàn quang cầu cơ hồ là tại chớp mắt muốn nổ tung lên nguyên bản đen sì như mực ban đêm tại đây trong tích tắc bỗng nhiên hóa thành ban ngày ngao 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 kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại ác ma trong quân đoàn tiếng vang thành một mảnh kinh khủng qua nguyên tố hóa thành mảng lớn mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống đây hết thảy tới thật sự là quá đột nhiên cái kia qua nguyên tố cũng thật sự là quá mức mãnh liệt trong lúc nhất thời đại địa phía trên hắc ám dường như bị đuổi tàn ra vô số ác ma sinh vật tại thời khắc này phát ra cùng loạn gào thét bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình hắc ám năng lượng đang tại bị điên cuồng tinh lọc một ít thực lực yếu kém ma nhân địa ngục khuyền thân thể thậm chí tại đây kinh khủng mưa ánh sáng trong hòa tan Bát cấp định trang hồn đạo đạn pháo thần thánh quang huy giống a nhĩ ba phẫn nộ rồi vị này cường đại ác ma quân chủ mãnh liệt giơ tay lên trong hòa diễm cự kiếm cự kiếm lăng không màng lớn ngọn lửa màu tím bầm chớp mắt bộc phát hóa thành một cái biển lửa nghênh hướng giữa không trung mưa ánh sáng đi theo tại phía sau hắn chín vị đại ác ma cũng tất cả đều vung ra trong tay mình hỏa diễm cự kiếm ác ma hỏa diễm hội tụ thành một mảnh nước lũ phóng lên trời ngăn cản đại lượng mưa ánh sáng nhưng vừa lúc đó một tiếng kỳ dị kêu to vang lên tiếng kêu gào dị thường bén nhọn làm cho người ta một loại khó có thể hình dung run rẩy cảm giác chói tay tiếng rít còn mang theo từng tiếng xuyên phá âm chướng khí bạo đó là cái gì đồ vật không đợi ác ma quân chủ a nhĩ ba kịp phản ứng hắn vung ra ngọn lửa màu tím giống như là bị đâm rách bóng ra giống như phát ra phốc một tiếng một cái đồ vật gì từ quang diễm bên trong chui đi vào trực tiếp đâm vào trong lòng đất vị trí kia chung quanh đều là tiểu ác ma cùng với ác mộng dương giác ma chung quanh tiểu ác ma đám theo bản năng cúi đầu nhìn lại thật là có chút tò mò nhìn về phía cái kia đâm vào mặt đất đồ vật cái kia một cái chùy hình thể nhìn qua cũng không lớn lộ ở bên ngoài chỉ có một đoạn cái đuôi phía trên có màu trắng hào quang như ẩn như hiện lúc này được lúc trước không chung mưa ánh sáng ảnh hưởng đại bộ phận ác ma quân đoàn đều được thương tổn không nhỏ mà tiểu ác ma thành tựu thi pháp giả đối với quang nguyên tố chống cự tương đối mạnh mẽ một ít cho nên bọn hắn tạm thời còn có thể thấy được chung quanh vài tên tiểu ác ma từ ác mộng dương giác ma trên người nhảy xuống rất là tò mò nhìn về phía mặt đất vật kia mà đúng lúc này gầm lên giận dữ gào thét từ đằng xa ác ma quân chủ a nhĩ ba miệng trong vang lên không oanh long long thời gian tại đây một cái chớp mắt đột nhiên trở nên chậm chạp tiểu ác ma đám tựa hồ có thể tin tưởng chứng kiến chính mình thân thể bị hòa tan nháy mắt tăng là chứng kiến từ chính mình hòa tan trên thân thể bay vút qua từng khối hình thoi lưỡi dao sắc bén cái kia chớp mắt bạo tạc nổ tung cực kỳ rực rỡ tươi đẹp giống như là tại cả vùng đất đột nhiên nở rộ rồi một đóa hào quang ngưng tụ mà thành hoa tươi chẳng qua là cái này đóa hoa tươi cánh hoa là do vô số kim loại mảnh vỡ hình thành cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo kim loại phong bạo kim loại phong bạo loại này cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo từ lúc vạn năm trước cũng đã tồn tại về sau lại trải qua vô số lần cải tiến nhất là tại đường môn trong tay kết hợp đường môn tổ tiên đường tam lưu lại ám khí bách giải trong có quan hệ tại phật nộ đường liên chế tác phương pháp khiến này cái định trang hồn đạo đạn pháo uy lực bạo tăng kim loại phong bạo am hiểu nhất đúng là chiến trường sát thương nó bạo tạc lực cùng mặt khác cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo so với cũng không chiếm cứ cái gì ưu thế thế nhưng là đối với sinh vật lực sát thương cũng tuyệt đối là cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo thứ nhất kỳ kinh khủng lực phá hoại đủ để tàn sát bờ bãi tại đường kính ba nghìn m trong phạm vi bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra mảnh vỡ có thể bao trùm ba nghìn m trong phạm vi đại địa mỗi một cái góc nhỏ cho nên kim loại phong bạo cũng được gọi là tử vong phong bạo tại liên bang bên trong tuyệt đối là nghiêm mật nhất giám sát và điều khiển khủng bố vũ khí một trong đi qua đường môn cải tiến kim loại phong bạo nói là thập cấp định trang hồn đạo đạn pháo đều không sai biệt lắm hồn đạo đạn pháo đẳng cấp trên cơ bản mỗi nhất cấp uy lực so với thấp nhất cấp lớn gấp đôi dùng bạo tạc nổ tung điểm làm hạch tâm chung quanh xếp đặt dày, đặc ác ma quân đoàn như là cắt lúa mạch giống như bị cái kia mảng lớn mảng lớn khủng bố kim loại phong bạo chỗ thôn vệ cái gì thuộc tính năng lượng tại kim loại phong bạo trước mặt đều không có ý nghĩa vô luận là phi thiên ma ác mộng dương giác ma tiểu ác ma hay vẫn là địa ngục khuyển những thứ này ác ma chủng tộc tại kim loại phong bạo trước mặt yếu ớt đều giống như búp bê phải giống như kim loại phong bạo phía dưới không có bất luận cái gì nguyên vẹn thi thể kinh khủng kim loại mảnh vỡ kết hợp lấy nhiệt độ cao rất nhiều bị thiết cắt nhỏ vụn ác ma thi thể trực tiếp liền trong không khí khí hóa rồi đồ sát đây tuyệt đối có thể nói được là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát kim loại phong bạo những nơi đi qua coi như là đại ác ma cùng ác ma quân chủ a nhĩ ba đều cần toàn lực phòng ngự dốc sức liều mạng vụ cánh hướng về phía sau bỏ chạy loại này thời điểm ai có thể lo lắng ai đó bảy miếng thần thánh quang huy tăng thêm một quả kim loại phong bạo ác ma quân đoàn mới vừa vạn hàng lâm ở cái thế giới này liền khắc sâu nhận thức một phát nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật khủng bố đã từng cường đại như vậy hồn thú thế giới chính là tại nhân loại khoa học kỹ thuật trước mặt gần như diệt tuyệt đó à từ lúc vạn năm trước tinh đấu đại xâm lâm hồn thú còn có thể phát động mấy dùng trăm vạn tính khủng bố thú triều uy hiếp sử lai khắc thành có thể vạn năm sau hôm nay toàn bộ hồn thú thế giới đều muốn không tồn tại nữa có thể nghĩ nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật kinh khủng đến cỡ nào đội hình như thế dày đặc ác ma quân đoàn làm cho kim loại phong bạo uy lực triển khai đến rồi cực hạn ít nhất vượt qua bảy thành ác ma quân đoàn bị này cái uy năng cực kỳ khủng bố đại sát khí triệt để thôn phệ coi như là còn sót lại lấy đám ác ma hoàn hảo cũng không có bao nhiêu nghìn mét không trung bên trong không biết lúc nào đã lơ lửng một đạo thân ảnh toàn thân hắn đều bao trùm tại óng ánh sáng long lanh màu vàng khải giáp bên trong mặt nạ che đậy rồi mặt mũi của hắn chỉ có một đôi kim quang lóe lên đôi mắt lộ ở bên ngoài tại trong tay phải hắn một thanh thon dài trường thương thẳng đứng chỉ xuống đất phương hướng chung quanh thân thể hắn hào quang đều ở đây kịch liệt vạn vẹo lên một đạo sáng chói thường mang đúng lúc này bắn ra mà ra thẳng tắp bắn về phía phía dưới mặt đất thương mang lăng không lúc nó tại tiếp xúc với đại địa cái kia một cái chớp mắt thương mang bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên cái kia vừa mới bị kim loại phong bạo xé nát ác ma quân đoàn đám chưa tán loạn sinh mệnh năng lượng giống như là tìm được một cái chỗ tháo nước tựa như điên cuồng hướng cái kia màu vàng hào quang chỗ trào lên mà đi tại cái kia màu vàng thân ảnh sau lưng một cái cực lớn quang văn trận lóe ra nhàn nhạt huyết sắc ngưng kết thành hình tiên huyết kim long lĩnh vực cùng lúc đó ở bên cạnh hắn một đóa màu hồng phấn đại hoa mở ra lục kim sắc quang hoàn lóng lánh tự nhiên chi tử cái này xuất hiện ở không trung bên trong đấy Thình lình chính là đường Vũ Lân, hắn lúc này tại không trung bên trong quanh chân ngồi xuống, nhãn thần tràn đầy ngưng trọng hương vị. Sau lưng tiên huyết kim long lĩnh vực hào quang tỏa sáng, nồng đậm đến cực sinh mệnh năng lượng theo hoàng kim long thường hướng trong cơ thể hắn ùn ùn mà vào. Đường Vũ Lân thân thể chớp mắt liền chống bụng đến rồi cực hạn. Đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn ác ma sinh mệnh a, à. ác ma sinh mệnh lực vốn liền rất mạnh, khôi phục năng lực cũng là siêu cường. Tuy rằng bọn hắn không có thâm uyên sinh vật cái loại này trùng sinh năng lực nhưng nếu bàn về bản thân sức chiến đấu, sinh mệnh lực, nhưng so với bình thường thâm nguyên sinh vật mạnh hơn nhiều. Thoáng một phát mấy vạn ác ma sinh mệnh năng lượng, thật sự là quá kinh khủng, cái kia cũng không phải bất cứ người nào có khả năng hấp thu đấy. Lục kim sắc quang hoàn lóng lánh, đường vũ lân trước người hoàng kim long thương phía trên đỉnh đột nhiên bắn ra ra một đạo hào quang phóng lên trời, tia sáng kia trói mắt, lại tràn đầy sinh mệnh lực, thăng đến cao hơn không trung bay đi. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Tràn vào đường Vũ Lân trong cơ thể sinh mệnh năng lượng rút cuộc đã có thổ lộ địa phương, theo Hoàng Kim Long thương một chỗ khác bắn mạnh tới. Hắn lúc này giống như là một cái loại bỏ khí cụ, đem phía dưới vỏ tới sinh mệnh năng lượng đi qua chính mình thân thể tiến hành loại bỏ, sau đó lại bắn về phía không trung. Mà giờ này khác này, tại chung quanh thân thể hắn dần dần hiện ra một mảnh thất thải quang hoa cái mảnh này vầng sáng vừa mới bắt đầu thời điểm còn mười phần hư ảo nhưng rất nhanh liền trở nên ngưng thực đứng lên quay chung quanh tại hắn hấp thu cùng phóng thích sinh mệnh năng lượng chung quanh không để cho những thứ này sinh mệnh năng lượng có chút tiết ra ngoài vị diện chiếu cố mặc dù đấu la đại lục vị diện chi chủ là không có chân thật bản thể đấy nhưng nó tiềm thức lại có thể minh bạch hiện tại đường vũ lân làm hết thảy cũng là vì vị diện lúc này trên mặt đất trải qua trận này kinh khủng tầy lễ trước một khắc còn vô cùng cường thế ác ma quân đoàn lúc này lại đã là phá thành mảnh nhỏ ác ma quân chủ a nhĩ ba bên cạnh chín tên đại ác ma hầu như mỗi người mang thương nghiêm trọng nhất một cái thậm chí bị kim loại phong bạo xé nát rồi nửa người có thể coi là như thế hắn còn kiên cường sống sót phá toái thân thể càng là đang bay nhanh khôi phục hiện ra ác ma nhất tộc cường đại sinh mệnh lực giống vì cái gì đó là cái gì a nhĩ ba điên cuồng gầm thét mà tại cái này gào thét bên trong, thực sự mang theo một phần sợ hãi thật sâu. Thật là đáng sợ, nhân loại thế giới thật sự là thật là đáng sợ, hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, thuộc hạ của mình làm sao lại lại đột nhiên bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Cường đại như vậy ác ma quân đoàn vậy, mà tại trong chốc lát bị triệt để phá hủy. Cuối cùng là như thế nào lực lượng à? ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn nhìn đến rồi lơ lửng tại không trung bên trong đường Vũ Lân, không hề nghi ngờ, vừa mới phát sinh hết thảy đều cùng cái này nhân loại có quan hệ. Hơn nữa, hắn đang làm gì đó, hắn vậy mà tại thôn vệ vĩ đại ác ma nhất tộc sinh mệnh lực. Tất cả ác ma sinh mệnh đều là thuộc về quân chủ đấy. A nhĩ ba phẫn nộ, đã gần như tại điên cuồng, hắn mãnh liệt đập sung sau lưng mình hòa diễm hai cánh, thẳng đến không trung đường vũ lân bay đi. Nhưng vào lúc này, không trung bên trong, một cái hùng tráng thân ảnh đột nhiên không hề báo hiệu phá không mà đến, hắn giống như là xé nát rồi không gian, trực tiếp xuất hiện ở A nhĩ ba trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta." Trầm thấp tiếng gầm gừ bên trong, cái kia thân ảnh khổng lồ mãnh liệt một quyền ném ra cùng A Nhĩ, ba hỏa diễm cự kiếm đụng vào nhau. Oanh long long, như lôi đình tiếng động lớn đổ vang, A Nhĩ ba từ trên trời giáng xuống, một lần nữa trở xuống trên mặt đất, mà đối thủ của hắn thì là bị bắn ngược đến không trung bên trong, hiển lộ ra hùng tráng không chút nào tại hắn phía dưới khủng bố thân hình. Ngăm đen thân thể tản ra cuồng phóng năng lượng khí phách, đỉnh thiên lập địa khôi vĩ thân hình chính là thái thản cự viên nhị minh từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện ở chung quanh bọn hắn xuất hiện làng yên không một tiếng động lại không chút do so dự từ bên ngoài triển khai giết chóc giết chóc những cái kia còn sót lại đám ác ma cái kia trên trăm tên thái thản cự viên nhất mạch cường giả bọn hắn cũng sớm đã chờ đã lâu bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt năm đó cũng là bởi vì ác ma thông đạo mở ra là bọn hắn đã mất đi như vậy nhiều thân nhân lần nữa nhìn thấy những thứ này ác ma dùng nguyên ân thiên thương cầm đầu thái thản cựu viên gia tộc các tộc nhân con mắt đều đỏ tựa như hổ và bầy dây giống như điên cuồng hướng đám ác ma phát khởi công kích tại các vị đại ác ma sau lưng hai đạo thân ảnh hiển hiện mà ra nguyên ân chấn thiên mặt âm trầm nguyên ân thiên đãng trong hai tròng mắt càng là phảng phất có hỏa diễm muốn hướng bên ngoài phụt lên giống như tăng thêm không trung nhị minh bà cỗ cực hạn đấu la cấp độ ngập trời khí thế đem ác ma quân chủ a nhĩ ba cùng với chín tên đại ác ma hoàn toàn khóa kín. Chính như nhị minh chỗ nói như vậy, ác ma vị diện còn không bằng đấu la đại lục vị diện cường đại, thần cấp hạn chế đồng dạng cũng tồn tại ở ác ma vị diện. Mặc dù ác ma quân chủ A Nhĩ Ba đã là ác ma vị diện người mạnh nhất, nhưng hắn cũng chính là tương đương với cực hạn đấu la cấp độ mà thôi, thậm chí so nhị minh còn muốn thoáng thua kém nửa phân. Nhị minh hiểu rất rõ vị diện quan hệ trong đó rồi, bởi vì là dị trùng vị diện, cho nên vị diện thông đạo mở ra nhất định phải chịu bản vị diện bài xích bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo đấu la đại lục vị diện hiện tại dù thế nào suy yếu cũng sẽ không bị một tầng thứ so với chính mình thấp vị diện áp chế điều này sẽ đưa đến rồi ác ma vị diện căn bản cũng không khả năng truyền tống qua quá nhiều cường giả có thể đem a nhĩ ba loại này cấp độ tồn tại truyền tống một cái qua đã là một kiện tương đối không dễ dàng sự tình rồi ác ma vị diện không có thâm uyên vị diện cái loại này năng lực chết đi có thể lập tức hóa thành năng lượng phản hồi thâm uyên nhằm vào điểm này mới có hôm nay nguyên vẹn kế hoạch đường vũ lân tác dụng không tại ở chiến đấu mà là ở chỗ đem những thứ này ác ma quân đoàn sinh mệnh năng lượng mang đi cho dù là lại bình thường địa ngục khuyển đều có thể tương đương với nhân loại tam hoàn hồn sư sức chiến đấu như thế phần đông ác ma quân đoàn kia sinh mệnh năng lượng chi nồng đậm có thể nghĩ mà đấu la đại lục vị diện thiếu thốn nhất đấy chính là sinh mệnh năng lượng a à, tốt như vậy cơ hội làm sao có thể buông tha A Nhị Ba trong hai mắt hỏa diễm nhảy lên, hắn đã cảm giác được thật sâu không ổn, bên cạnh cái này mấy cái nhân loại khí tức thật không ngờ cường đại, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Hơn nữa, hắn còn muốn đối mặt với một cái lớn nhất nan đề, cái kia chính là, hắn hiện tại đều muốn phản hồi ác ma vị diện đều làm không được. Vì có thể hàng lâm ở chỗ này, ác ma vị diện tiêu hao quá nhiều năng lượng, đều muốn một lần nữa mở ra vị diện thông đạo, hắn liền cần dẫn theo bọn thuộc hạ thôn phệ đại lượng thuộc về cái thế giới này sinh mệnh năng lượng sau đó mới có thể thi pháp vốn cái này tại hắn xem ra căn bản cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình có thể hiện tại xem ra lại căn bản không phải có chuyện như vậy mà rồi quân đoàn mới vừa xuất hiện đã bị hủy diệt tính đả kích bây giờ còn muốn đối mặt với nhiều như vậy nhân loại cường giả nhất định phải trước đào tẩu chỉ có đào tẩu về sau mới có cơ hội hội tụ càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng bổ sung bản thân mở ra vị diện thông đạo cái thế giới này thật sự là thật là đáng sợ bây giờ vị này ác ma quân chủ trong lòng vậy mà chỉ có một ý niệm trong đầu ta muốn về nhà hải thần hồ hải thần hồ bờ đã sớm trở thành một mảnh lớn công trường trụ cột nhất quấy nhiễu hồn đạo khí sau khi hoàn thành hải thần hồ bên cạnh bờ cũng đã trở thành một mảnh náo nhiệt địa phương sử lai khắc học viện ban đầu ba tòa lầu dạy học chính đã hoàn thành kiến thiết tốc độ cực nhanh tuyệt đối có thể cũng coi là đấu la đại lục bên trên kỷ lục rồi về sau là kiến trúc hướng hai bên kéo dài dựa theo chỉnh thể kế hoạch tương lai tất cả kiến trúc muốn dùng hải thần hồ làm trung tâm hình thành một mảnh vòng tròn khu kiến trúc cuối cùng đem chọn cái hải thần hồ vây quanh cái này công trình không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn đấy quyết không phải một hai năm có thể hoàn thành trải qua luận võ đại hội chiêu thân bên trên sử lai khắc học viện chính thức thể hiện thái độ đến từ khắp nơi tài nguyên rõ ràng trở nên nhiều hơn sử lai khắc cùng đường môn đối ngoại thể hiện ra bốn vị cực hạn đấu là cường đại thực lực đưa cho một ít quan vọng giả tin tưởng một cái đã từng trung lập sử lai khác học viện trên thực tế đối với rất nhiều người mà nói là chuyện tốt, ít nhất nơi này có một mảnh tịnh thổ. Cho nên, phái đối địch cùng trung lập phái đối với sử lai khác học viện xây dựng lại đều đưa cho rất lớn trình độ ủng hộ, mà lúc này truyền linh tháp cũng căn bản làm không là cái gì, trừ phi bọn hắn còn có thể lấy tới thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, nếu không hiện tại ai cũng không ngăn cản được sử lai khác xây dựng lại rồi. Chủ cột dạy học thiết bị đã đủ, xây dựng lại sau sử lai khắc học viện đem tại 3 tháng sau tiến hành lần thứ nhất chiêu sinh. Tất cả công tác chuẩn bị đều ở đây khua trương gõ chống tiến hành. Nhưng xây dựng lại học viện như trước gặp phải một ít khó khăn, đầu tiên vấn đề lớn nhất liền là tới từ ở hải thần hồ bên trong bức xạ. Bởi vì bức xạ nguyên nhân, hải thần hồ bên trong không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh vật tồn tại, như vậy một mảnh nhìn qua 10 phần trong suốt hồ nước lại tràn ngập tính mịch. Cái này quyết không phải nguyên bản hải thần hồ, cái này cũng tuyệt không phải mọi người hy vọng chứng kiến hải thần hồ à. Đồng thời, bức xạ sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, cho nên nhất định phải kéo dài mở ra phòng hộ pháp trận mới có thể tránh cho bên hồ kiến trúc cùng với mọi người không bị ảnh hưởng. Nhưng điều này cũng cần tiêu hao lớn số lượng năng lượng, cứ thế mãi, tiêu hao liền quá khổng lồ. Vừa mới xây dựng lại sử lai khác có thể có được các phương diện, thực tế là tới từ ở đường môn trợ giúp, nhưng hải thần hồ phạm vi to lớn như thế, phòng hộ cần có năng lượng quá mức khổng lồ, mà bây giờ đường môn lại bị định là phản quốc tổ chức miệng ăn núi lở tuyệt không phải biện pháp còn có một cái vấn đề chính là thầy giáo lực lượng hiện tại tất cả nội viện đệ tử cũng đã tự động được đề thăng đến lão sư vị trí nhưng mặc dù như thế hay vẫn là giật gấu vá vai nghèo rớt mồng tơi thầy, thầy giáo lực lượng thiếu sót làm sao có thể làm cho sử lai khắc học viện trở lại đại lục đệ nhất học viện vị trí từng đã là sử lai khắc là hai vạn năm tích lũy a à, mà bây giờ sử lai khắc Tuy rằng như cũ là đứng ở cự nhân trên bờ vai, nhưng rất nhiều thiếu thốn đồ vật đều cần có thời gian đến tích lũy. Cho nên, truyền linh tháp tuy rằng, hận không thể lập tức đưa bọn chúng bỏ, thực sự không phải quá nóng vội. Dù sao, sử lai khác đều muốn tái hiện kiểu cũ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc này, bên hồ đứng đấy một đám người, bọn hắn đều hướng về hải thần hồ phương hướng nhìn chăm chú vào. Người cầm đầu chính là sử lai khắc học viện đương đại hải thần các phó các chủ, quang ám đấu la long dạng nguyệt, cùng với thánh linh đấu la nhã lị hai đại cực hạn đấu la sau lưng đứng đấy diệp tinh lan từ lạp trí hứa tiểu ngôn nhạc chính vũ cùng với phần đông nội viện đệ tử kể cả đã tiến vào hải thần các la mục tử bọn hắn đều ở đây nhìn chăm chú vào mặt hồ yên tĩnh cùng đợi long lão thật sự có thể thực hiện à nhã lị thấp giọng hướng bên cạnh long dạ nguyệt hỏi long dạ nguyệt mỉm cười tin tưởng hắn hắn nếu như truyền lời trở về như vậy liền nhất định có rất mạnh chắc chắn hắn là vị diện chiếu cố người có thể người thường không thể là bình thường sự tình nhã lỵ khẽ gật đầu sớm biết như vậy ta liền cùng hắn cùng đi còn thật sự là có chút không yên lòng đây lòng lão ha ha cười một tiếng người à người đây là quan tâm sẽ bị loạn hắn không phải nói hiện tại bên kia có ba vị cực hạn đấu la tại sao trong đó còn có chuẩn thần cấp cực hạn đấu la không có gì có thể lo lắng liền nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào rồi đến rồi diệp tinh lan đột nhiên mở miệng nói ra nàng tinh thần kiếm đối với tinh không cảm ứng cực kỳ nhạy cảm đúng lúc này bầu trời đột nhiên phát sáng lên đêm đen như mực giữa không trung không biết lúc nào nhiều một vòng bảy màu vầng sáng bảy màu sắc từ vừa mới bắt đầu lúc nhu hòa đến dần dần trở nên sáng ngời tại hải thần hồ ngay phía trên một mảnh bảy màu quang vân đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện long dạ nguyệt không chút do dự hạ lệnh đóng trừ rồi quấy nhiễu hồn đạo khí bên ngoài tất cả phòng ngự hồn đạo khí tất cả nhân viên công tác tại trong phòng không nên đi ra ngoài vâng đóng tất cả phòng ngự hồn đạo khí bên này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng công tác kiến trúc bản thân cũng là có phòng phòng hộ đấy hiện tại đóng đấy là trực tiếp đối với hải thần hồ tiến hành phòng hộ phòng ngự hệ thống cũng là phòng bức xạ hệ thống hào quang bảy màu trở nên càng ngày càng cường thịnh rồi trong lúc đó một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống thẳng tắp rơi vào hải thần hồ bên trong mọi người đồng thời trong lòng kịch chấn coi như là long lão loại này nhìn quen mưa gió người đều theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm bọn hắn thấy rõ ràng đạo kia thẳng tắp mà rơi hào quang bên trong bảy màu vầng sáng vờn quanh ngay chính giữa là một đạo sáng lạn kim quang tràn ngập sinh mệnh khí tức sáng lạn kim quang kim quang vào nước không có xuất hiện nửa điểm gợn sóng nó tiếp thiên liền địa đem hải thần hồ chiếu rọi thành một mảnh màu vàng sóng ánh sáng lan tăn đặc biệt động lòng người một màn này kỳ cảnh nhìn sử lai khắc học viện tất cả mọi người có loại hoa mắt thần mê cảm giác khiến mỗi người đều phát ra từ nội tâm run rẩy hào quang chui vào trong hồ nước, thẳng tắp hướng bên dưới, xuyên qua thật sâu hồ nước, rơi tại hải thần hồ trung tâm nhất địa phương. Tại chỗ đó, một cây toàn thân xanh biếc, lóe ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng nho nhỏ cây cỏ bị chiếu rọi trong đó. Nó có bảy cái lá cây, chẳng qua là thoạt nhìn vầng sáng ảm đạm, mà khi đạo tia sáng này chiếu rọi ở trên nháy mắt, cái kia nho nhỏ thân thể đột nhiên chấn động, một tầng màu xanh biếc vầng sáng chớp mắt liền từ ở trên bộc phát ra, hình thành một cái đường kính một thước màu xanh biếc màn hào quang. Điên cuồng mà tham lam mút vào đến từ không trung bên trong sinh mệnh năng lượng. Đầu tiên phát sinh biến hóa là nó phụ cận đáy hồ, đáy hồ nguyên bản một mảnh hắc ám, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, mà lúc này, tại đây bành phái sinh mệnh năng lượng rót vào bên dưới, dùng sinh mệnh chi trùng làm trung tâm, nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá vầng sáng bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Sinh mệnh chi trùng rất nhỏ rung động lắc lư lấy, nếu có người có thể tới gần nó, lập tức có thể theo hắn trên người cảm nhận được mãnh liệt kích động tâm tình. Đúng vậy, nó tại hưng phấn nó là như thế hưng phấn a thuần túy sinh mệnh năng lượng chính là nó thiếu thốn nhất cũng rất muốn nhất lấy được đây là hạng gì nồng đậm sinh mệnh lực lúc toàn bộ đáy hồ đều biến thành một mảnh màu xanh nhà thời điểm nó rút cuộc bắt đầu động đậy phảng phất là dễ dụa lấy đấy nho nhỏ thân cành bắt đầu hướng lên bay vụt bắt đầu trở nên tráng kiện thành từng mảnh mới tinh cây cỏ phân liệt ra đến nó chỉnh thể bắt đầu khỏe mạnh phát triển hào quang từng tầng một hướng ra phía ngoài khuếch tán nồng đậm sinh mệnh khí tức nội uẩn bị nó bản thân bay nhanh tiêu hóa hấp thu nồng đậm sinh mệnh năng lượng không ngừng rót vào khiến nó sinh trưởng tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh thành từng mảnh cây cỏ từng đám cây cảnh nhao nhao sinh trưởng hướng chung quanh thỏ ra đậm đặc sinh mệnh khí tức càng là làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm nhận từ bên cạnh bờ nhìn lên có thể chứng kiến tại hải thần hồ trong hồ nước phảng phất có một đoàn lục sắc quang mang như ẩn như hiện từ kim quang vừa mới rót vào lúc yếu ớt dần dần trở nên cường thịnh đứng lên nồng đậm sinh mệnh khí tức tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài khuếch tán hải thần hồ bên trong nguyên bản mãnh liệt bức xạ tại nó tể lễ dưới tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng đang tại điểm điểm tích tích tán loạn lấy thành công long dạ nguyệt hưng phấn nói không chỉ là nàng thánh linh đấu la cũng là kích động để lại nước mắt thành tựu đã từng ở lâu hải thần đảo lão nhân bọn hắn rõ ràng nhất lúc trước hoàng kim cổ thụ đối với sử lai khắc học viện mà nói ý vị như thế nào nương theo lấy tinh đấu đại xâm lâm dần dần biến mất hoàng kim cổ thụ bản thân năng lượng trên phạm vi lớn suy giảm đây cũng là sử lai khắc học viện không thể đào thoát đại tai nạn nguyên nhân căn bản một trong giờ này khắc này lúc các nàng cảm nhận được cái kia quen thuộc sinh mệnh khí tức lúc lại làm sao có thể không kích động a à? một lần nữa tỏa sáng rồi sinh mệnh lực sinh mệnh chi trùng đối với sử lai khắc học viện mà nói mới là chân chính hạch tâm a à. long dạ nguyệt nhắm lại hai tròng mắt dùng tinh thần lực đi cảm thụ đi qua tinh thần lực nàng có thể thấy rõ ràng đáy hồ bên trong sinh mệnh chi trùng tại đây trong thời gian thật ngắn đã lớn 2 mét cao vô số cảnh lá mở rộng ra đến bản thân sinh mệnh năng lượng càng là dùng gấp bao nhiêu lần tăng cường lấy hải thần hồ chỗ sâu nhất ước chừng có trăm mét tả hữu 3 mét cao sinh mệnh cổ thụ tuy rằng còn không coi vào đâu thế nhưng là cùng lúc trước chỉ có một nho nhỏ lá mầm mỏ so với đã mạnh quá nhiều nhiều lắm a à. ít nhất ý vị này sinh mệnh cổ thụ chính thức trên ý nghĩa sống lại không còn là cái loại này tùy thời có khả năng héo rũ trạng thái oanh dùng cuồng bạo hai chữ để hình dung nhị minh công kích thích hợp nhất đối mặt với ác ma quân chủ a nhĩ ba hắn triển khai điên cuồng công kích tuy rằng hắn không có trải qua lúc trước thái thản cự viên gia tộc thảm kịch thế nhưng đều là hắn hậu đại à. bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nhị minh bạo phát ra cực kỳ khủng bố áp bách thức công kích a nhĩ ba tại ác ma vị diện cũng là một đời cường giả ngôi đại quân vương một trong nhưng lúc này lại đúng là bị nhị minh áp chế không có biện pháp thái thản thần quyền mỗi nhất kích đều nặng như núi hắn chỉ có thể là toàn lực ứng phó dùng chính mình hắc ám ma kiếm để ngăn cản song phương chiến rồi cái lực lượng ngang nhau mà đổi thành một bên nguyên ân chấn thiên nguyên ân thiên đãng hai cha con nhưng là lực chiến cửu đại ác ma cái này cửu đại ác ma từng cái đều tương đương với nhân loại hồn sư siêu cấp đấu la tồn tại chiến lực tương đối không kém hơn nữa bọn hắn còn có một loại liên thủ hợp kích năng lực rồi mới miễn cưỡng ngăn lại hình dáng như hổ điên hai vị cực hạn đấu la cường công. Song phương trong khoảng thời gian ngắn cũng ngập vào trạng thái rằng co. Thế nhưng là, đừng quên, nơi này là đấu la đại lục vị diện, tại không có sinh mệnh năng lượng thôn phệ dưới tình huống, bị vị diện bài xích, vô luận là A Nhĩ Ba hay vẫn là hắn thủ hạ đại ác ma đám, tiêu hao đều thật nhanh. Tiếp tục nữa, không hề nghi ngờ, nghênh đón bọn hắn nhất định là bại vong kết cục. Không chung bên trong, đường Vũ Lân như trước lơ lửng tại chỗ đó, bị chớp mắt nổ chết ác ma quân đoàn sinh ra sinh mệnh năng lượng thật sự là quá khổng lồ mặc dù chẳng qua là thành tựu một cái môi giới tiến hành năng lượng loại bỏ cùng truyền thâu cũng đối với thân thể của hắn sản sinh lấy thật lớn gánh nặng nếu không phải đường vũ lân thân thể cường độ đủ để so sánh cực hạn đấu la cũng căn bản không dám tiến hành như vậy nếm thử hoàng kim long thương thôn vệ thần khí thuộc tính tại thời khắc này triển khai phát huy tác dụng vô cùng thân thể của hắn thủy chung bảo trì tại một loại chứng bụng trạng thái bên trong Tuy rằng sinh mệnh năng lượng đều được truyền thâu rời đi, nhưng hắn bản thân hay vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác sẽ hấp thu một bộ phận cường hóa bản thân. mãnh liệt như thế năng lượng trùng kích cũng khiến đường Vũ Lân bản thân đang tại gặp phải một cái vấn đề. Cái kia chính là trong cơ thể hắn Kim Long Vương Phong ấn bắt đầu buông lỏng rồi. Lúc trước đột phá phong hào đấu la thời điểm, tầng thứ 13 Kim Long Vương Phong ấn theo tiếng mà phá. Tại cái kia về sau, đường Vũ Lân tu luyện vẫn luôn phi thường cẩn thận, thực lực tại không ngừng tăng lên kể cả sinh mệnh năng lượng cũng tại chẳng những tăng lên nhưng chính là không có đi đụng vào phong ấn nhưng lần này không đồng nhất dạng trong nháy mắt tràn vào sinh mệnh năng lượng thật sự là quá khổng lồ thế cho nên đường vũ lân chỉ có thể khống chế được hoàng kim long thương thôn vệ chuyển hóa lại không có biện pháp khống chế được tràn vào trong cơ thể khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng tránh đi kim long vương phong ấn phong ấn là tham lam đấy bản thân nó liền tại bao giờ cũng tính toán hấp thu đường vũ lân bản thân năng lượng dùng tỉnh lại nội bộ kim long vương lực lượng đột phá phong ấn bình thường đường vũ lân sẽ tự động đem nó ngăn cách đi ra tuy rằng không có khả năng hoàn toàn hạn chế ở nhưng là thật lớn trình độ có thể chậm lại phong ấn đột phá thời gian có thể giờ này khác này hắn lại không dành đi làm những thứ này sinh mệnh năng lượng khổng lồ như thế việc mà hắn trước cũng không nghĩ tới kim long vương phong ấn sẽ nhân cơ hội quấy rối tầng thứ 14 phong ấn Cơ hồ là thoáng qua giữa đã đến tràn đầy nguy cơ trình độ. Kim Long Vương Phong ấn vượt qua 10 tầng về sau, mỗi một tầng đột phá đều xuất hiện rất mạnh trùng kích, sau khi đột phá tuy rằng có thể làm cho đường Vũ Lân thực lực tăng lên thêm nữa, nhưng tại hấp thu trong quá trình một cái không tốt, thì có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn a. À. Thế nhưng là, hiện tại hắn căn bản cái gì đều không làm được, gián đoạn đối với nơi này sinh mệnh năng lượng thôn phệ. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở là có thể ngộ nhưng không thể cầu đó a. À hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại phía xa hải thần hồ bên trong sinh mệnh chi trùng là cỡ nào khát vọng cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng những thứ này đến từ ác ma vị diện sinh mệnh năng lượng bản thân chính là không thuộc về đấu la đại lục đấy nguyên nhân chính là như thế nếu như có thể đem những thứ này sinh mệnh năng lượng toàn bộ tiêu hóa hấp thu hết đối với đấu la đại lục vị diện sinh mệnh chi trùng mà nói mới là lớn nhất bổ sung tựa như thâm nguyên vị diện ác ma vị diện đều tính toán thôn vệ đấu la đại lục sinh mệnh năng lượng giống nhau đấu la đại lục cũng đồng dạng có thể thôn phệ bọn hắn sinh mệnh năng lượng đến lớn mạnh bản thân lớn mạnh toàn bộ vị diện cho nên đừng vũ lân biết rõ tiếp tục như vậy xuống dưới chính mình tầng thứ 14 phong ấn rất có thể sẽ thủ không được hắn cũng hay vẫn là cắn chặt răng tiếp tục hấp thu chuyển hóa sinh mệnh chi trùng quá cần những thứ này sinh mệnh năng lượng rồi vì có thể ủng hộ sinh mệnh chi trùng hắn đã bất chấp mọi thứ rồi oanh nhị minh nắm đấm cùng ác ma quân vương a nhĩ ba hắc á ma kiếm lần nữa đụng vào nhau đậm đặc ma diễm tứ tán sôi trào không gian chung quanh kịch liệt vạn vẹo lên a à nhĩ ba thân thể khổng lồ đột nhiên rung rung đứng lên đến từ thái thản thần quyền sóng chấn động ra làm hắn toàn thân run rẩy nhị minh cũng không chịu nổi hắc ám ma kiếm bổ sung hắc ám năng lượng cực kỳ nồng đậm tràn đầy tính ăn mòn cùng xuyên thấu tính khiến thân thể của hắn bộc phát ra liên tiếp hắc ám khí tức song phương tạm thời tách ra a à nhĩ ba sau lưng hỏa diễm hai cánh đột nhiên mở ra dĩ nhiên cũng liền như vậy Tại sau lưng huyện hóa ra một cái hỏa diễm chi môn, thân thể khổng lồ nhanh chóng hơi lửa diễm chi môn bên trong hòa nhập vào. Vị này ác ma quân vương rất rõ ràng, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, vị diện bài xích quá lợi hại, hắn đã cảm nhận được mình đã bị ảnh hưởng tới, nhất định phải nhanh lên ly khai nơi đây mới được, bằng không mà nói, sẽ càng ngày càng bất lợi. Chính thức làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, còn không phải nhị minh, nhị minh tuy rằng cường đại, nhưng hắn tự hỏi, còn có thể ứng đối, một lát cũng sẽ không có vấn đề gì làm hắn sản sinh lòng mang sợ hãi chính là treo lơ lửng ở giữa không trung đường vũ lân cùng hắn hoàng kim long thương an nhĩ ba dù sao cũng là ác ma quân vương hắn đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được ác ma quân đoàn bị hủy diệt sau sinh mệnh năng lượng tại bị điên cuồng nuốt trôi treo lơ lửng ở giữa không trung đường vũ lân tại làm sao đậm đặc sinh mệnh năng lượng quay chung quanh dưới lại còn có thể không gãy thôn vệ hơn nữa còn có một loại cùng toàn bộ thế giới mãnh liệt phù hợp cảm giác không hề nghi ngờ đây là một cái được vị diện chiếu cố hoặc là nói là vị diện sứ giả các loại tồn tại một khi hắn nhảy ra tay đến nói không chừng chính mình muốn trở thành bị cắn nuốt đối tượng cho nên a à nhĩ ba cơ hồ là không chút do sự lựa chọn chạy trốn không còn chạy chỉ sợ cũng chạy không được a à. muốn đi nhị minh cười lạnh một tiếng ngửa mặt lên trời một tiếng quát lớn tại phía sau hắn chớp mắt hình chiếu ra một mảnh cực lớn huyễn ảnh cái kia tựa hồ là một mảnh rậm rạp đại xâm lâm xanh um tươi tốt tràn đầy sinh mệnh khí tức mà hắn một tiếng này quát lớn giống như là tỉnh lại cả cánh rừng lớn tựa như vô số tiếng gầm gừ vang lên theo đinh tai nhức óc a nhị ba chỉ cảm thấy kinh khủng lực áp bách chớp mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới nguyên bản đã trốn vào không gian hắn rõ ràng bị cứng rắn đẻ ép rồi đi ra vạn thú lĩnh vực thân là một đời thú vương thái thản cự viên tinh thần lĩnh vực nhị minh đã sớm chú ý đến hắn làm sao có thể làm cho hắn liền như vậy trốn một cái cực hạn đấu la cấp độ ác ma quân vương đào tàu cái kia không biết muốn tạo thành như thế nào sinh linh đồ thán hôm nay tất cả bố cục từ lúc minh đô thời điểm cũng đã kế hoạch tốt rồi định trang hồn đạo đạn pháo mai phục là đường môn toàn lực ủng hộ kế hoạch cực kỳ chú đáo chặt chẽ chính là muốn cần phải làm được không thả đi bất kỳ một cái nào ác ma bị lách và ép ra a nhĩ ba thẹn quá hóa giận sau lưng hỏa diễm cánh bắn ra ra trăm ngàn đạo hỏa diễm hóa thành từng khoảng màu tím đen hỏa diễm sao băng thẳng đến nhị minh bắn trụm mà đi nhị minh ha ha cười một tiếng đột nhiên nhảy lên những cái kia hỏa diễm sa băng tự nhiên đuổi theo thân hình của hắn bay vụt qua, nhưng cái nào nghĩ đến hắn lại tại chớp mắt ngang nhiên rơi xuống đất. Trọng lực chớp mắt sinh ra lòng trời lừa đất biến hóa, dường như đại địa xuất hiện mãnh liệt lực hút, cứng rắn đem những cái kia hỏa diễm sa băng tất cả đều dẫn dắt đến trên mặt đất, bục phát ra liên tiếp cực lớn tiếng nổ vang. Hai đạo thân ảnh khổng lồ lần nữa phóng tới đối phương, lại một lần hung, hăng đụng vào nhau, mà đổi thành một bên cửu đại ác ma cùng nguyên ân chấn thiên phụ tử chiến đấu cũng đã đến gai cấn trạng thái nguyên ân chấn thiên một đôi thiết quyền không đứt oanh ra hắn hiện tại cũng là chuẩn thần cấp độ cường giả dẫn động lấy vị diện pháp tác chi lực mỗi một quyền oanh ra trên bầu trời đều mơ hồ có một tòa núi cao hình chiếu xuất hiện từ trên trời giáng xuống chấn áp toàn trường toàn trường trọng lực ít nhất là bình thường thời điểm gấp 10 lần trở lên hấp xả lấy những thứ này đại ác ma muốn chạy trốn đều rất khó làm đến bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé đây là nguyên ân chấn thiên tấn chức chuẩn thần về sau trận chiến đầu tiên vị này thái thản cựu viên gia tộc tộc trưởng thể hiện ra cực kỳ cay độc chiến đấu thực lực hắn động tác nhìn qua không nhanh nhưng tràn đầy lực lượng cảm giác cơ hồ là dùng sức một mình áp chế chín tên đại ác ma liền chạy trốn đều làm không được nguyên ân thiên đãng từ bên cạnh phối hợp phụ thân đồng dạng là thái thản thần quyền. Tại hắn anh ra thời điểm càng nhiều một cỗ điên cuồng khí thế. Hắn hận thấu những thứ này ác ma. Nếu như không phải ác ma vị diện xuất hiện, hắn nguyên bản gia đình là cỡ nào vui vẻ hạnh phúc a? À. Cái này mười mấy năm qua hắn vẫn luôn đắm chìm tại bi thương thống khổ cùng với đối với thê tử hoài niệm bên trong. Lúc này chính là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn tuy rằng vừa mới tấn trước cực hạn đấu la, có thể tại toàn lực bộc phát, không để lại dư lực dưới tình huống thậm chí bạo phát ra tiếp cận bán thần cấp độ thực lực, giống như thượng cổ hung thú giống như vô số quyền ảnh bao trùm, nguyên ân chấn thiên từ bên trên hướng ép xuống chế, mà hắn tức thì như là cự chủy giống như quét ngang. Chín tên đại ác ma xếp đặt thành một cái thẳng tắp, bọn hắn đều có một đầu thật dài cái đuôi. Lúc này, mỗi một gã đại ác mà cái đuôi đều quấn lấy tại một gã khác đại ác ma bên hông, hình thành lẫn nhau liên hệ ràng buộc. Bọn hắn cái này cái đuôi tựa hồ có rất đặc thù tác dụng, vô luận nguyên ân chấn thiên cùng nguyên ân thiên đã công kích đến hai ai liền có thể hấp thu mặt khác đại ác ma lực lượng hóa thành chính mình dùng cưỡng ép ngăn cản năng lượng chuyển hóa cực nhanh hơn nữa như tay điều khiển chín tên đại ác ma tựa như nhất thể chính là bằng vào như vậy phương pháp chiến đấu bọn hắn mới xem như miễn cưỡng chặn lại nguyên ân chấn thiên phụ tử điên cuồng tấn công tại bọn hắn dưới chân một mảng lớn màu tím đen quang văn ngưng tụ thành một cái tượng như màu tím đen như cự long hình thái chẳng qua là cùng đấu la đại lục bên trên long không quá giống nhau chính là bọn hắn cái này cự long bộ dạng càng giống là rắn chín tên đại ác ma chính là chỗ này đầu quái xà chín cái đầu sọ tạo thành pháp trận cực kỳ quỷ dị cùng chung tiến thối tựa như nhất thể nguyên ân thiên đãng nổi giận gầm lên một tiếng thân như sao băng tại đậm đặc vô cùng màu vàng hào quang quay chung quanh phía dưới hướng đối phương hạch tâm vị trí ngang nhiên hạ xuống chín tên đại ác ma nhanh chóng hướng về phía sau di động tuy rằng bị trọng lực ảnh hưởng không có như vậy tự nhiên nhưng phi thường cân đối giống như chín đầu quái xả nhanh chóng có rút lại sau đó chín tên đại ác ma miệng trong đồng thời vang lên một tiếng thét lên trong tay hắc á ma kiếm ngang nhiên chán ra liền đến màu tím đen hào quang trên không trung đan sen ở một chỗ hóa thành một cái nanh ác đầu rắn hướng nguyên ân thiên đãng thôn phệ mà đến quanh chín tên đại ác ma đồng thời toàn thân chấn động trên người màu tím đen khí lưu dâng lên mà ra không khí chớp mắt trở nên sền sệt đứng lên mang theo bọn hắn một cái ngang truyền di đã đến mặt bên đón nhận nguyên ân chấn thiên công kích nguyên ân thiên đãng trên mặt đất nổ ra một cái hố to hô hấp của hắn có chút dồn rập, trong cơ thể hồn hạch co rút lại lần nữa hấp thu lên không khí trong thiên địa nguyên lực nhưng vào lúc này trong đầu lại thoáng chuyển đến một hồi suy yếu cảm giác tinh thần lực tiêu hào quá độ nguyên ân thiên đãng sửng sốt một chút lập tức ý thức được chính mình lúc trước liên tiếp bộc phát có chút quá mức mạnh mẽ rồi thế cho nên bộc phát quá độ dẫn đến trạng thái xuất hiện vấn đề hắn dù sao mới vừa tiến vào cực hạn đấu la cấp độ cảnh giới còn không có hoàn toàn ổn định lại vừa mới lại không muốn mạng tại cùng liều lại không thể giết chết một gã đại ác ma tâm tính chịu ảnh hưởng rồi dùng sức thở sâu bình tĩnh thoáng một phát tâm tình của mình đang tại hắn chuẩn bị tiếp theo xuất thủ thời điểm trong lúc đó trong mắt sáng ngời nguyên ân chấn thiên hai tay một vòng trên bầu trời chớp mắt hình chứa ra vô số cực lớn màu vàng sao băng thái thản cự thạch vẫn thứ tám hồn kỹ tại chuẩn thần cấp độ trong tay hắn dùng đến một kích này uy lực quyết không kém hơn cựu cấp định trang hồn đạo đạn pháo chín tên đại ác ma nhanh chóng thu tập trung vào một chỗ giống như là chín đầu cự xà cuộn mình đứng lên tựa như đây cũng không phải là thái thản cự thạch vẫn lần thứ nhất phóng ra lúc trước một kích này liền đã từng cho bọn hắn đã mang đến phiền toái không nhỏ lần này chín tên đại ác ma toàn diện phòng ngự bọn hắn trận hình trở nên so lúc trước càng thêm chặt chẽ chín người hoàn toàn tụ tập ở một chỗ hình thành một cái vòng tròn hoàn hình dáng cái đuôi lẫn nhau tương liên trong tay hắc ám ma kiếm chỉ hướng bầu trời nguyên bản trên mặt đất cửu đầu xà quang văn vậy mà thật sự hóa thành một cái cực lớn cửu đầu xà phóng tại không trung bên trong cửu đầu xà toàn thân tản mát ra đậm đặc vô cùng mạnh mẽ khí tức miệng trong phụt lên hắc ám năng lượng hình thành một mảnh mưa ánh sáng ngăn cản hướng nguyên ân chấn thiên công kích nguyên ân thiên đã chứng kiến chính là một màn này tại thái thản cự thạch vẫn trước mặt hắn cũng không dám tiếp xúc quá gần đây chính là chuẩn thần cấp độ khủng bố công kích tại vừa mới cái này một hồi định trang hồn đạo đạn pháo anh kích cực hạn đấu la cấp độ quá trình chiến đấu ở bên trong chung quanh mấy cái đỉnh núi cũng đã bị tiêu diệt rồi quỷ thiên diệt địa giống như nổ vang bạo phát màu tím đen cùng màu vàng hào quang hình thành mảng lớn mảng lớn năng lượng bạo tạc nổ tung trong lúc nhất thời không khí chung quanh đều tràn đầy đề kinh khủng nguyên tố phong bạo nếu như là người thường ở chỗ này chớp mắt cũng sẽ bị những thứ này nguyên tố phong bạo xé thành mảnh nhỏ nguyên ân chấn thiên đứng ở chỗ này lù lù bất động há miệng hấp khí tựa như nuốt trôi giống như hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực mà đổi thành một bên chín tên đại ác ma tất cả đều là hai chân đâm vào trong lòng đất trên người lân phiến hào quang ảm đạm như vậy va chạm đối với song phương mà nói đều là cực lớn tiêu hao mà đúng lúc này một đạo hư vô thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chín tên đại ác ma phía dưới những thứ này đại ác ma thân cao đều vượt qua 10 mét trạng thái chiến đấu bên dưới càng là bành trướng đến, rồi 15 mét. Một cái chỉ có không đến 2 mét thân ảnh đối với bọn họ thật sự mà nói là quá nhỏ bé rồi. Lúc này đại ác ma đám cả đám đều bị thái thản cự thạch vẫn oanh tạc đầu tráng váng não trướng. Lực chú ý tất cả đều tại bên kia mới vừa từ trong hố lớn nhảy ra nguyên ân thiên đãng trên người, rõ ràng hoàn toàn không có chú ý tới. Tại dưới chân bọn họ không biết lúc nào nhiều một đạo hư ảo thân ảnh. Đạo này thân ảnh chẳng qua là hư ảo rất nhỏ lóe lên, liền trên không trung như thiểm điện xẹt qua một đạo vàng bạc song sắc ánh sáng ở nơi này một cái chớp mắt xuất hiện nó xuất hiện vị trí vừa lúc là chín tên đại ác ma tạo thành vòng tròn chiến trận vị trí trung ương kéo dài qua rồi hai cây đại ác ma cái đuôi chín tên đại ác ma cơ hồ là đồng thời cảm giác được năng lượng một tiết nguyên bản hồn nhiên như một hắc ám năng lượng rõ ràng cắt đứt mà đúng lúc này nguyên ân thiên đã đến rồi hai nắm tay đồng thời oanh ra trên người thứ chín hồn hoàn hào quang tỏa sáng thái thản phá thiên khung đậm đặc đến mức tận cùng màu vàng hào quang tại chớp mắt trở nên trong sáng đứng lên hóa thành hai luồng tràn ngập góc cạnh cảm nhận khủng bố quang cầu mang theo lực lượng cực hạn đồng thời tìm tới hai bên đại ác ma đối mặt với một gã cực hạn đấu la tựa như được ăn cả ngã về không công kích đại ác ma đám căn bản không kịp đi thăm dò nhìn trên người mình cuối cùng xuất hiện có chuyện gì vậy chỉ có thể là trước tiên toàn lực phòng ngự thử đi ngăn cản phần này công kích thế nhưng là ngăn ra liên hệ tại thời khắc này căn bản không cách nào nhanh chóng tiếp tục cái kia giống như thổ nguyên tố cuối cùng hóa thành kim cương giống như khủng bố quang cầu phủ xuống thời điểm, chẳng qua là lần đầu tiên tiếp xúc, bọn hắn liền phát hiện, chính mình ngăn cản không nổi rồi. Oanh Long Long, chín tên đại ác ma chia làm hai nhóm, một bên bốn cái, bên kia năm cái, cơ hồ là đồng thời bị oanh kích vật ngã ra. Mà phát ra cái này, được ăn cả ngã về không công kích Nguyên Ân Thiên đãng cũng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể lắc lư, đặt mông ngồi ngay đó. Ác ma kháng đòn năng lực rất mạnh một kích này đối với bọn hắn mà nói còn không đến mức trí mạng nhìn qua song phương như là lưỡng bại câu thương thế nhưng là những thứ này đại ác ma đám một mực đến nay ỉ lại lấy liên hợp chiến trận lại bị phá khai rồi à hai cái đường kính trăm mét cự thủ đồng thời từ trên trời giáng xuống phân biệt quét ngang đem hai bên đại ác ma đám đánh ra đến phân biệt chỗ xa hơn nguyên ân chấn thiên chân phải đập đất trọng lực chớp mắt tăng lên tới gấp trăm lần không còn cho những thứ này đại ác ma liên hệ ở một chỗ cơ hội thái thản chi ác hai cái trăm mét cự thủ trên không trung riêng phần mình ngưng tụ mỗi một cái cự thủ bên trong rõ ràng nhiều một thanh trong sáng cự trùy đồng dạng là thái thản phá thiên khung từ nguyên ân chấn thiên trong tay dùng đến hiệu quả muốn xa xa siêu việt nguyên ân thiên đãng rồi ác ma quân vương an nhĩ ba vẫn luôn tại để ý tới toàn trường thấy như vậy một màn trong lòng không khỏi khẩn trương mặt khác ác ma quân đoàn bị hủy diệt hắn tuy đau lòng thế nhưng cũng là có thể sau khi trở về một lần nữa chiêu binh mãi mã cầm trở về đấy thế nhưng là cái này chín tên đại ác ma nhưng là hắn căn bản từ ý nào đó bên trên mà nói là hắn một bộ phận ác ma vị diện không có sinh dục loại sự tình này mà bọn hắn truyền thừa coi trọng chính là phân liệt lúc một gã cường giả lựa chọn phân liệt thời điểm liền sẽ phân liệt thành hai cái cá nhân sau so lúc trước nhỏ yếu hơn cá nhân một lần nữa tu luyện một lần nữa lớn lên sau đó lại phân liệt đương nhiên đều muốn tiến hành ác ma phân liệt cũng là có rất nhiều hạn chế tính điều kiện đấy thí dụ như sinh mệnh năng lượng muốn đầy đủ, một khi phân liệt tu luyện muốn từ đầu lại đến. đây là ác ma vị diện truyền thừa phương thức, mà đi theo ác ma quân vương a nhĩ ba đến đây chín tên đại ác ma đều là từ hắn bản thân bên trên phân liệt đi ra đấy. đến rồi a nhĩ ba cái này cấp độ đã đứng ở ác ma vị diện đỉnh phong nhất, hắn phân liệt phương thức cùng với bình thường ác ma hoàn toàn bất đồng, hắn là tại bản thân tu luyện tới ác ma vị diện đỉnh thời điểm mới có thể lựa chọn phân liệt, phân liệt ra một phần nhỏ lực lượng hình thành một cái trung thành nhất đại ác ma bởi vì đến rồi vị diện đình chính hắn cũng không có khả năng tiếp tục tăng lên cho nên mới có thể làm như vậy mà đều muốn lại một lần đạt đến đỉnh điểm vậy cần dài dòng buồn chán thời gian ác ma vị diện năng lượng có hạn vị diện lực lượng còn muốn xa xa kém hơn đấu la đại lục cho nên đối với a nhĩ ba mà nói hầu như phải kể tới trăm năm thời gian mới có thể phân liệt ra một cái trước mặt loại này đại ác ma cái này chín cái đại ác ma có thể nói là hắn căn bản lực lượng thậm chí lúc hắn bây giờ thân thể già yếu tới trình độ nhất định không cách nào nữa tiếp tục phân liệt thời điểm hắn thậm chí có thể lựa chọn lực lượng truyền thừa đi qua một cái đại ác ma đến cải tạo chính mình thân thể cho nên cái này chín tên đại ác ma nếu như là tại ác ma vị diện mà nói hầu như liền tương đương với là hắn chín cái mạng a à. mắt thấy những thứ này đại ác ma lại muốn ngăn cản không nổi hắn làm sao có thể không vội mặt khác tất cả ác ma đã chết hắn đều có thể một lần nữa chiêu mộ có thể đại ác ma nếu như chết một người với hắn mà nói vậy như là thiếu một cái mạng tựa như đau lòng a à. hống 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 an nhĩ ba phát ra chấn thiên gào thét dưới chân quang văn hiển hiện từng đạo quang văn điên cuồng vạn vẹo đường kính vạn mét trong phạm vi đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn lên kinh khủng hắc ám phong bạo thế cho nên toàn bộ không gian đều bắt đầu vạn vẹo bản nguyên chi lực gia hỏa này muốn mải mạng rồi nhị minh hét lớn một tiếng nhãn thần cũng trở nên nghiêm túc đứng lên một gã chuẩn thần cấp độ tồn tại nếu như dốc sức liều mạng mà nói tuyệt đối là một kiện phi thường đáng sợ sự tình những thứ này hắc ám phong bạo tự nhiên cũng bao phủ tại cái kia bị đánh bay chín tên đại ác ma trên người chớp mắt hóa thành từng đạo hắc ám xưởng xích dẫn dắt tại bọn hắn trên người đều muốn đem bọn hắn kéo về đến bên cạnh mình nguyên ân chấn thiên thái thản thiên khung phá lúc này đã đến mặc dù hắc ám phong bạo tận khả năng đi ngăn cản a à nhĩ ba càng là đi qua hắc ám phong bạo liên hệ đem bản thân lực lượng rót vào cho chín tên đại ác ma tại kinh khủng thái thản thiên khung phá trước mặt những thứ này đại ác ma vẫn phải không chịu nổi rồi trong đó có sáu gã đại ác ma trực tiếp bị hung hăng nhập vào mặt đất thân thể nhiều chỗ phá thành mảnh nhỏ có ba gã lớn ác ma đầu bên trên sừng cũng đã gãy đối với ác ma mà nói sừng là lực lượng nguồn suối sừng gãy liền tương đương với không có nửa cái mạng nhưng a nhĩ ba cuối cùng là cưỡng ép đem cái này chín tên đại ác ma thân thể lôi kéo trở về bên cạnh mình tại hắn hắc ám phong bạo kịp thời dưới sự bảo vệ mặc dù có sáu gã đại ác ma bị thương nặng nhưng cuối cùng không có chết một cái bốc lên a sa đoạn lực lượng hủy diệt phong bạo hắc ám phong bạo bên trong chớp mắt xuất hiện chín cỗ cực lớn vòi rồng bay lên ác ma quân vương a nhĩ ba mãnh liệt phun ra một cái màu tím huyết vụ huyết vụ dung nhập vào hủy diệt phong bạo bên trong nhất thời làm chung quanh hết thảy tựa hồ cũng biến thành hắc ám tồn tại mà đúng lúc này một điểm tử kim sắc hào quang đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hủy diệt phong bạo một điểm một đạo lúc trước tựa hồ bị hoàn toàn quên đi thân ảnh cũng tiếp theo ra hiện ra tại đó không phải chính là nguyên ân dạ huy sao nàng lúc này đồng dạng cũng là đại ác ma bộ dáng trên người bao trùm lấy từ kim sắc lân phiến hủy diệt phong bạo đối với đồng loại chắc là sẽ không mâu thuẫn đấy nàng lúc này trong hai tròng mắt chỉ có khát máu lạnh như băng trên người tàn ra mãnh liệt từ kim sắc hào quang chỉ hướng một vị trí đúng vậy nàng căn bản cũng không có bị bản thân ác mà huyết mạch trụ khống chế cho tới bây giờ đều không có lúc tu vi của nàng đột phá đến phong hào đấu la cấp độ ác ma huyết mạch thức tỉnh lúc nhị minh lưu tại trong cơ thể nàng hà sống tự nhiên cũng liền thức tỉnh cái kia nhị minh đệ tam dò tinh huyết xảo diệu đem bản thân khí tức giấu ở nguyên ân dạ huy tinh thần chi hải bên trong thời khắc mấu chốt bảo vệ linh trí của nàng nhưng vì không đánh rắn động cỏ cũng không có đi bài xích ác ma huyết mạch mang đến phương xa điều khiển tiếp theo hết thảy tự nhiên là cũng sớm đã an bài tốt đấy tại đây hoang vu địa phương mở ra ác ma chi môn nguyên ân dạ huy còn chiếm được thuần túy ác mà quân vương huyết mạch khen thưởng trên thực tế nàng cùng nàng mẫu thân lực lượng bản thân liền đến từ chính a nhĩ ba một lần phân liệt phân liệt ác ma năng lượng hình thành một viên hạt giống bị a nhĩ ba phá vỡ không gian đưa đến đấu la đại lục bên trên sống không biết bao lâu vị này ác ma quân vương đang mong đợi đấy chính là chỗ này miếng hạt giống mọc dễ nảy mầm bởi vì hắn biết rõ tiếp tục lưu lại ác ma vị diện đã không có bất cứ ý nghĩa gì đều muốn đột phá hạn chế đạt đến thần cấp độ, nhất định cách khác lối tắt. Tựa như đấu la đại lục bên trên cực hạn đấu la đám cũng đều đang dùng các loại phương thức tại nếm thử đột phá giống nhau, hắn cũng là như thế. Bởi vậy, Nguyên Ân Dạ Huy tại phóng thích đọa lạc thiên sứ võ hồn thời điểm, bản thân giống như là A Nhĩ, ba một bộ phận, chắc là sẽ không bị hắn bài xích đấy, mấu chốt tác dụng liền ở đây giờ này khác này. Vị này ác ma quân vương phóng thích, bản nguyên chi lực đương nhiên không chỉ là đều muốn bảo hộ ở những cái kia đại ác ma, là trọng yếu hơn đúng hắn không muốn tiếc bất cứ giá nào đào tẩu. Tại đấu la đại lục bên trên, chỉ cần hắn có thể đào tẩu, như vậy liền có cơ hội đi đi qua thôn vệ những sinh vật khác đến khôi phục bản thân sinh mệnh năng lượng, thậm chí một lần nữa mở ra ác ma chi môn. Đáng tiếc chính là, hắn quên lãng đem chính mình mang đến vị diện này viên kia hạt giống, viên này hạt giống giờ này khác này là quan trọng nhất tác dụng, chính là vì những cái kia đủ để uy hiếp được hắn sinh mệnh tồn tại đám, chỉ rõ vị trí của hắn. Chính là bởi vì huyết mạch giống nhau, cho nên cho dù là dùng A nhĩ ba cường đại, ngay tại lúc này cũng căn bản không có phát hiện tại bên cạnh mình đột nhiên nhiều một chiếc chỉ đường minh đăng. Trong hư không, một cái cánh cổng ánh sáng đột nhiên không hề báo hiệu tại cái kia tử kim sắc bên cạnh mở ra, một cái thanh bích sắc cực lớn móng vuốt bỗng nhiên từ cánh cổng ánh sáng bên trong chui ra, hung hăng túm đến cái kia mảng lớn hủy diệt phong bạo bên trong. Hủy diệt phong bạo nhao nhao tán loạn phá toái, móng vuốt sắc bén ngang trời, ngang nhiên chui vào. Ác ma quân vương An Nhĩ ba kêu thả một tiếng, tất cả hủy diệt phong bạo cơ hồ là tại chớp mắt bị chặt đứt. Ba đoàn kinh khủng đinh ốc hình dáng năng lượng cũng từ ba phương hướng ùn ùn tới, đồng dạng đều là thái thản thần quyền, càng là đồng dạng đều là cực hạn đấu la khủng bố công kích. Cực lớn hủy diệt tính năng lượng thậm chí còn vượt qua lúc trước cái kim miếng kim loại phong bạo uy năng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dường như đều ở đây nổ vang trong vỡ vụn. Cái loại này hủy thiên diệt địa khí tức, cho dù là tại phía xa mấy ngoài trăm dặm thành thị đều ở đây bị run dày giống như địa chấn tại cái kia nổ lớn mở ra trước chớp mắt cái kia chảo pháo hủy diệt phong bạo thanh bích sắc cự trào một phát bắt được thành tựu chỉ đường minh đang tử kim sắc thân ảnh đem nàng dẫn vào cánh cổng ánh sáng ở trong biến mất vô tung vô ảnh lúc trước liền đã bị trọng thương chín tên đại ác ma cơ hồ là chớp mắt đang ở đó kinh khủng nổ lớn trong biến thành mảnh vỡ đây chính là ba vị cực hạn đấu la toàn lực công kích a tận hết sức lực khủng bố thế công ác ma quân vương a nhĩ ba ốc còn không mang nổi mình ốc càng không nói đến mặt khác rồi hắn bản nguyên chi lực tại cái kia thanh bích sắc móng vuốt sắc bén trước mặt trực tiếp bị xé mở một đạo lồ hồng lớn tiết ra giống như là chớp mắt bị phá mở phòng ngự hắn chẳng thể nghĩ tới tại đã có ba vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả bên ngoài vẫn còn có vị thứ tư cường giả tồn tại hơn nữa cái kia đột nhiên xuất thủ khủng bố cường giả thực lực rất có thể vẫn còn hắn phía trên cái kia một trào có thể nói là tuyệt sát một trào đem hắn hy vọng cuối cùng phai mờ đại địa xuất hiện một cái đường kính vượt qua 500 trăm mét sâu đạt vài trăm mét hố to tràn ngập hủy diệt mùi vị hố to Trung quanh năng lượng phong bạo xé nát rồi không gian làm cả hố to trung quanh đều xuất hiện mảng lớn mảng lớn vết nứt không gian thái thản cựu viên gia tộc các tộc nhân từ lúc cái này một kích cuối cùng bộc phát trước liền bay nhanh thối lui đến xa xa còn sót lại không nhiều lắm ác mà nhóm sinh vật còn tưởng rằng có thể có thở dốc cơ hội có thể tiếp theo trong nháy mắt cũng đã bị triệt để xé thành mảnh nhỏ hố to trung ương toàn thân bao phủ tại một tầng màu tím đen màn hào quang bên trong ác ma quân vương a nhĩ ba lùng lai sắp đổ cánh tay phải của hắn cùng hắc á ma kiếm đã triệt để biến mất sau lưng nguyên bản cái kia một đôi rực rỡ tươi đẹp vô cùng hòa diễm hai cánh cũng biến mất vô tung vô ảnh bao trùm toàn thân lân phiến vượt qua 60% phần trăm phá toái toàn thân đều hướng ra phía ngoài toát ra từ kim sắc chất lòng khí tức đã suy yếu đến rồi cực hạn chín tên đại ác ma toàn bộ bỏ mình thậm chí càng là hài cốt không còn bọn hắn chỗ sinh ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng đang tại hướng không trung hội tụ, ùn ùn tràn vào đường Vũ Lân trong thân thể. Không, không có khả năng, ta là vĩ đại ác ma quân vương A Nhĩ Ba, như thế nào có thể có sao chết ở chỗ này, làm sao có thể, bị buộc nhân loại, các người ám toán A Nhĩ Ba, các người đáng chết, toàn bộ đáng chết. Nguyên ân chấn thiên trong đôi mắt tràn đầy hàn quang. A Nhĩ Ba, mười mấy năm trước, các người ác ma vị diện mở ra thông đạo, liên thông đến gia viên của chúng ta, đánh chết tộc nhân của ta, chẳng lẽ ngươi quên à? cái kia thời điểm ta con dâu người nhà của ta chính là chết ở các ngươi những thứ này ác mà trong tay hôm nay là báo thù thời khắc là ngươi nên trả giá thật nhiều thời điểm rồi thân thụ trọng thương ác ma quân vương đã không có đào tàu khả năng tại ba đại cực hạn đấu la cường giả trấn áp dưới tình huống lại bị vị diện pháp tác áp chế hắn căn bản không có nửa điểm có thể chạy thoát mười mấy năm trước không ta không có ai nhị ba cho tới bây giờ đều không có tới qua cái này nhân loại thế giới là ô tiết đem cái này cơ hội nhường cho ta hắn nói hắn đã từng đi vào qua nhân loại thế giới nhưng nhân loại so trong tưởng tượng cường đại hắn cho rằng chỉ có vĩ đại a nhĩ ba dẫn đầu ác ma quân đoàn mới có thể chính thức chiếm lĩnh cái thế giới này khốn khiếp hắn nhất định là đã có được lời tiên đoán năng lực nhất định là dự cảm đến nơi này hết thảy không phải ta không phải ta không phải vĩ đại a nhĩ ba sát hại tộc nhân của ngươi vị này ác ma quân vương cơ hồ là tại chớp mắt trở nên cuồng loạn đứng lên mà hắn mà nói khiến nguyên ân chấn thiên phụ tử đều là ngẩn ngơ không phải hắn lúc trước đánh vào bên này không phải hắn sao hồi tưởng lại tựa hồ lần này tới ác ma đúng là cùng lần trước có chỗ bất đồng lần trước đến ác ma bên trong cường đại nhất chủ chiến lực là tam đầu khuyền mà lần này chủ chiến lực nhưng là đại ác ma hình như là có chút không giống vậy cái này a nhĩ ba trong hai tròng mắt hỏa diễm nhảy lên tràn đầy cuồng nộ cùng ủy khuất cái này gọi là chuyện gì à hắn là đến đạt được lợi ích đấy hắn là đến thôn vệ sinh mệnh năng lượng đấy lại đã thành một vị khác ác mà quân vương ô tất kẻ chết thay đây quả thực rồi liếc nhìn nhau đang tại nguyên ân chấn thiên muốn nói cái gì thời điểm nhị minh âm thanh lạnh như băng đã vang lên vô luận ngươi là ai ngươi đến đây đấu la đại lục mục đích cùng khác một tên cũng không có cái gì bất đồng các ngươi mang đến sẽ chỉ là tử vong cùng giết chóc đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh a à, nhị ba đi chết đi sau khi chết lại đi nguyền rủ ngươi đồng tộc vừa nói vì này thái thản cự viên gia tộc thủy tổ đã hóa thân thành một viên cực lớn màu vàng sao băng từ trên trời giáng xuống thẳng đến hố to bên trong ầm ầm mà xuống kịch liệt nổ va lần nữa vang vọng đại địa a nhĩ ba tràn ngập không cam lòng thống khổ tiếng hí âm thanh bên trong rút cuộc tại cái kia thái thản chi lực dưới phai mờ màu tím đen hào quang giật tán hóa thành vô số khí lưu tứ tán bay tán loạn tựa hồ còn có đồ vật gì đó đều muốn bỏ chạy nhưng vào lúc này bên trên bầu trời một cỗ lực hấp dẫn cực lớn bỗng nhiên chuyển đến du dương mà tràn ngập uy nghiêm long ngâm âm thanh nương theo lấy đầy trời kim quang chiếu rọi mà ra bên trên bầu trời đường vũ lân không biết lúc nào đã biến mất thay vào đó chính là một cái cực lớn kim long kim long chiều cao vượt qua trăm mét toàn thân đều tản ra uy nghiêm khí tức hoàng kim long thương liền lơ lửng ở trước mặt hắn chín tên đại ác ma cùng với ác ma quân vương a nhĩ ba năng lượng cơ hồ là tại chớp mắt bị hấp xả qua bị hút vào trong đó tràn vào hoàng kim long thương ở trong cực lớn kim long toàn thân lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang ngay sau đó một tiếng mãnh liệt chấn bạo từ kim long trên người tán phát ra cái kia cực lớn kim long ngửa đầu hướng lên bầu trời trong phát ra một tiếng đau nhức giống toàn thân đều có kim hồng sắc hào quang bắn ra mà ra hóa thành một đoàn sương mù đem bản thân ôm trọn trong đó hả phía dưới vừa mới nhẹ nhàng thở ra nguyên ân chấn thiên phụ từ không hẹn mà cùng đem ánh mắt quang hướng không trung đối với đường vũ lân có thể hấp thu ác ma quân đoàn sinh mệnh năng lượng tình huống bọn hắn vốn là đã mười phần không hiểu lúc này tình huống càng là vượt qua vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm vi giết chết an nhĩ ba nhị minh ngẩng đầu nhìn hướng không trung sắc mặt trầm ngưng đường vũ lân tinh thần chấn động quá kịch liệt rồi điều này hiển nhiên không phải cái gì tình huống bình thường vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy hắn không rõ ràng lắm nhưng hẳn không phải là chuyện gì tốt thế nhưng là hắn cái kia khí tức bên trong tràn đầy điên cuồng hương vị ở thời điểm này, Nhị Minh cũng không tiện trực tiếp nhúng tay, chỉ có thể là mặc kệ Đường Vũ Lân chính mình đến ứng đối. Mà trên thực tế, Đường Vũ Lân đúng là có chút gánh không được rồi, tràn vào trong cơ thể sinh mệnh năng lượng quá nhiều, hắn muốn tiêu hao lớn số lượng tinh lực tại hấp thu chuyển hóa những năng lượng này bên trên. Kim Long Vương phòng ật, nhân cơ hội đột phá, hắn đã không cách nào khống chế. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, hắn phóng xuất ra rồi võ hồn chân thân, dùng võ hồn chân thân trạng thái tăng cường bản thân thừa nhận năng lực dùng tính toán có thể ngăn cản được phần này trùng kích. Thế nhưng là, sự tình hiển nhiên không có đơn giản như vậy, lúc chín tên đại ác mà chết trận. Sinh mệnh năng lượng ùn ùn mà đến thời điểm, hắn tầng thứ 14 phong ấn cũng đã chống đỡ không nổi ầm ầm rách nát rồi. Trong khoảnh khắc đó, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy tất cả đều yên tĩnh trở lại, chính mình dường như tiến vào đến rồi một cái lạnh như băng thế giới bên trong. Một cỗ khó có thể hình dung điên cuồng ý niệm tràn đầy bất khuất hương vị ùn ùn mà ra, tràn vào hắn tinh thần thế giới. Giờ này khác này, trong đầu của hắn chỉ có điên cuồng, điên cuồng đều muốn hủy diệt hết thảy, lực lượng kinh khủng kia chớp mắt tràn ngập tại thân thể của hắn mỗi một cái góc nhỏ, khiến toàn thân của hắn đều không tự chủ được bắt đầu hấp thu cùng chuyển hóa. Thân thể chính là tại quá trình này bên trong bành trướng đấy, mà đúng lúc này, ác ma quân vương A Nhĩ, bà cũng bị Nhị Minh đánh chết, nó còn sót lại linh hồn chi lực còn tính toán chạy trốn, lại bị hoàng kim long thương cứng rắn hấp thu qua rót vào rồi đường vũ lân trong thân thể một gã chuẩn thần cấp bậc ác ma quân vương năng lượng hạng gì khổng lồ nhất là hắn vừa có kéo dài tuổi thọ từ sinh mệnh năng lượng bản thân mà nói vừa xa nhân loại Nông đậm đến cực sinh mệnh năng lượng trực tiếp đã bị kim long vương đột phá tầng thứ 14 phong ấn lực lượng dung hợp lại với nhau hóa thành nước lũ trùng kích hướng đường vũ lân thân thể mỗi một cái góc nhỏ cũng đồng thời trùng kích hướng về phía tầng thứ 15 phong ấn đây mới là đáng sợ nhất địa phương trên thực tế Vượt qua 10 tầng phong ấn về sau, Kim Long Vương tinh hoa bên trong đã ẩn chứa lúc trước Kim Long Vương bản thân ý niệm, những thứ này ý niệm thời khắc đều đang tính toán Đường Vũ Lân, chỉ cần có một điểm cơ hội, liền sẽ nếm thử khống chế Đường Vũ Lân thân thể. Ban đầu ở cứu gia cha mẹ nuôi thời điểm, Đường Vũ Lân liền đã từng gặp phải qua tình huống như vậy, lúc ấy nếu như không phải Cổ Nguyệt Na kịp thời xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy cơ, hắn rất có thể cũng đã tại cái kia một lần bị Kim Long Vương đã khống chế. Mà hiện dưới loại tình huống này Hắn gặp phải vấn đề càng lớn. Kim Long Vương không chỉ là có lực lượng của mình, còn điều động hấp thu đến sinh mệnh năng lượng, khiến bản thân trở nên càng cường đại hơn. Kim Long Vương bản thân là Long Vương một bộ phận, chính là thuần túy nhất thần lực, bị Thần Vương Đường Tam áp chế, biến thành 18 tầng phong ấn. Càng là đằng sau trong phong ấn ẩn chứa Kim Long Vương năng lượng lại càng là khổng lồ, đến nơi này tầng thứ 14, bên trong đã ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng tồn tại. Đường Vũ Lân tinh thần ý chí ở thời điểm này đã rất khó chống lại cái này cỗ kinh khủng lực lượng. A à nhĩ ba sinh mệnh năng lượng đối với Kim Long Vương Tinh Hoa mà nói tới thật là kịp thời, tựa như một cái cường đại thân thể bị rót vào đầy đủ sinh mệnh lực. Nó càng là tỏa sáng ra, khó có thể tưởng tượng cực lớn sức sống. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sr phim viết liền không dấu nhé hung lệ khí tức tràn đầy đường vũ lân tinh thần chi hải kinh khủng năng lượng cơ hồ là nhanh chóng thôn tính lấy thân thể của hắn mỗi một cái góc nhỏ cũng kể cả hắn tinh thần ý niệm đường vũ lân chỗ ngược treo băng thần châu toàn lực phóng thích ra trong chảo, nhưng lạnh lùng khí tức tính toán ổn định lại tâm tình của hắn chấn động có thể ở thời điểm này đã hết thảy đều trở nên phí công rồi tầng thứ 15 phong ấn chớp mắt liền trở nên tràn đầy nguy cơ mà một khi cái này tầng thứ 15 phong ấn lại bị đột phá hội tụ hai tầng phong ấn kim long vương tinh hoa không thể nghi ngờ, sẽ để cho Đường Vũ Lân không hề chờ mình cơ hội. Một khi thân thể của hắn bị hoàn toàn khống chế, Kim Long Vương liền sẽ triệt để tỉnh lại, đến lúc đó, chính là hắn chuyển hóa Đường Vũ Lân thân thể biến thành thân thể của mình, hơn nữa đem còn sót lại phong ấn từng cái phá giải thời điểm, đối với Đấu La đại lục mà nói, cái kia chắc chắn là một trận đại tai nạn đến. Cảm nhận được Đường Vũ Lân trên người khí tức càng ngày càng không đúng, nhị minh sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Thế nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào đi trợ giúp đường vũ lân cái loại này điên cuồng ý niệm thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được có chút sợ hãi đúng lúc này một đạo ngân quang bỗng nhiên xuất hiện ở đường vũ lân phía trên màu bạc thân ảnh xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt nó cũng đã hướng dưới mà rơi hóa thành một cái cực lớn ngân long ngân long toàn thân bao trùm lấy hình bầu dục lân phiến thân hình chỉ so với kim long hơi nhỏ hơn một ít nhảy vào cái kia màu đỏ như máu giữa kim quang một đôi chân trước trực tiếp liền bắt nổi kim long trên người lân phiến đồng thời thân thể quấn quanh mà lên cắt gao quấn chặt lấy kim long nồng đậm màu bạc vầng sáng hội tụ lấy hào quang bảy màu nhao nhau hòa nhập vào hóa thành một mảnh dài hẹp xiềng xích giống như cắt gao khóa lại kim long thân thể khổng lồ không để cho bản thân nó tiếp tục hướng về màu đỏ như máu hào quang phát triển hai cái cự long trên không trung dây dưa ngân long trên người vầng sáng càng ngày càng cường thịnh bắt đầu dần dần chế trụ kim long trên người bộc phát ra kim hồng sắc hào quang nhưng vào lúc này một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ kim long trên người bán ra mà ra kim long toàn thân lân phiến toàn bộ dựng đứng đứng lên mãnh liệt hất lên một cỗ kinh khủng lực lượng bỗng nhiên bộc phát vậy mà trực tiếp đem ngân long vung bay ra ngoài đường vũ lân lúc này đã hoàn toàn khống chế không được chính mình thân thể hoảng sợ chứng kiến bản thân trong cơ thể tất cả năng lượng tại trong chốc lát vậy mà tất cả đều hướng về tầng thứ 15 lăm phong ấn sông tới trước đó lần thứ nhất hắn tại đâm vào điên cuồng thời điểm chính là cổ nguyệt na kịp thời đi đến giúp hắn khống chế được tâm tình. Còn lần này, lần nữa thức tỉnh Kim Long Vương ý niệm hiển nhiên là đã có chuẩn bị, tăng thêm hấp thu an nhĩ ba sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, thế cho nên cổ Nguyệt Na biến thành thân Ngân Long Vương cũng không thể đem hắn khống chế được. Đã xong, khổng lồ như thế năng lượng, tự như nước lũ giống như trùng kích, căn bản không phải bây giờ Kim Long Vương phong ấn có khả năng ngăn cản, mà một khi bị xung kích đánh trúng. Chớp mắt phá toái phong ấn lập tức liền sẽ đem tầng thứ 15, trong phong ấn kim long vương tinh hoa dẫn xuất đến lúc đó liền lại không có gì có thể ngăn cản kim long vương sống lại rồi ở nơi này muôn phần nguy cấp trước mắt trong lúc đó kim long vương thân thể đột nhiên dừng lại một chút hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt bất động tuyệt đối bất động thời gian hồi từng lĩnh vực cực hạn mà điều này hiển nhiên không phải đường vũ lân hiện tại có khả năng đạt tới cảnh giới một đạo kim quang từ kim long vương trên trán chui ra hóa thân thành một đạo thân ảnh thân ảnh thon dài màu lam tóc dài tại sau lưng phiêu lai động từng vòng màu vàng vầng sáng từ trên người hắn khuếch tán ra sáng chói hoàng kim tam xoa kích liền tại trong lòng bàn tay của hắn từng vòng quang hồ từ trên tam xoa kích phóng thích thì lình chính là vô định phong ba vô định phong ba lưu truyền bao lấy kim long vương thân hình khổng lồ cũng phong tỏa trong cơ thể hắn khổng lồ năng lượng làm hắn tạm thời ngập vào ngưng trệ bên trong không chỉ có như thế đường vũ lân trong cơ thể tầng thứ 15 phong ấn bị chớp mắt gia cố rất có vài phần phòng thủ kiên cố cảm giác Ngân Long Vương thân thể thừa cơ mà quay về, lại một lần cuốn lấy bên trên, rồi Kim Long Vương thân thể cao lớn. Mà khi nàng ngừng đầu, nhìn xem đạo kia thon dài thân ảnh lúc, màu tím trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái kia thon dài thân ảnh nhìn thật sâu nàng một cái, trong đôi mắt ẩn có thầm ý, cổ Nguyệt Na chỉ cảm thấy trong đầu một hồi đau đớn. Một đoạn tinh thần lạc ấn đã lặng yên không một tiếng động khác ở, ờ, rồi đầu óc của nàng ở chỗ sâu trong. Bất chấp đi cảm thụ cái kia phần tinh thần lạc ấn là cái gì, Nàng lúc này chỉ có thể toàn lực ứng phó thúc giục bản thân khí tức đến trợ giúp Đường Vũ Lân áp chế trong cơ thể hắn khí tức. Kim ngân song long vương thân ảnh trên không trung dây dưa, cuồn cuộn, rất xa rơi trên mặt đất. Cái kia thon dài thân ảnh như trước tại không trung bên trong, ánh mắt của hắn rơi vào Nhị Minh trên người, hướng hắn mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, tiếp theo trong nháy mắt, trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích đã rời tay bay ra, bay về phía Kim Long Vương, mãnh liệt lần nữa chui vào Kim Long Vương mi tâm bên trong mà kim long vương chớp mắt ngưng trệ thuộc về cái kia phần điên cuồng ý niệm tại tam xoa kích uy năng dưới chớp mắt tán loạn khổng lồ năng lượng rút cuộc một lần nữa gom lần nữa kéo dài lấy hoàng kim long thương môi giới hướng phương xa truyền thâu mà đi tóc xanh lam tung bay nhìn xem cái kia trên mặt đất cuồn cuộn kim ngân long vương thon dài thân ảnh xanh thảm sắc đôi mắt trong toát ra thật sâu không muốn cùng quyến luyến tiếp theo trong nháy mắt quang ảnh tán loạn hóa thành từng điểm hào quang biến mất không thấy gì nữa đây hết thảy biến hóa đều là tại rất trong thời gian ngắn phát sinh đấy nhị minh toàn thân cũng đã ngốc trệ nổi mà nguyên ân chấn thiên nguyên ân thiên đãng phụ tử càng là căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ là vừa vừa bắt được thon dài thân ảnh xuất hiện thời điểm bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng tại vị kia trước mặt mình là như thế nhỏ bé phải biết rằng bọn hắn cũng đã là đứng ở cái thế giới này đình phong người a à. có thể làm cho bọn hắn có loại cảm giác này xuất hiện vị kia cường đại hơn đến như thế nào trình độ thân cách chẳng lẽ vị kia chính là chính thức thần cách a à? ý nghĩ này mới vừa vặn trong đầu hiển hiện bọn hắn liền không hẹn mà cùng hoảng sợ đứng lên đường vũ lân vị này đường môn môn chủ thậm chí có thần cách tại thủ hộ đối với đấu la đại lục lịch sử bọn hắn cũng đều rất rõ ràng liên tưởng tới lúc trước vị kia hình thái còn có cái kia hoàng kim tam xoa kích khống chế tại bọn hắn trong óc không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên vô luận cỡ nào không dám tin lúc cái tên này xuất hiện thời điểm như trước là bọn hắn tâm tình trên có chút ít không kiềm chế được là hắn thật là hắn hắn vẫn còn hắn tốt rồi hắn vẫn còn nhị minh kích động có chút nói năng lộn xộn đứng lên cho tới bây giờ hắn rút cuộc có thể hoàn toàn xác nhận đường vũ lân thân phận đối với người kia hắn là như vậy quen thuộc chỉ có tại hắn nắm giữ lấy hải thần tam xoa kích thời điểm đây mới thực sự là đỉnh cao thần khí cũng chỉ có hắn mới có thể đem vô định phong ba sử dụng cường đại như thế là hắn thật là hắn a một loại khó có thể hình dung cảm động tại trong lòng tràn ngập nhị minh tiếng nói đều có chút nghẹn ngào nổi trở về a à, nhanh lên trở về a à, hảo huynh đệ của ta thần giới chính thức trưởng khống giả hải thần tu la thần một đời thần vương đường tam đường vũ lân lúc này ở vào một loại rất huyền diệu trạng thái bên trong hắn có thể cảm thụ cũng có thể thấy rõ ràng ngoại giới hết thảy có thể lại lại cái gì đều không làm được hắn cũng đồng thời có thể nhìn rõ ràng thân thể của mình bên trong biến hóa Tầng thứ 15 phong ấn hoàn toàn khôi phục, thậm chí so lúc trước muốn kiên cố hơn vững chắc, trong cơ thể hồn lực kích động, Kim Long Vương huyết mạch đang tại bị hắn hấp thu. Đến từ chín tên đại ác ma đã ác ma quân vương a nhĩ ba sinh mệnh năng lượng đang tại đi qua hoàng kim long thương cùng phương xa sinh mệnh chi trùng liên hệ, tiết ra, thậm chí tại đây, thổ lộ trong quá trình còn bổ sung có một ít thuộc về hắn Kim Long vương tinh hoa cũng tiếp theo cùng một chỗ mà đi. Quấn quanh tại trên thân thể ngân long vương trên người tàn ra chính là nồng đậm pháp tắc chi lực bảy loại thuộc tính nguyên tố pháp tắc giống như là một loại ôn nhuận môi giới trợ giúp chính mình thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác thừa nhận đến từ tầng thứ 14 bốn phong ấn kim long vương tinh hoa mà trên thực tế nương theo lấy nguyên tố chi lôi không đứt rèn đường vũ lân thân thể cường độ thừa nhận tầng thứ 14 bốn phong ấn cũng không tính quá mức khó khăn ít nhất không có nguy hiểm tính mạng nhưng cái này tầng thứ 14 bốn trong phong ấn năng lượng cường đại hay vẫn là làm hắn có chút rung động lúc trước hấp thu nhiều lần như vậy kim long vương tinh hoa trong quá trình trừ rồi cùng cổ nguyệt hợp thể cái kia một lần mượn cổ nguyệt năng lượng sinh ra hồn lực đẳng cấp cực lớn bay vọt bên ngoài hầu như đều không ngoại lệ đấy kim long vương tinh hoa tăng lên cũng chỉ là thân thể của hán tố chất cùng với kim long vương huyết mạch nồng độ cùng cường độ nhưng lần này tựa hồ không giống với lúc trước đường vũ lân kinh ngạc phát hạ vô luận là chính mình long hạch hay vẫn là hồn hạch phía trên đều nhiều hơn rồi màu vàng long văn thậm chí ngay cả hắn cốt cách, cơ bắp, kinh mạch phía trên đều như ẩn như hiện có màu vàng long văn xuất hiện. Cái này đã không chỉ là đơn giản tăng cường thân thể tố chất, từ nào đó bên trên mà nói, đây quả thực là bản nguyên phương diện cải biến. Lúc trước hắn vừa mới cảm nhận được qua ác ma quân vương A Nhĩ ba bản nguyên chi lực đến cỡ nào cường đại, mà bây giờ, trên người hắn vậy mà liền xuất hiện kim long vương bản nguyên. Điều này thật sự là có chút khó tin, càng làm cho hắn kinh ngạc còn có bản thân hồn lực bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa là cực kỳ tinh khiết tăng lên phương thức. Tinh thần chi hải bên trong, vốn chỉ là như ẩn như hiện đệ nhị hồn hạch cơ hồ là tại Kim Long Vương tinh hoa năng lượng rót vào dưới nhanh chóng thành hình, triệt để hoàn thành đệ nhị hồn hạch đắp nặn, hắn hồn lực tu vi cũng trong khoảnh khắc đó, rõ ràng không hề hàng rào sông vào 95 cấp cấp độ, rút cuộc thành tựu siêu cấp đấu la. Phần này cải tạo cường độ to lớn, trước đó chưa từng có giống như là hồn sư tu vi đột phá đến thất hoàn đã có võ hồn chân thân tựa như. Không hề nghi ngờ, đột phá tầng thứ 14 Kim Long Vương Phong ấn về sau, đường Vũ Lân cũng sắp có được cái thứ bảy Kim Long Vương Quang Hoàn. Hơn nữa, không hề nghi ngờ, cái này Quang Hoàn mang cho năng lực, nhất định sẽ siêu việt lúc trước tất cả Kim Long Vương năng lực. Thực lực đúng là bay vùn vụt, có thể đường Vũ Lân, nhưng bây giờ một chút cũng không vui, bởi vì hắn lần thứ hai gặp được phụ thân. Đường Tam lúc trước đã từng nói, tại trên người hắn để lại ba đạo tinh thần lạc ấn có thể giúp hắn ba lần lần thứ nhất là tại lôi minh diêm ngục đằng tiến hóa đám chìm lôi đình chi hải thời điểm đường tam xuất hiện thủ hộ chính mình nhi tử mà đây là lần thứ hai tại đường vũ lân hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống phụ thân xuất hiện lần nữa rồi lại một lần cứu được hắn vô luận tu vi có như thế nào tăng lên có một chút thì không cách nào thay đổi cái kia chính là phụ thân tương lai có thể xuất hiện cơ hội cũng chỉ còn lại có một lần rồi trừ phi mình có thể tìm về thần giới bằng không mà nói lúc cái kia một lần cuối cùng xuất hiện về sau hắn liền sẽ không còn được gặp lại phụ thân của mình mặc dù hắn chưa bao giờ cùng phụ thân chính thức ở một chỗ qua nhưng từng ấy năm tới nay như vậy vốn là lão đường lại là phụ thân tinh thần hình chiếu từ trên thân phụ thân hắn bao giờ cũng cảm thụ được cái kia phần thuần túy tình thương của cha tình thương của cha như núi bốn chữ này thật sâu khác ở trong lòng hắn vừa mới hắn thấy rõ ràng rồi phụ thân lúc gần đi cái kia phần không muốn nhãn thần hắn là cỡ nào muốn cùng phụ thân ở một chỗ a à, cho dù chẳng qua là nói mấy câu cũng tốt thế nhưng là hết thảy đều đến quá đột ngột cũng chấm dứt quá nhanh nhanh hắn căn bản cái gì đều không làm được cái này cơ hội thứ hai liền như vậy đã mất đi đối với đường vũ lân mà nói phụ thân ba lần cứu là hắn chân quý nhất đồ vật không phải là vì phụ thân thủ hộ mà là bởi vì chỉ có ở thời điểm này hắn mới có thể chứng kiến phụ thân một cái a à. thời gian dần trôi qua vàng bạc song sắc hảo quang dần dần thu liễm đường vũ lân năng lượng trong cơ thể tiếp theo nội ẩn khổng lồ ngân long vương bắt đầu lặng yên từ trên người hắn thoát ly ra một đôi chân chiếc xé mở không gian trước khi đi nàng nhìn thoáng qua nhị minh phương hướng sau đó mới một đầu chui vào không gian tri môn ở bên trong biến mất không thấy gì nữa đối với thái thản cự viên gia tộc mà nói trận này chiến dịch đại hoạch toàn thắng không có một gã ác ma đỏ tàu ác ma quân vương A Nhĩ Ba cùng 9 tên đại ác ma toàn bộ vẫn là Đối với sử lai khắc học viện mà nói, cũng là thu hoạch cực lớn, dưới nước sinh mệnh chi trùng đã hóa thành sinh mệnh cổ thụ, hơn nữa tại dưới mặt nước, sinh trưởng đến rồi có chừng 50 mét cao. Chẳng qua là ai cũng không có thấy, tại sinh mệnh cổ thụ mặt ngoài, rất nhiều vỏ cây bên trên, đều có được một ít cùng đường vũ lân kim long vương long lân rất giống nhô lên. Những thứ này tặng cho ngươi, thành tựu chiến lợi phẩm. Nguyên Ân Chấn Thiên đem một quả chữ vật hồn đạo khí giới chỉ đưa tới đường Vũ Lân trước mặt. Ngày ấy cùng ác ma quân đoàn đại chiến đã qua ba ngày thời gian, bởi vì lúc đó động tĩnh quá lớn, đưa tới chính phủ điều tra. Đương nhiên, điều tra chắc là sẽ không có kết quả gì đấy. Cái chỗ kia mười phần xa xôi, ít ai lui tới, đợi chính phủ người tới thời điểm, tất cả dấu vết đều sớm đã chỉnh đốn sạch sẽ rồi. Chính phủ duy nhất có thể cho ra kết luận chính là, tại chỗ đó, đã từng có nhiều miếng cao gia định trang hồn đạo đạn pháo bạo tàng nổ tung, cái này đương nhiên cần xâm nhập điều tra nhưng đều muốn điều tra đến Thái Thản Cự Viên gia tộc bên này liền rất không có khả năng rồi toàn bộ kế hoạch là hoàn mỹ đấy chính thức động thủ trừ rồi nhị Minh Nguyên Ân Chấn Thiên Nguyên Ân Thiên đãng phụ tử bên ngoài còn có che giấu tại cái khác vị diện Thiên Thanh như Mãng Đại Minh Đại Minh thực lực càng tại nhị Minh phía trên đây mới thực sự là đòn sát thủ bởi vì trước khi tới nơi này Đường Vũ Lân cùng nhị Minh cũng không biết có thể ra một cái Nguyên Ân Thiên đáng như vậy cực hạn đấu la thời khắc quan trọng nhất ra tay một lần hành động trọng thương ác ma quân vương a nhĩ ba đặt thắng thế tứ đại cực hạn đấu la liên thủ sức chiến đấu thật sự quá cường hãn huống chi còn có đến từ đường môn cực hạn định trang hồn đạo đạn pháo nguyên ân dạ huy trên người vấn đề triệt để giải quyết cùng ác ma vị diện liên hệ trực tiếp bị đại minh chặt đứt rồi mà nàng đọa lạc thiên sứ huyết mạch rõ ràng xuất hiện lần thứ hai thức tỉnh bởi vì đã có ác ma nhất mạch cường đại nhất từ kim huyết mạch đột phá đến phong hào đấu la cấp độ nguyên ân dạ huy tự nhiên cũng là thực lực tăng nhiều vấn đề duy nhất liền xuất hiện ở đường vũ lân trên người tầng thứ 14 kim long vương phong ấn suýt nữa muốn mạng của hắn lần này cũng để cho hắn rất là tình ngủ chẳng qua là tại lúc đó loại tình huống đó hắn căn bản không có lựa chọn khác chọn có thể đem như vậy nhiều sinh mệnh năng lượng truyền tới cho sinh mệnh chi trùng thật sự là quá trọng yếu hiện tại hắn đã từ sử lai khác học viện bên kia đã được biết đến sinh mệnh cổ thụ tình huống Tuy rằng sinh mệnh cổ thụ vẫn còn dưới mặt nước, nhưng nương theo lấy nó phát triển, nó phát tán ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng đã bắt đầu tại cải thiện lấy hải thần hồ sinh thái hoàn cảnh. Ba ngày này xuống, hầu như vượt qua 10% bức xạ dạ biến mất. Dựa theo tốc độ như vậy, tối đa lại có hơn một tháng. Cái kia khiến hải thần hồ bên trong không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu bức xạ dạ vấn đề là có thể triệt để giải quyết. Mà một khi hải thần hồ bắt đầu xuất hiện sinh thái hệ thống, như vậy, đối với sinh mệnh cổ thụ sống lại nhất định có càng lớn chỗ tốt. Bất quá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, sinh mệnh cổ thụ đều muốn hoàn toàn lớn lên còn cần to lớn hơn sinh mệnh năng lượng mới được. Một cái ác ma quân đoàn, tăng thêm ác ma quân vương cùng cửu đại ác ma, cũng chỉ là khiến nó sinh trưởng đến, rồi 50 mét, tới ít đi hơn trăm mét trở lên, mới có thể trồi lên mặt nước. Lúc nào sinh mệnh cổ thụ có thể từ mặt nước phía dưới sinh trưởng mới cũng coi là sử lai like khắc học viện chính thức sống lại. Chẳng qua là rất đáng tiếc, ác ma vị diện đi qua lần này về sau chỉ sợ cũng không dám nữa xâm lấn đấu la đại lục rồi nguyên ân dạ huy trên người ác ma vị diện hạt sống đại minh chặt đứt vô cùng dễ dàng bởi vì bên kia ác ma vị diện đã trong lúc chủ động gãy hết thảy liên hệ e sợ cho nhân loại sẽ quay người giết ác ma vị diện đi a nhĩ ba miệng trong chính là cái kia ô tiết hiển nhiên không phải dễ dàng hạng người ít nhất so ác ma quân vương a nhĩ bà muốn càng có đầu óc một ít đây là cái gì đường vũ lân có chút tò mò hỏi ngày đó Đại chiến định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt tính uy lực quá lớn hẳn là không có lưu lại cái gì mới đúng. Nguyên Ân Trấn thiên mỉm cười nói, còn nhớ rõ cái kia chín tên đại ác ma tại cùng chúng ta lúc chiến đấu lẫn nhau từng liên chiến trận a, bọn hắn dựa vào đấy chính là cái đuôi liên tiếp. Cho dù là cuối cùng tại chúng ta mãnh liệt như vậy công kích phía dưới chín tên đại ác ma là toàn đều chết hết, nhưng cái đuôi của bọn nó lại giữ lại. Lão tổ tông đã xác nhận qua, cái này có thể cũng coi là một loại đặc thù thần khí. Mỗi một cây cái đuôi đều có thể khiến hai cái người năng lượng lẫn nhau tương liên, tựa như nhất thể. Rất thích hợp các ngươi sử lai khắc thất quái, gia tộc bọn ta để lại hai cái, mặt khác bảy đầu tặng cho các ngươi. Lần này dùng các ngươi như vậy nhiều chân quý định trang hồn đạo đạn pháo, chiến lợi phẩm đầu to hiển nhiên, hẳn là thuộc về các ngươi. Đường vũ lân mắt trong toát ra vẻ mừng rỡ, vậy ta liền không khách khí, thứ này đúng là rất hữu dụng. Ta lấy trở về cho đường môn nghiên cứu thoáng một phát, xem một chút có thể khai phát ra như thế nào vật phẩm tới đây. Nguyên ân chấn thiên ha ha cười một tiếng, ta cũng đang có ý này, cho nên, chúng ta cái kia hai cái cũng ở trong đó, luận nghiên cứu phát minh năng lực, chỉ sợ sẽ là liên bang viện khoa học đều so ra kén đường môn A. Từ khi quyết định nâng nhà di chuyển đến sử lai like khác đi, Nguyên ân chấn thiên liền đối với đường Vũ Lân thân cận rất nhiều, nhất là ngày đó tại chứng kiến gần như thần tích tình huống về sau, hắn càng phát ra cảm nhận được, cái này đường môn môn chủ không tầm thường. Đường Vũ Lân không chỉ là cá nhân thực lực cùng tiềm năng cường đại là trọng yếu hơn đúng phía sau hắn còn có rất nhiều bí ẩn đồ vật tồn tại mà những thứ này tồn tại tất cả đều là làm cho nguyên ân chấn thiên loại này cấp độ cường già cũng muốn kinh ngạc đấy ngày đó nếu như là chính thức thần cách ý vị như thế nào nhân loại dục vọng là vô hạn đấy thành tựu chuẩn thần chẳng lẽ liền không muốn trở thành chính thức thần cách à chúng ta còn cần chỉnh đốn vài ngày đường môn chủ nếu như có chuyện trước tiên có thể đi phản hồi chúng ta chuyển nhà muốn chậm một chút nhưng trong một tháng hẳn là cũng có thể hoàn thành di chuyển rồi tốt đường vũ lân nói vậy ta trước hết trở về trước cho người cùng người gia tộc an bài tốt ở địa phương cùng tiếp đãi xin đợi các ngươi đến nguyên ân chấn thiên cười nói về sau muốn dựa vào đường môn chủ giết chết ác ma quân đoàn mấy ngày nay hắn cũng là lòng mang đại sướng nhiều ngày đến nay âm u hệ quét là sạch đường vũ lân mỉm cười gật đầu ngươi đừng khách khí ta trở về cũng trước chuẩn bị một chút đợi các ngươi đã tới trước tiên đem tam tự đấu khải vấn đề đều giải quyết xong lại nói. Phản hồi sử lai khắc học viện về sau, với hắn mà nói việc cấp bách không phải cái khác, mà là lắng động, một cái là lắng động chính, mình vừa mới đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ tu vi, vững chắc bản thân cảnh giới, còn có chính là muốn trợ giúp toàn bộ học viện lắng động. Khoảng cách xây dựng lại sau sử lai khắc học viện cái thứ nhất học kỳ khai giảng còn có không đến 3 tháng rồi, sử lai khắc cần càng cường đại hơn, mà thân là thần tượng, hắn tuyệt đối là tăng cường toàn bộ sử lai khắc học viện thực lực người trọng yếu nhất. Đường môn bên kia, cờ giáp chế tạo sư có rất nhiều, cửu cấp trở lên đều số lượng cũng không ít, nhưng bất luận cái gì tổ chức đều thiếu khuyết đoán tạo sư, mà thần tượng càng là chỉ có hắn cùng chấn hoa hai vị. Trấn hoa bởi vì thân thể nguyên nhân đã rất ít thiên rèn rồi, nhưng hắn vẫn là đang tuổi lớn, thiên rèn nguyên tố chi kiếp, phản phệ càng là đối với hắn không có hiệu quả gì nhiều loại hữu linh kim loại hợp kim thiên rèn hắn bây giờ còn không có gì chắc chắn nhưng nếu như chẳng qua là một hai chủng kim loại thiên rèn thành công của hắn tỷ lệ hay vẫn là không nhỏ đấy thiên rèn đối với hắn bản thân tu vi tăng lên cũng rất có chỗ tốt là một cái rất tốt phương pháp tu luyện cho nên sau khi trở về hắn cần làm đấy chính là nỗ lực rèn trước trợ giúp toàn bộ sử lai khác tăng thực lực lên trong này tự nhiên cũng kể cả nguyên ân dạ huy gia tộc mua hồn đạo đoàn tàu phiếu vé đường vũ lân tạ giải cùng nguyên ân dạ huy ba người trước tiên phản hồi mà nhị minh tức thì giữ lại hắn muốn nhiều tại thái thản cự viên gia tộc tổ trạch ở vài ngày dùng hoài niệm từng đã là người yêu bởi vì hắn vì gia tộc cống hiến cùng với ngày ấy đại chiến về sau hiện tại nguyên ân chấn thiên đã đối với gia tộc chính thức tuyên bố hắn thân phận cho nên xưng hô cũng từ tiền bối biến thành lão tổ tông vị lão tổ tông này vừa xuất hiện liền giúp gia tộc thành tự một vị chuẩn thần cùng một vị cực hạn đấu la tự nhiên cũng đủ làm cho các tộc nhân vui lòng phục tùng rồi. Bất quá, nhị minh đã nói, hắn sẽ không phản hồi sử lai khác rồi, như là đã bái kiến rồi tộc nhân, hắn phải trở về đến vạn thú đài đi, về sau có thời gian sẽ đến sử lai khác học viện nhìn tộc nhân của mình. Khiến nguyên ân chấn thiên rất là cao hứng, nguyên ân thiên đãng, nguyên ân thiên thương có chút lúng túng chính là, nhị minh đã nghiêm chỉnh loại bỏ, làm cho cái này hai anh em nhất định phải sẽ tìm thê tử, vì gia tộc khai chi tán diệp. Thật vất vả đã có hậu đại, hắn đương nhiên hy vọng đời sau của mình càng nhiều càng tốt nhất là những thứ này huyết mạch thuần túy bản thân thiên phú đầy đủ tốt hậu đại càng là như vậy cưỡi hồn đạo đoàn tàu một mạch rồi thiên đấu thành đường vũ lân trước tiên đem những cái kia đại ác mà cái đuôi giao cho đường môn nghiên cứu ngành sau đó mới cùng nguyên ân dạ huy tạ giải cùng một chỗ về tới sử lai khắc học viện lúc này hải thần hồ chung quanh như cũ là một mảnh lớn công trường cảnh tượng địa phương là cũng đủ lớn đấy thậm chí ngay cả liên bang bây giờ đối với tại sử lai khác xây dựng lại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt truyền linh tháp luận võ đại hội chiêu thân bên trên sử lai khác học viện cùng đường môn đối ngoại biểu đạt điểm trọng yếu nhất chính là chúng ta không phải dễ trêu đấy đều muốn trêu chọc chúng ta tốt nhất hiểu rõ ràng hậu quả cho nên trong thời gian ngắn sử lai khác bên này coi như bình tĩnh nhưng liên bang phương diện như trước không có giải trừ đường môn là phản quốc tổ chức quyết định xuất hiện hiển nhiên truyền linh tháp thực lực hay vẫn là chiếm cứ thượng phong đấy ba tòa lầu chính đã hoàn thành sơ bộ lắp đặt thiết bị nội bộ đang tiến hành từng cái công năng khu kiến thiết dùng để dạy học mọi người đều vùi đầu vào đối với học viện xây dựng lại nhiệt tình bên trong đến từ ngoại bộ ủng hộ càng ngày càng nhiều sử lai khắc học viện bên này còn có hai vị cực hạn đấu la tại toàn bộ đấu la đại lục bên trên đều không có nhà ai học viện có như vậy nội tình cho nên cho dù là từ đối với tương lai đến xem ai không hy vọng đem con đưa đến như vậy học viện học tập Xác thực, sử lai khắc học viện đã trải qua trận kia đại kiếp nạn khó, nhưng mà cũng đang bởi vì này trường kiếp nạn, khiến rất nhiều người đối với học viện tin tưởng tăng cường. Hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo anh kích à, tất cả đệ tử vậy mà đều còn sống, chết đi chỉ có lão sư, như vậy một chỗ học viện, làm sao có thể không làm người tôn kính. Một tòa lão sư sẽ dùng tính mạng đến thủ hộ đệ tử học viện, các gia trường còn có cái gì không phải yên tâm hay sao. Hiện tại học viện báo danh cực kỳ sôi động, vượt qua 2.000 tên tự nhận là có tư cách tiến vào học viện học tập các học sinh đang đợi phỏng vấn ngày đến. Nếu như nói, đối với sử lai khác mà nói duy nhất không quá tốt tin tức, hẳn là dư luận phương diện đối với đường Vũ Lân công kích rồi. Đầu tiên chính là đối với thực lực bên trên công kích, đường Vũ Lân tại luận võ đại hội chiêu thân bên trên bại bởi Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na, hắn đường môn môn chủ thân vận bại lộ sau khi đi ra, để chuyên linh tháp đã có cửa khẩu đột phá trắng trợn tuyên dương hán vị này đường môn môn chủ thực lực cùng ngân long công chúa chênh lệch cực lớn đường môn cùng sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp tương lai đối lập thực lực có thật lớn chênh lệch các loại sau đó chính là đối với đường vũ lân nhân phẩm phương diện công kích nói hắn là cái âm mưu nhà tại một trận thật tốt luận võ đại hội chiêu thân bên trên âm mưu nhằm vào truyền linh tháp bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất, youtube com phim viết liền không giấu nhé. Mà đối với những thứ này, Sử Lai like Khắc cùng Đường Môn cũng không có tiến hành phản bác, không có trả lời. Truyền Linh Tháp những thứ này kích động cũng không có cái gì nghĩa. Truyền Linh Tháp cao tầng nội bộ liên tục họp, đang quyết định lấy một ít phương châm chính sách bên trên đồ vật. Có hay không nhằm vào Đường Môn cùng Sử Lai like Khắc học viện cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Nhưng không hề nghi ngờ chính là tương lai cái này hai đại thế lực nhất định còn có thể lần nữa va chạm liên bang hội nghị như cũ là phái chủ chiến cầm giữ nhưng phái chủ chiến bên trong đã bắt đầu có có khuynh hướng sử lai khác học viện tồn tại dùng phương nam quân đoàn cầm đầu đại lục tình thế cùng bố cục đều ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một ít cải biến để ý tới điểm cũng một lần nữa về tới sử lai khắc học viện xây dựng lại bên trên không thể nghi ngờ sử lai khắc học viện có thể khôi phục tới trình độ nào đem quyết định lấy cục diện chính trị tiêu xài thế sử lai khắc công khai đối ngoại đã chứng minh bọn hắn lực ảnh hưởng trải rộng tại đại lục mỗi một cái góc nhỏ trải rộng tại từng cái thế lực lớn bên trong liên chiến thần điện tại cuối cùng đều biểu thị ra trình độ nhất định đối với sử lai like khác học viện ủng hộ càng không nói đến mặt khác rồi chuyển linh tháp tổng bộ người tu luyện cũng muốn chú ý thân thể không nên quá mức vội vàng sao động rồi thiên cổ đông phong nhìn xem lau mồ hôi như mưa khổ luyện hồn kỹ tôn tử sắc mặt có chút trầm ngưng luận võ đại hội chiêu thân về sau bản thân thương thế liền không tính rất nặng thiên cổ trượng đình rất nhanh liền hồi phục xong mà khôi phục về sau hắn liền lập tức vùi đầu vào rồi khắc khổ trong tu luyện cùng trước kia so với hắn tu luyện quả thực có thể dùng dốc sức liều mạng để hình dung mỗi ngày muốn tu luyện đến tinh bì lực tẫn mới bằng lòng chấm dứt ra ra ta không sao ta sẽ cố gắng đấy ta nhất định sẽ vượt qua người kia thiên cổ trượng đình có chút thở dốc thiên cổ đông phong trầm giọng nói nơi đây liền chúng ta hai ông cháu có chuyện ta muốn hỏi ngươi Người đối với Na Nhi thấy thế nào Thiên cổ trượng đình sửng sốt một chút Na Nhi Nàng làm sao vậy Thiên cổ đông phong lông mày cao lại Nói Luận võ kén rể ngày cuối cùng Người không cảm thấy cái kia đường vũ lân cùng Na Nhi trao đổi nhiều lắm à Giữa bọn họ Hẳn là không có đơn giản như vậy Thiên cổ trượng đình mười phần khó hiểu Nói Ra ra Người là có ý gì Thiên cổ đông phong nói Ý của ta là Na Nhi tâm có phải thật vậy hay không tại trên người của người Đương nhiên ngày đó Nana không phải đà thương nặng tên không kia, không nghĩ tới Nana thực lực mạnh như vậy, cho nên ta mới chịu càng thêm nỗ lực a. Xa ra, đây chính là đại hào sự, ta nhìn Nana tu vi chỉ sợ tiếp cận cực hạn đấu la trình độ a. À. ít nhất, tại chiến đấu lực phương diện không sai biệt lắm. Thiên cổ đông phong thoáng nghiêm túc vài phần, nói, cho nên mới còn muốn chú ý đối với nàng khống chế, người thật sự chiếm được nàng tâm, nàng là thật sự thích người. Gia ra là người từng trải, ngày đó đường Vũ Lân nhìn Na Nhi ánh mắt có thể rất không giống vậy nếu như giữa bọn họ không có phát sinh qua cái gì, chắc là sẽ không có biểu hiện như vậy đấy. Thiên cổ trượng đình khinh thường nói, đây chẳng qua là hắn một bên tình nguyện mà thôi, Nana quá ưu tú, hấp dẫn những người khác cũng rất bình thường, người không thấy ngày đó Nana đối với hắn có nhiều lạnh lùng à. Thiên cổ đông phong thầm than một tiếng, nói, tiểu tử ngốc, cũng là bởi vì lúc đó Na Nhi quá mức bình tĩnh, đối với hắn lại rất lạnh lùng, này mới khiến ta sinh ra hoài nghi à. Người làm sao lại không rõ đâu rồi, người thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thiên cổ trượng đình có chút mất hứng, nói, ta nhìn người chính là yêu quan tâm à, Nana rất tốt với ta không tốt chẳng lẽ ta còn không biết à, Nana đều nói với ta, nàng chỉ thích ta một người, đợi qua cái này ngọn gió, nàng liền sẽ cùng ta kết hôn, người còn có cái gì có thể lo lắng. Thiên cổ đông phong nói, vậy ngươi cùng Na Nhi đến trình độ nào, các ngươi dù sao không phải phu thê, chỉ có chờ các ngươi đã có hài tử về sau, ra ra mới có thể thật sự yên tâm. Thiên cổ trượng đình mặt đỏ lên, nói Ra ra, người nói như thế nào nổi lên cái này, ta cùng Nana giữa rất thuần khiết đấy Chỉ có đến rồi kết hôn ngày đó, chúng ta mới có thể Người tên ngu ngốc này, thiên cổ đông phong vỗ vỗ cái chán Người có phải hay không bị nha đầu kia tẩy não rồi hả? Người làm sao lại không rõ à? Thiên cổ trượng đình vẻ mặt kinh ngạc, nói Ra ra, người sao có thể nói như vậy Nana? Người trước kia có thể không phải như thế à? Thiên cổ đông phong hừ lạnh một tiếng đó là bởi vì trước kia Na Nhi đối với chúng ta không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng nàng bây giờ không giống với lúc trước. Người ra ngoài cảm thụ một chút Na Nhi bây giờ danh vọng so ngươi cao bao nhiêu, chỉ sợ đều nhanh vượt qua ta. Hơn nữa, nàng chỗ thể hiện ra thực lực cùng chúng ta lúc trước chứng kiến không giống vậy. Nói thực nói cho ngươi, Na Nhi quả thật có, rồi cực hạn đấu la sức chiến đấu. Đây là ngươi Thái Gia Gia đều thừa nhận đấy. Cho nên, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi nhất định mau chóng bắt lại nàng, nghe hiểu chưa? thiên cổ trượng đình có chút hậm hực mà nói đã minh bạch người liền đừng lo lắng nana là thật tâm đối với ta đấy ta có lòng tin này thật sự thiên cổ đông phong có chút không tin mà nhìn tôn tử thiên cổ trượng đình có chút xấu hổ mà nói chẳng lẽ ta ngay cả điểm ấy chắc chắn đều không có à ta lát nữa chứng minh cho người xem là được tốt đây mới là ta tốt tôn tử gần nhất trong khoảng thời gian này người muốn tiếp tục cố gắng tu luyện sử lai khắc học viện dám tại luận võ kén rể bên trên cho chúng ta chế tạo phiền toái lớn như vậy bọn hắn không phải muốn chưa sinh a à. lần này cũng nhất định phải làm cho bọn hắn trở nên đầy bụi đất đấy thiên cổ trượng đình nhãn tỉnh sáng lên tính đem an tâm ra thiên cổ đông phong tức giận nói nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đạt được na nhi tâm mặt khác ngươi trước không cần phải xen vào đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết thiên cổ đông phong rời đi hắn mà nói một mực quanh quẩn tại thiên cổ trượng đình trong óc đạt được na nhi tâm ý nghĩ này vừa xuất hiện nhất thời làm hắn tim đập thình thịch cổ nguyệt na đẹp như vậy thực lực nếu như này xuất chúng đối với thiên cổ trượng đình có cực lớn hấp dẫn lực hút đúng a à, dù sao nàng về sau cũng là muốn gả cho chính mình đấy không bằng để cho nàng sớm chút cùng chính mình ở một chỗ như vậy còn có thể làm cho ra ra không hoài nghi nữa nàng nghĩ tới đây thiên cổ trượng đình tâm lập tức trở nên hừng hực đứng lên hắn chờ đợi ngày này đợi được quá lâu hắn cầm lấy chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin thông qua này cái quen thuộc nhất hồn đạo thư tử qua lại dãy số nana người ở chỗ a à? hồn đạo thư từ qua lại vừa tiếp xúc với thông thiên cổ trượng đình liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm tại ta phòng mình a à, người làm sao vậy thanh âm như thế nào có điểm gì là lạ bên kia chuyển đến cổ nguyệt na thanh âm dễ nghe không có gì chính là nhớ ngươi ta đi tìm ngươi à, thiên cổ trượng đình nói cổ nguyệt na trần chờ một lát sau nói được vậy ngươi tới a à? tốt chờ ta ta tắm rửa liền tới đây thiên cổ trượng đình như phụng luân âm sập máy hồn đạo thư từ qua lại về sau hắn lập tức tắm rửa một cái đổi thân sạch sẽ y phục tại tấm gương trước mặt soi lại theo xác nhận mình là tại trạng thái tốt nhất về sau mới thẳng đến cổ nguyệt na chỗ ở mà đi cổ nguyệt na tại truyền linh tháp tổng bộ có chính mình chuyên biệt khu vực không chỉ là cư trú địa phương còn có khu tu luyện cùng thiên cổ trượng đình đãi ngộ tại một tầng thứ bên trên cổ nguyệt na tại chỗ ở chờ thiên cổ trượng đình vừa nhìn thấy nàng thiên cổ trượng đình nhãn thần liền ngốc trệ nàng hôm nay đeo một thân màu trắng quần áo luyện công thoạt nhìn gọn gàng nàng tóc dài màu bạc trải khép tại sau đầu biện thành rồi đơn giản đôi tóc vừa rồi nàng tựa hồ là tại tu luyện trên mặt còn mang theo nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng toàn thân đều tràn đầy thanh xuân sức sống trượng đình ngươi làm sao vậy có chuyện gì không cổ nguyệt na mặt mỉm cười mà hỏi thăm thiên cổ trượng đình đi đến bên người nàng ngồi xuống trước khi đến hắn kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác thế nhưng là thật sự nhìn thấy nàng về sau hắn phát hiện có mấy lời chính mình căn bản nói không nên lời trong lòng hắn cổ nguyệt na chính là nữ thần hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng tăng hắn cảm giác cảm thấy nàng cao cao tại thượng na na vừa rồi ra ra tới tìm ta hắn nói với ta rất nhiều kỳ quái lời nói thiên cổ trượng đình nói ra a à, tháp chủ nói gì đó cổ nguyệt na nghi ngờ nhìn xem hắn thiên cổ trượng đình xoa xoa đôi bàn tay nói ra ra nhưng thật ra là đang thúc giục chúng ta sớm chút thành hôn Cổ Nguyệt Na nói, nhưng luận võ kén rể vừa mới chấm dứt, ít nhất tại trên danh nghĩa, ta là Lam Phật tử bạn gái. Chúng ta hiện tại kết hôn đối với truyền linh tháp thanh danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cái kia Lam Phật tử thế lực sau lưng hẳn là cũng không nhỏ, chúng ta không thể quá qua loa à. Thiên cổ trượng đình trần chờ nói, cũng không phải nói nhất định phải kết hôn, nhưng ra ra có ý tứ là, chúng ta có thể hay không trước có cái hài tử. Nói ra những lời này thời điểm, hắn không tự chủ được mà cúi đầu, lộ ra rất trột dạ. Cổ Nguyệt Na đáy mắt hàn quang trượt lóe lên, rồi biến mất. Ngoài miệng lại nói, đây là ngươi ra gia, gia ý tứ, hay vẫn là ngươi ý tứ, Trượng Đình. Chúng ta thế nhưng là đã nói rồi đấy. Tại chính thức gả cho ngươi trước, quan hệ của chúng ta không thể quá thân mật. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, ngươi sẽ tôn trọng ta đấy. Đúng, đúng, ta nói rồi. Cái này, Na Na, ngươi đừng tức giận. Ta cũng chỉ là nói một chút, chủ yếu là, ta cảm thấy a, à, chúng ta ở một chỗ thời gian dài như vậy ta nhưng lại ngay cả tay của ngươi cũng không có kéo qua. Cái này, nếu là chuyển đi, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta có thể hay không thân cận ngươi một ít, ta thật là rất ưa thích ngươi rồi. Thiên cổ trượng đình đang khi nói chuyện, thò tay hướng cổ Nguyệt Na tay bắt qua. Đúng lúc này, cổ Nguyệt Na trong hai tròng mắt đột nhiên xuất hiện màu tím vầng sáng, thiên cổ trượng đình động tác lập tức cứng lại rồi, toàn thân giống như là bị hạ xuống định thân pháp. Một vòng mãnh liệt sát ý xuất hiện ở cổ Nguyệt Na trong mắt, nàng liền tay phải đều ngừng lên cái kia nhìn qua cực kỳ mảnh khảnh tay một khi hạ xuống thiên cổ trượng đình lập tức liền sẽ đầu thân chỗ khác biệt chỉ bằng ngươi còn muốn đụng ta trên thế giới này trừ hắn ra bất luận kẻ nào đều không có tư cách đụng ta cổ nguyệt na âm thanh lạnh như băng dường như tới từ địa ngục cứng ngắc tại chỗ đó thiên cổ trượng đình lại không có bất kỳ phản ứng toàn thân như là điều khắc da da của hắn thiên cổ đông phong đã bắt đầu hoài nghi ta rồi ta phải ổn định hắn mới được bây giờ còn không phải lúc trở mặt càng không thể giết hắn cổ nguyệt na nghĩ thầm sau đó thả tay xuống trên mặt biểu lộ cũng tiếp theo buông lỏng vài phần nàng đi đến một bên phía trước cửa sổ nhìn phương xa đó chính là sử lai khắc học viện phương hướng tại quấy nhiễu hồn đạo khí dưới tác dụng nàng chỉ có thể nhìn đến xa xa cái kia mảnh nồng đậm sương mù hắn là ở chỗ đó à nàng có thể cảm giác được hắn tồn tại nên làm cái gì bây giờ cổ nguyệt na trong đầu hiện ra nguyên một đám ý niệm trong đầu đương thanh thúy vù vù tiếng vang lên lại là một khối hồn rèn kim loại hoàn thành, rót vào trí tuệ, kim loại tràn ngập hoạt tính. Đường Vũ Lân thỏa mãn gật gật đầu. Hiện tại hắn hồn rèn xác suất thành công đã đến gần vô hạn 100% rồi, hơn nữa hồn rèn kim loại phẩm chất một lần tốt hơn một lần. Sau khi trở về, hắn chỉ chuyên rót tại một sự kiện rèn, sử lai khắc học viện xây dựng lại công tác có long dạ nguyệt cùng nhã lị chịu trách nhiệm, thân là hải thần các các chủ hắn, tức thì không ngừng mà rèn ra thích hợp chế tác cao giai đấu khải kim loại hiện ở phương diện này nhu cầu số lượng thật sự là quá lớn. Mà rèn quá trình đến hắn, mà nói cũng là một loại tu luyện. Lần này, tu vi của hắn bị kim long vương thứ 14 đạo phong ấn cưỡng ép tăng lên tới siêu cấp đấu la cấp độ, bao nhiêu làm cho hắn có chút không thích ứng. Phong hào đấu la cùng siêu cấp đấu la, giữa, vẫn luôn có một cái khó có thể vượt qua cái hào rộng. Cái kia hoàn toàn là một loại biến chất, là từ bình thường sinh mệnh thể hướng truy cầu pháp tắc áo nghĩa phương hướng một bước vượt qua. Đến rồi siêu cấp đấu la cái này tầng diện, nhất định có thể sơ bộ thể ngộ đến toàn bộ thế giới pháp tắc biến hóa, chính thức bắt đầu cảm nhận được siêu việt sự thật một ít tồn tại, thí dụ như tại không gian bên trên, từ chỉ có thể bị động thừa nhận thăng lên đến có thể chủ động tiến hành khống chế tầng diện. Hầu như tất cả cực hạn đấu la đều có xé mở không gian năng lực, đều muốn tự nhiên, mà tại tiểu vị diện giữa xuyên qua, tu vi tối thiểu nhất muốn đạt đến siêu cấp đấu la cấp độ. Tựa như đại minh, nhị minh chỗ vạn thú đài, dùng đường vũ lân trước tu vi, tiến vào là không thành vấn đề nhưng muốn đi qua thông đạo riêng biệt mà tới được siêu cấp đấu la cái này cấp độ thân là cái kia vị diện chúa tể đại minh nhị minh chỉ cần không bài xích hắn tiến vào một lần nữa cho hắn một cái cùng loại với không gian tọa độ đồ vật là hắn có thể đủ tự động tiến vào vạn thú đài rồi mà không cần phải giống như trước như vậy muốn đi qua truyền linh tháp mới có thể tiến nhập cho nên hắn tại tiến vào cảnh giới này về sau nước chảy thành sông mà lĩnh ngộ trước tất cả cảm ứng cùng mượn qua vị diện pháp tác đồng thời hắn cũng bắt đầu có thể chính thức mà không chế cùng lợi dụng pháp tác chi lực, khiến kia trở thành thân thể của mình một bộ phận. Đơn giản mà nói, bởi vì hắn trước có thể đi qua lôi minh diêm ngục đang hấp thu những cái kia đến từ nguyên tố chi kiếp vị diện pháp tác, hơn nữa tại thời điểm chiến đấu, có thể đem những thứ này vị diện pháp tác bổ sung tại chính mình công kích bên trên. Vậy như là một loại tăng phúc, tăng lên thực lực bản thân, làm cho tất cả công kích sản sinh biến chất. Còn chân chính tiến vào siêu cấp đấu la cái này cấp độ về sau, đường vũ lân phát hiện những cái kia tăng phúc pháp tắc là có thể được chính mình trực tiếp khống chế bọn hắn tự nhiên mà vậy mà đã thành hắn lực lượng một bộ phận ý vị này pháp tắc bản thân đã trở thành hắn phương thức chiến đấu một trong đơn giản mà nói hắn lúc trước chỉ có thể mượn pháp tắc mà bây giờ hắn thậm chí có thể phóng xuất ra chuyên thuộc về mình nguyên tố chi kiếp mà không cần phải mượn mặt khác hồn kỹ đây đã là bản chất bên trên phân biệt rồi đương nhiên cũng không phải tất cả siêu cấp đấu la cũng có thể làm đến điểm này trên thực tế, giống như hồn sư đều là đến rồi siêu cấp đấu la cái này cấp độ mới bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Chính là bởi vì như thế, đường Vũ Lân không ngừng mà rèn, nhất là tại thiên rèn thời điểm, nhận thức thì càng sâu thêm khắc lại. Vô luận là đối với lôi đình hấp thu hay là đối với pháp tắc tri lực lợi dụng, cùng trước so với đều có long trời lờ đất biến hóa. Hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch chấn hoa đã từng nói qua câu nói kia rồi muốn trở thành một gã thần tượng, nhất định có thực lực để chống đỡ. Chấn hoa vấn đề lớn nhất chính là bị kẹt tại phong hào đấu la cái này cấp độ đường vũ lân tin tưởng nếu như mình vị này sư bá có thể đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ mà nói như vậy hắn thiên rèn nhất định còn có thể trở lên một cái bậc thang đương nhiên loại sự tình này hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại chấn hoa bản nguyên suy bại căn cơ lại bất ổn đều muốn đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ trừ phi là như thái thản cự viên gia tộc loại này lão tổ tông đột nhiên xuất hiện đem tinh hoa nhất tình huyết truyền thừa cho hắn mới có thể đường vũ lân thiên rèn xác suất thành công lại một lần tăng lên hiện tại nếu như chẳng qua là hoàn thành một loại kim loại thiên rèn đường vũ lân xác suất thành công đã vượt qua 90%. cái này rất cực kỳ khủng khiếp bởi vì mặc dù là thiên rèn duy nhất kim loại cũng là có thể chế tác tứ tự đấu khải đó ha. tứ tự đấu khải sư trụ của tu vi cũng không phải không muốn cực hạn đấu la không thể trên thực tế siêu cấp đấu la có thể khống chế tứ tự đấu khải hơn nữa nếu như là siêu cấp đấu la mà nói duy nhất một loại thiên rèn kim loại chế tạo ra tứ tự đấu khải ngược lại rất tốt bởi vì bọn hắn thừa nhận gánh nặng năng lực so với những cái kia từ nhiều loại kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim tốt hơn nhiều đường vũ lân đã đem bốn loại phía dưới kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim thiên rèn xác suất thành công để cao đến 30% mươi tả hữu rồi ngàn vạn không nên xem thường cái này xác suất thành công cho dù là thần tượng chấn hoa đình phong thời điểm xác suất thành công cũng chính là loại này trình độ mà bốn loại trở lên kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim thiên rèn trước mắt đường Vũ Lân còn không thành công qua một lần. Đối với hắn chính mình đấu khải, trên thực tế là cần 6 loại kim loại dung hợp mà thành thiên rèn hữu linh hợp kim đấy. Hiện tại hắn cách đạt đến cái này cấp độ còn có một chút khoảng cách. Trấn Hoa đã sớm nói cho hắn, thiên rèn tăng lên là không có đường tắt có thể đi đấy. Chính là tại một lần lại một lần thiên rèn trong quá trình cảm thụ pháp tắc tất cả rất nhỏ biến hóa, đi qua lần lượt tích lũy cuối cùng làm cho bản thân có chỗ tăng lên. Đối với cái này một điểm, đường vũ lân tin tưởng không nghi ngờ bởi vì mỗi một lần hoàn thành thiên rèn về sau vô luận là thành công hay là thất bại hắn đều có chỗ thu hoạch trước mắt sử lai khắc học viện tu vi tại siêu cấp đấu la trở lên cấp độ cường giả kỳ thật cũng không nhiều đường môn bên kia cũng không ít mà có thể có được tứ tự đấu khải người lại có bao nhiêu a à? trên thực tế cũng chỉ là bốn vị cực hạn đấu la có được thánh linh đấu la nhã lị quang âm đấu la long dạ nguyệt hơn nữa đường môn đa tình đấu la tăng hâm cùng vô tình đấu la tào đức trí hai vị đại năng tổng cộng liền như vậy bốn bộ tứ tự đấu khải đường vũ lân tại sao phải hướng thái thản cự viên gia tộc phát xuất mời cũng là bởi vì bây giờ sử lai khắc học viện cực độ khuyết thiếu cao cấp lão sư mặc dù có bốn vị cực hạn đấu la có thể phong hào đấu la trở lên cấp độ cường giả cũng không nhiều là mục tử đường âm mộng hai cái vị này là phong hào đấu la nhưng cũng còn không có đạt đến siêu cấp đấu la cấp độ đường vũ lân cùng nguyên ân dạ huy theo thứ tự là siêu cấp đấu la cùng phong hào đấu la trừ cái đó ra sử lai khắc học viện hiện tại cũng chỉ có vũ trường không là siêu cấp đấu la rồi tại đường vũ lân bọn hắn lúc trở lại vũ trường không vừa mới mang về một đám tử ma quỷ quần đảo đặc huấn trở về học viên phàm là đi ma quỷ quần đảo đặc huấn qua học viên vừa lúc trở lại đều con mắt đăm đăm toàn thân mơ mơ màng màng đấy đường vũ lân bọn hắn lúc trước liền trải qua quá trình này quả thực là vì tại ma quỷ quần đảo bên trên đặc huấn quá mức nghiêm khắc rồi đồng thời vũ trường không còn mang về một cái tin tức tốt bất quá đối với toàn bộ sử lai khác học viện phát triển mà nói là tin tức tốt nhưng mà đối với các học viên mà nói liền chưa chắc xem như tin tức tốt đường vũ lân đem vừa mới hoàn thành hồn rèn kim loại để ở một bên đối với hắn mà nói hồn rèn bất quá chính là một loại chế thuốc chỉ có thiên rèn mới cũng coi là tu luyện mới có thể mang đến cho hắn một điểm áp lực trước mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là rèn ba bộ tứ tự đấu khải cần thiết thiên rèn kim loại cái này ba bộ tứ tự đấu khải có hai bộ là cho nguyên ân trấn thiên nguyên ân thiên đãng cái này hai cha con một cái khác bộ là cho vũ trường không đấy vũ trường không đã là siêu cấp đấu la mặc tứ tự đấu khải không có vấn đề gì cả từ khi hắn tiến vào phong hào đấu la cấp độ về sau tu vi tăng lên tốc độ ngược lại nhanh hơn cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ nhã lỵ nói cho đường vũ lân trải qua trận kia đại tai nạn vũ trường không như là bị tình lại giống như hình như là cừu hận giải khai rồi nội tâm của hắn trói buộc khiến cho hắn không giống như trước kia như vậy áp chế cái kia thời điểm sử lai khác học viện trừ rồi hai vị cực hạn đấu la bên ngoài vẫn còn sống lão sư cũng chỉ có hắn mặt khác lão sư đều vì học viên hy sinh chính mình tại cuối cùng trước mắt đem sinh cơ hội để lại cho hắn hắn còn có lý do gì tiếp tục đắm chìm tại trong bi thương a à? bởi như vậy trên bả vai hắn trọng trách rất nặng trận kia đại tai nạn sau khi chấm dứt tại vũ trường không trong lòng hắn sinh mệnh đã không thuộc về mình rồi mà là khắp cả sử lai khắc học viện hắn vốn chính là thiên phú dị bẩm chi nhân nghĩ thông suốt những thứ này về sau tu vi càng là tiến triển cực nhanh đường vũ lân sở dĩ phải nhanh một chút hoàn thành cái này ba bộ tứ tự đấu khải cần thiết thiên rèn kim loại đương nhiên là có trọng yếu phi thường ý nghĩa cái đó và vũ trường không mang về cái kia tin tức tốt có quan hệ vì hai vị cực hạn đấu la cùng vũ trường không chế tác đấu khải đương nhiên không thể chỉ dùng một loại kim loại đường vũ lân cho mình định mục tiêu là dùng bốn loại kim loại dung hợp mà thành hữu linh hợp kim cũng chính là hắn bây giờ có thể đủ đạt tới cao nhất rèn tiêu chuẩn dựa theo hắn bây giờ xác suất thành công chỉ cần ba tháng có thể hoàn thành cái này ba bộ tứ tự đấu khải cần thiết thiên rèn kim loại rèn thái thản cự viên gia tộc vấn đề chỗ ở đã giải quyết xong sử lai khắc học viện tại khoảng cách lầu dạy học chính ước chừng một nghìn mét địa phương xây một tòa mới lầu cung cấp thái thản cự viên gia tộc sử dụng lúc đường vũ lân đem cái tin tức tốt này mang lúc trở lại sử lai khắc học viện trên dưới đều cực kỳ phấn khởi đây chính là hai vị cực hạn đấu la hơn nữa còn là tuyệt đối có thể tín nhiệm hai vị cực hạn đấu la hơn nữa thái thản cự viên gia tộc còn có được sáu vị phong hào đấu la có loại thực lực này gia tộc tuyệt đối có thể dùng cực hạn thế lực để hình dung quan trọng hơn chính là như vậy một cái thực lực cường đại gia tộc vậy mà lựa chọn phụ thuộc vào sử lai khắc học viện đây chính là đại hảo sự hơn nữa chỉ cần trợ giúp thái thản cự viên gia tộc cường giả có được tam tự đấu khải hoặc tứ tự đấu khải bọn hắn chỉnh thể thực lực sẽ có một cái cực lớn bay vọt mà sử lai khắc thành nhiều thái thản cự viên gia tộc cũng rút cuộc xem như một lần nữa đứng vững vàng gót chân cho dù là truyền linh tháp cũng không có nhiều như vậy vị cực hạn đấu la tọa chấn a à. đương nhiên thực sự trở thành học viện lão sư đấy chỉ có nguyên ân thiên đãng nguyên ân thiên thương cùng mặt khác ba vị phong hào đấu la kể cả nguyên ân chấn thiên ở bên trong mấy vị khác bởi vì tuổi tác đã cao, liền không trực tiếp tham dự dạy học rồi. Phân phối cho thái thản cựu viên gia tộc này tòa lâu hiện tại đã bắt đầu lắp đặt thiết bị rồi, nó bị mệnh danh là thái thản lâu. Dựa theo trước mắt tiến độ, đợi đến lúc bọn hắn di chuyển tới đây thời điểm, trực tiếp có thể vào ở. Đường Vũ Lân đi ra chính mình phòng rèn, dùng sức vươn vai rồi thoáng một phát thân thể. Hắn phòng rèn tại sử lai khắc học viện mới xây lầu dạy học chính mái nhà, cái này tham khảo, rồi đoán tạo sư hiệp hội kiến tạo này Tòa đang thiên đài kinh nghiệm tại tương đối cao địa phương, đúng là có thể rất tốt mà điều động trong không khí nguyên tố phần tử. Đồng thời, ở chỗ này thừa nhận nguyên tố chi kiếp cũng lại càng không dễ dàng ảnh hưởng đến ngoại giới. Nơi đây hồn đạo phòng ngự hệ thống là đường môn bên kia chuyên gia thiết kế đấy, trình độ phòng ngự cùng đang thiên đài so với chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí ngay cả hào quang đều được che đậy rồi. Cho nên chỉ có thực lực đầy đủ cường đại hồn sư mới có thể tại đường vũ lân rèn thời điểm mơ hồ cảm nhận được bên này năng lượng chấn động bởi như vậy bí mật tính vô cùng tốt đường vũ lân đem mình cái này phòng rèn mệnh danh là đoán thiên thai hiện tại hắn mỗi ngày ở chỗ này tiêu phí thời gian tối đa đứng ở đoán thiên thai biên giới hướng xa xa nhìn lại sóng ánh sáng lan tan hải thần hồ bắt đầu đã có vài phần sinh khí tuy rằng cái này có lẽ chẳng qua là đến từ nội tâm cảm thụ nhưng đường vũ lân biết rõ sinh mệnh cổ thụ ở nơi này mảnh mênh mông bát ngát khỏi sóng phía dưới hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là đi xem sinh mệnh cổ thụ hơn nữa cùng nó đã tiến hành trao đổi bởi vì vừa mới bổ sung nồng đậm sinh mệnh năng lượng sinh mệnh cổ thụ cực kỳ hưng phấn đường Vũ Lân mang đến ác ma quân đoàn sinh mệnh năng lượng chỗ tốt nhất liền ở đây bọn hắn là từ bên ngoài đến đấy đến từ một cái khác vị diện mà không phải từ bản vị diện địa phương khác rút ra tới đây sinh mệnh cổ thụ nói cho đường Vũ Lân bây giờ nó đã có năng lực tinh lọc toàn bộ Hải thần hồ rồi tính là không có sinh mệnh năng lượng tiếp tục rót vào nó cũng có thể dùng mấy năm tả hữu thời gian khôi phục hài thần hồ sinh thái hoàn cảnh, đến rồi lúc kia, hài thần hồ liền có thể dần dần sản sinh, thuộc về mình sinh mệnh năng lượng rồi. Nhưng đều muốn khôi phục lại năm đó hoàng kim cổ thụ trình độ, liền không biết muốn cỡ nào lâu dài tới nguyệt mới được rồi. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh YouTube các phim, truy cập kênh YouTube các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/secab phim, viết liền không giấu nhé. Đồng thời sinh mệnh cổ thụ còn lộ ra bởi vì hiện tại toàn bộ đấu la đại lục vị diện đều ở vào sinh mệnh năng lượng thiếu thốn dưới tình huống cho nên nó đều muốn chính thức sinh trưởng mà nói còn cần to lớn hơn sinh mệnh năng lượng mà cái lượng này tuyệt đối là thiên văn sổ tự cái này dĩ nhiên là cần đường vũ lân càng thêm nỗ lực mới được đường vũ lân đã có tương đối hắn phát hiện từ bên ngoài đến sinh mệnh năng lượng đối với sinh mệnh cổ thụ tốt nhất như vậy đợi sử lai khác học viện ổn định về sau hắn ý định đi một chuyến huyết thần quân đoàn xem một chút có thể hay không đi qua thâm uyên thông đạo tiến và thâm uyên vị diện ở đằng kia đi dạo hắn hiện tại rất tự tin dùng thực lực của hắn hắn hay vẫn là có thể tự bảo vệ mình đấy vấn đề duy nhất chính là hắn vừa xuất hiện rất có thể sẽ gặp thâm nguyên vị diện toàn lực công kích tại cùng đường vũ lân đơn giản trao đổi về sau sinh mệnh cổ thụ liền đâm vào trạng thái ngủ say làm như vậy là để hấp thu cùng tiêu hóa đường vũ lân lần này mang đến sinh mệnh năng lượng đồng thời cũng tiến thêm một bước cải thiện hải thần hồ thủy chất Hết thầy đều ở đây hướng về tốt phương hướng phát triển a. À? Chẳng qua là, Cổ Nguyệt Na, ngươi có khỏe không? Chúng ta lúc nào mới có thể lại gặp nhau đâu rồi, lúc nào mới có thể ở một chỗ, không lại tách ra. À? Đường Vũ Lân ngẩng đầu, hướng truyền linh tháp tổng bộ phương hướng nhìn, đập vào mi mắt chính là xa xa này tòa cao vút trong mây tháp. Hải thần hồ khoảng cách truyền linh tháp tổng bộ không xa, bên kia nhìn không thấy bên này, bên này lại có thể rõ ràng mà chứng kiến bên kia. Biết rõ nàng là ở chỗ đó, thế nhưng là hắn không có biện pháp. Đây là thiên cổ trượng đình vui sướng nhất một ngày. Hắn cuối cùng hay vẫn là nhịn không được, cùng cổ Nguyệt Na đã có ra thịt chi thân. Cổ Nguyệt Na khóc, lấy nàng thực lực mạnh như vậy nàng, nhưng không có phản kháng, điều này làm cho hắn cảm thấy. Nàng hay vẫn là thích hắn, trước tất cả cự tuyệt, là cá tính của nàng cho phép. Thiên cổ trượng đình chờ mình ngồi dậy, tâm tình vô cùng thoải mái, hắn nhìn gặp bên gối còn có mấy cây màu bạc sợi tóc. Hắn hít sâu một hơi, bán người dựng lên, chẳng qua là có chút buồn bực nàng đi như thế nào hắn nắm lên đầu giường hồn đạo dụng cụ thông tin bấm nàng hồn đạo thư tử qua lại dãy số nhưng mà cũng không có nhận thông nàng đang làm gì đó như thế nào không tiếp ta hồn đạo thư tử qua lại thiên cổ trượng đình trong lòng lộp bộp thoáng một phát chẳng lẽ nàng tức giận nghĩ tới đây thân thể của hắn lập tức chấn động đúng a à, nàng nhất định rất không vui a à. chính mình trước kia đã đáp ứng nàng phải chờ tới hai người kết hôn về sau mới có thể có quan hệ xác thịt đấy nói không giữ lời, cho dù ai đều tức giận à, nếu như nàng tức giận, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, thiên cổ trượng đình lập tức có chút khẩn trương, cũng thành tình không ít. Hắn cùng cổ Nguyệt Na nhận thức nhiều năm như vậy, rất rõ ràng tính cách của nàng, nàng tuyệt đối là cái loại này càng bóp chặt càng chảy mạnh hạt cát người. Không được, hắn nhất định lập tức hướng nàng nói xin lỗi, nghĩ tới đây, thiên cổ trượng đình sẽ cực kỳ nhanh xuống giường, tắm rửa, đeo và tự nhận là đẹp trai nhất tức đấy y phục quả thực thật tốt cách ăn mặc, rồi một phen mới ra cửa, chuẩn bị tiến về trước cổ Nguyệt Na chỗ ở. Vừa tới cổ Nguyệt Na chỗ ở hắn liền trợn tròn mắt, kim loại đại môn đóng chặt, hơn nữa phía trên có phi thường rõ ràng đèn đỏ đánh dấu. Tại truyền linh tháp, như vậy đánh dấu ý nghĩa tuyệt đối không cho phép quấy dày, hồn sư chỉ có đang bế quan hoặc là tiến hành trọng đại lúc nghiên cứu mới sẽ sử dụng. Chứng kiến đèn đỏ, thiên cổ trượng đình tâm thoáng cái liền níu chặt, tại đèn đỏ trạng thái bên dưới tất cả chung cửa đều là không có hiệu quả đấy nói cách khác căn bản không có biện pháp đi qua gõ cửa hoặc là nhấn chuông cửa phương thức từ ngoài cửa liên lạc với bên trong người hắn vội vàng lần nữa thông qua cổ nguyệt na hồn đạo thông tin dãy số hy vọng đạt được nàng đáp lại nhưng hắn đánh một lần lại một lần như thế nào đều không có kết nối hư mất nàng là thực tức giận thiên cổ trượng đình lập tức đặc biệt sốt ruột hắn phải làm sao cho phải cưỡng ép mở cửa đi vào dùng hắn tại truyền linh tháp địa vị đương nhiên có năng lực như vậy nhưng nếu như làm như vậy mà nói nàng có thể hay không càng tức giận a à? vậy lại càng không dễ xử lý rồi trong khoảng thời gian ngắn hắn như là kiến bò trên chảo nóng thất kinh chỉ có thể một lần lại một lần mà gọi cổ nguyệt na hồn đạo thông tin dạy số rút cuộc hắn đả thông na na người như thế nào không tiếp ta hồn đạo thông tin người đừng tức giận a à? ta sai rồi ta thật sự biết rõ chính mình sai rồi ta là vì quá yêu ngươi rồi thật sự, ta cũng là bởi vì quá yêu ngươi rồi mới có thể nhịn không được. Ngươi đừng tức giận, ngươi mở cửa để cho ta đi vào được không? Ta với ngươi giải thích, hồn đạo thông tin vừa tiếp xúc với thông, thiên cổ trượng đình liền đuổi theo không kịp đem nói lấy. Hồn đạo dụng cụ thông tin bên kia, cổ Nguyệt Na lại không phản ứng chút nào, lưu cho hắn một mảnh trầm mặc. Na na, ngươi lời nói lời nói à, ngươi đừng tức giận được không? Ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Ta sai rồi. Rút cuộc, bên kia truyền đến cổ nguyệt na âm thanh lạnh như băng ta hận ngươi nàng chỉ nói ba chữ kia liền đem hồn đạo thông tin dập máy lúc thiên cổ trượng đình lại gọi nàng hồn đạo thông tin dãy số thời điểm chiếm được hồn đạo dụng cụ thông tin máy đã đóng thanh âm nhắc nhở hư mất đây thật là hư mất ra ra ngươi nhưng làm ta hại khổ à thiên cổ trượng đình trong lòng tràn đầy hối hận lúc trước hưng phấn không còn sót lại chút gì trong phòng cổ nguyệt na đem hồn đạo dụng cụ thông tin ném sang một bên đứng ở bên giường nhìn xa xa cái kia mảnh bao phủ hải thần hồ sương mù dài đặc một mặt khinh thường nàng thì thảo tự nói chỉ bằng ngươi cũng muốn đụng ta bịch đường vũ lân thả người nhập hồ mắt lạnh hồ nước làm cho hắn cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái rồi hấp thu đến từ ác ma vị diện năng lượng về sau sinh mệnh cổ thụ mạnh mẽ sinh trường toàn bộ hải thần hồ cũng hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước hiện tại nó không giống trước chết như vậy yên tĩnh rồi bức xạ đang tại nhanh chóng biến mất không được bao lâu thời gian nơi đây liền sẽ trở nên sinh cơ bừng bừng đường vũ lân thúc giục trong cơ thể hồn lực khiến kia từ dưới chân hướng về phía sau phun ra hiện tại hắn căn bản không cần quạt nước cái kia lực lượng có thể thúc đẩy thân thể của hắn hướng đái hồ ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới hắn càng hướng bên dưới lại càng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức tồn tại thân là tự nhiên tri tử hắn đối với sinh mệnh khí tức cảm giác nhất nhạy cảm xa xa đấy hắn liền thấy được sinh mệnh cổ thụ hình dáng đây không phải hắn lần thứ nhất tới có thể mỗi lần vừa nhìn thấy cái kia trở nên tráng kiện thân cây lúc trong lòng của hắn sẽ gặp tràn ngập cảm động lúc trước nếu như không phải hoàng kim cổ thụ che chở chỉ sợ sử lai khắc học viện không ai có thể còn sống sót cái này khỏa sinh mệnh cổ thụ một mực tại thủ hộ lấy sử lai khắc học viện thủ hộ lấy đại lục là nhân loại tham lam cùng hủy diệt khiến nó dần dần đã mất đi lực lượng chính mình không muốn tiếc bất cứ giá nào khiến nó một lần nữa tỏa sáng sức sống hải thần hồ quá lớn cho dù là dùng đường vũ lân tốc độ, cũng tiềm hành rồi không ít thời gian mới đi đến sinh mệnh cổ thụ trước. Sinh mệnh cổ thụ lúc này đường kính đã vượt qua 30 mét, tráng kiện dễ cây thật sâu đâm vào đáy hồ, cái kia màu xanh sẫm thân cây mơ hồ tản ra vầng sáng, tiếp cận nó lúc, lập tức liền sẽ cảm nhận được cực kỳ nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đường vũ lân không đứt hướng nó tới gần, sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết, tựa như hài tử gặp được tổ mẫu giống nhau. Điều này làm cho hắn nhịn không được mở ra hai tay dán qua, đem thân thể dán tại sinh mệnh cổ thụ phía trên. Từng đám cây cành xoắn tới, quấn chặt lấy thân thể của hắn, sinh mệnh cổ thụ lập tức chuyển lại cho hắn cực kỳ thân thiết khí tức. Hải tử, thật cao hứng lại gặp được ngươi, sinh mệnh cổ thụ truyền đến rõ ràng tin tức. Đường Vũ Lân đi qua tinh thần lực có thể cùng nó trao đổi phải vô cùng trôi chảy, ngài khỏe chứ? Ta đến nhìn ngài, ngài tình huống hiện tại như thế nào đây? Sinh mệnh cổ thụ nói, ngươi truyền đến cái kia bộ phận sinh mệnh năng lượng rất không tồi, ta sinh cơ đã hoàn toàn được tỉnh lại có thể kéo dài sinh trưởng hiện tại đấu la đại lục gặp phải vấn đề lớn nhất chính là toàn bộ tinh cầu sinh mệnh năng lượng đều ở đây suy giảm dù sao nhân loại đối với tinh cầu khai phát thật sự là thật lợi hại ta muốn khôi phục thành trước kia bộ dạng liền còn cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng sau đó mới có thể hình thành tuần hoàn sẽ đem sinh mệnh năng lượng phản hồi cho đấu la đại lục đường vũ lân nói ta sẽ cố gắng đấy đợi chiêu sinh sự tình ổn định lại về sau ta ý định lại đi một chuyến thăm uyên thông đạo bên kia hắn đã từ ác ma quân đoàn trên người nếm đến rồi ngon ngọt đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói có thể đạt được vị diện khác sinh mệnh năng lượng tự nhiên là tốt nhất nếu như là cầm la đại lục bản thân sinh mệnh năng lượng đến cho nó cung cấp bổ sung liền tương đương với là tại chặt đầu cá phá đầu tôm xa không bằng hấp thu vị diện khác sinh mệnh năng lượng đến thật tốt loại này hấp thu tương đương với là tại trực tiếp gia tăng đấu la đại lục vị diện sinh mệnh năng lượng đối với toàn bộ đấu la đại lục mà nói không thể nghi ngờ cũng là một kiện đại hào sự cho nên hắn phải đi thâm viên thông đạo chạy một vòng xem một chút có thể hay không có chỗ thu hoạch nếu như có thể đem chỗ đó thành tựu trường kỳ thu hoạch điểm cái kia tự nhiên là vô cùng tốt đấy ân vị diện khác sinh mệnh năng lượng thích hợp nhất nhưng an toàn của ngươi càng thêm trọng yếu tuy rằng ta sao cho rồi ngươi cái kia hạng năng lực nhưng ngươi vẫn phải chú ý cẩn thận vâng đường vũ lân cung kính trả lời lấy ngươi hôm nay đến có chuyện gì không sinh mệnh cổ thụ hỏi đường vũ lân nhẹ gật đầu đúng là có hai chuyện muốn phiền toái ngài ta từng tại một mảnh bào địa bên trong đã lấy được vài gốc tiên thảo nhận thức bọn hắn cho ta cùng đồng bọn của ta đám trợ giúp rất lớn hiện tại cũng đã trở thành chúng ta hồn linh nhưng bọn hắn lo lắng cho mình tương lai không thể kéo dài cho nên đều lưu lại hạt sống cho ta hy vọng có một ngày sinh mệnh chi trùng một lần nữa tỏa sáng sức sống về sau có thể làm bạn tại ngài tà hữu chẳng biết có được không sinh mệnh cổ thụ truyền lại cho đường vũ lân một cái sung sướng tâm tình đương nhiên có thể ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn nó người nói hẳn là khỉ lão ớt kim hương hỗn nguyên tiên thảo liệt hỏa hạnh kiều sơ bát xác huyền băng thảo mặc ngọc thần trúc vọng xuyên thu thủy lộ địa long kim qua bọn hắn bảy cái a à. bọn hắn đều là thực vật trong nhân tài kiệt xuất coi như là con của ta người đem bọn hắn hạt sống cho ta đi đã có bọn hắn sẽ đối với nơi đây hình thành ổn định sinh thái hệ thống có trợ giúp cũng sẽ đối với cải thiện hải thần hồ hoàn cảnh sản sinh tích cực tác dụng thật tốt quá đường vũ lân đại hỉ hắn chỗ mi tâm hào quang lập loè, tiếp theo liền có bảy giờ hào quang từ cái này trong bay ra cùng lúc đó một đoàn màu hồng phấn quang vụ ở bên cạnh hắn tản ra hiện ra khỉ lao ất kim hương thân ảnh khỉ lao ất kim hương chắp tay trước ngực hướng sinh mệnh cổ thụ cung cung kính kính mà xoay người đã bái xuống dưới lộ ra kích động dị thường liền thân thể đều ở đây rất nhỏ mà run rẩy đối với thực vật mà nói hạt giống chính là bọn hắn sinh mệnh kéo dài mà chính mình hạ sống có thể cộng sinh tại toàn bộ vị diện sinh mệnh chúa để bên cạnh, tuyệt đối là không gì sánh kịp vinh quang. Đối với thực vật loại hồn thú mà nói, sinh mệnh cổ thụ chính là bọn hắn thần, có sinh mệnh cổ thụ thủ hộ, chỉ cần vị diện vẫn còn, như vậy, bọn hắn liền sẽ một mực truyền thừa xuống dưới. Sinh mệnh cổ thụ rũa ra một cành cây, tại khi lót kim hương trên đỉnh đầu nhẹ nhàng một điểm, lập tức, một tầng nhàn nhạt màu xanh lá vầng sáng hiển hiện, tràn vào trong thân thể của hắn khỉ lót kim hương chấn động toàn thân nguyên bản nhìn qua còn có chút hư ảo thân hình rõ ràng ngưng thực rất nhiều bảy khối màu sắc khác nhau hạt sống trôi lơ lửng ở sinh mệnh cổ thụ trước người cái kia cây cành phân biệt tại bọn hắn phía trên điểm một cái lập tức mỗi một viên hạt giống bên trên đều hiện ra một tầng màu xanh lá vầng sáng sau đó bơi hướng sinh mệnh cổ thụ chung quanh đâm vào đáy hồ trong đất bùn biến mất bái tạ lão tổ tông chiếu cố khi lá ớt kim hương nghẹn ngào phát ra chính mình tin tức thật tốt đi theo con của ta đây là người làm ra chính xác nhất lựa chọn. Sinh mệnh cổ thụ đối mặt với khỉ lão ớt kim hương lúc, xa không giống đối với đường vũ lân như vậy ôn hòa, ngược lại tràn ngập một loại vô thượng uy nghiêm. Vâng, lão tổ tông, khỉ lão ớt kim hương lễ bái dưới đi, trong ánh mắt tràn đầy thành kính. Sau đó, hắn một lần nữa hóa thành một đoàn màu hồng phấn vầng sáng, hòa nhập vào đường vũ lân trong thân thể. Đường vũ lân cũng vì khỉ lão ớt kim hương cảm thấy cao hứng, hắn rút cuộc thực hiện rồi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm đối với bảy đại tiên thảo hứa hẹn trong nội tâm thoải mái nhiều sinh mệnh cổ thụ thanh âm một lần nữa trở nên ôn hòa đứng lên yên tâm đi bọn hắn sẽ ở bên cạnh ta khỏe mạnh phát triển đã có bọn hắn ta vẫn sẽ để cho cái này hài thần hồ trở nên càng có đặc sắc từng lai người sẽ biết đấy cảm ơn ngài đường vũ lân càng là kinh hỉ bảy đại tiên thảo có riêng tất cả đặc tính đều là thực vật thế giới bên trong cực hạn tồn tại nếu như bọn hắn hậu đại có thể đem một bộ phận sinh mệnh năng lượng hòa nhập vào hài thần hồ bên trong không thể nghi ngờ sẽ vì sử lai khác học viện sử dụng tuy rằng hiện tại còn không biết sẽ là như thế nào tình huống nhưng tuyệt đối là đại hảo sự sinh mệnh cổ thụ mỉm cười không cần luôn khách khí như vậy ngươi là ta chọn chúng hài tử chính là ta hóa thân còn có một việc là cái gì đường vũ lân nói một chuyện khác ta cùng ngài báo cáo qua chính là muốn trong hồ sáng lập một cái tiểu vị diện hiện tại có thể chứ sinh mệnh cổ thụ nói có thể ta đã chuẩn bị xong nhưng mà loại sự tình này chỉ có thể làm một lần hơn nữa các ngươi muốn khống chế tốt trong đó lực lượng ta chỉ có thể giúp người đám bảo vệ ở ngoại bộ lực lượng nội bộ nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề ta đều trực tiếp đem kia đóng dù sao cũng không thể làm cho cái kia bộ phận hủy diệt lực lượng ảnh hưởng đến hải thần hồ nội bộ sinh thái ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ nó sinh thái hệ thống đường vũ lân trong mắt lóe ra kích động hào quang đối với sử lai like khác học viện mà nói đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường một khi hoàn thành sẽ sử dụng sử lai like khắc học viện đạt được cực lớn tăng lên ân các người chuẩn bị xong liền có thể qua bên này ta đã chọn xong rồi địa phương liền tại hải thần hồ phía tây người tới đó lúc sẽ thấy một cái vòng xoáy chờ các ngươi chuẩn bị xong liền có thể tại chỗ đó sáng lập tiểu vị diện rồi có ta thủ hộ vấn đề về an toàn ngươi không cần lo lắng sinh mệnh cổ thụ nói được rất nhạt nhẽo tràn đầy tự tin một lần nữa sinh trưởng nó tuy rằng vẫn không thể cùng trước kia so với nhưng vô luận nói như thế nào nó đều là toàn bộ đấu la đại lục sinh mệnh trinh nguyên cho dù chỉ khôi phục rồi một chút năng lực đều là người thường không cách nào tưởng tượng đấy thật tốt quá đường vũ lân vui mừng quá đỗi ta đại biểu sử lai khắc học viện cùng đường môn cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy thủ hộ lấy chúng ta đi a à, sinh mệnh cổ thụ ôn hòa nói đường vũ lân lần nữa cúi đầu thăm hỏi sau đó mới thúc giục hồn lực lặn xuống nước mà đi liền tại hắn lúc rời đi hồng lồ sinh mệnh cổ thụ đã xảy ra một chút biến hóa nó chậm rãi vặn vẹo, lộ ra một trương như có như không mặt, nhìn hắn phương hướng ly khai, lộ ra ôn hòa mỉm cười, cái hài tử ngốc này, ta làm sao có thể không thủ hộ Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Mona? Na. Đường Vũ Lân nhảy lên lên bờ, nhẹ nhàng run lên, trên người cũng đã đã làm, sau đó, hắn bị kích động mà hướng Sử Lai Khắc học viện lầu dạy học chính đi đến. Bây giờ lầu dạy học chính đã đi vào sử dụng, khí thế to lớn, hồi phục Sử Lai Khắc học viện lầu dạy học chính nguyên bản phong mạo trầm trọng sức tài bao trùm tại mặt ngoài khiến kia lộ ra trang nghiêm túc mục làm cho người ta hoàn toàn không thể tin được đây là thời gian mấy tháng có thể xây xong đấy đi vào cửa chính là rộng rãi mà lại cực lớn hình tròn sành đường tất cả đầu thông đạo thông hướng lầu dạy học chính bất đồng khu vực chính diện có một cái vượt qua 500 tấc cực lớn hồn đạo màn hình về sau phía trên này sẽ không định giờ mà phát ra học viện thông cáo đường vũ lân dọc theo màn hình mặt bên một cái trên bậc thang lầu đi thẳng tới lầu dạy học chính tầng cao nhất giáo sư văn phòng hướng đi rồi chỗ tốt nhất một gian cửa phòng làm việc mời đến trong trèo nhưng lạnh lùng thanh âm từ trong phòng truyền ra đường vũ lân đẩy cửa vào văn phòng rất rộng rãi lộ ra rất cổ phác hoàn toàn là dựa theo sử lai khác học viện nguyên lai phong cách tiến hành bố trí đấy trầm trọng chân mộc sau bàn công tác dáng người thon dài vũ trường không đứng dậy hướng đường vũ lân có chút kho mình hành lễ các chủ đường vũ lân chặn lại nói vũ lão sư đều nói qua bao nhiêu lần rồi ngài là ta lão sư sao có thể hướng ta hành lễ a à? vũ trường không lạnh nhạt nói đây là quy củ của học viện ngươi bây giờ là hải thần các các chủ thân phận không giống với lúc trước đây là ngươi hẳn là tiếp nhận nếu như ngươi không chấp nhận ngược lại là để cho ta làm khó đường vũ lân một hồi bất đắc dĩ đối với vũ trường không hắn là thiệt tình tôn kính tuy nào đó bên trên giảng vũ trường không là mang theo hắn chính thức đi vào hồn sư thế giới người vũ trường không nhìn xem hắn lộ ra một tia ít thấy mỉm cười nói nhìn ngươi bị kích động bộ dạng, hẳn là có chuyện tốt à. Cùng năm đó so với, bây giờ đường Vũ Lân trầm ổn rất nhiều, có thể làm cho hắn hương phấn như vậy, hiển nhiên là có chuyện tốt đã xảy ra. Đường Vũ Lân gật đầu nói, đúng vậy à, sinh mệnh cổ thụ đã đáp ứng chúng ta có thể làm sự kiện kia rồi, hơn nữa cho chúng ta tìm xong rồi địa phương, người xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Vũ trưởng không lông mi trao lên, vậy thật tốt quá, chúng ta bên này đã sớm chuẩn bị xong, bọn hắn vốn là có thể kiên trì 3 tháng, bây giờ còn có hơn hai tháng thời gian, hoàn toàn tới kịp. Vậy ta lập tức đi chuẩn bị, thừa gì bọn hắn trạng thái khá tốt, đương nhiên là càng nhanh hoàn thành càng tốt rồi. Đường Vũ Lân cười nói, tốt, vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu, ta đi trước thỉnh chư vị miện hạ, sau đó tại hải thần hồ ven hồ đợi ngài. Vũ trường không nhẹ gật đầu, đường Vũ Lân chứng kiến, Vũ trường không không biết lúc nào nắm chặt rồi nắm đấm. Bây giờ Vũ Lão Sư là sử lai khắc học viện ngoại viện viện, viện trường, đường vũ lân rất rõ ràng vũ lão sư trên người trọng trách nặng thế nào hắn là mang theo các lão sư khác sứ mạng cùng chờ đợi sống sót đấy cho nên hiện tại hắn hoàn toàn đem chính mình kính dâng cho sử lai khắc học viện tại xây dựng lại học viện trong quá trình hắn vùi đầu vào từng cái chi tiết bên trong mỗi ngày đều cực độ bận rộn đồng thời còn muốn khắc khổ tu luyện đối với hắn hiện tại mà nói tu luyện sẽ cùng tại nghỉ ngơi tại hắn cái kia một đầu màu lam tóc dài bên trong đã có thể chứng kiến một hai cây tơ bạc mặc dù dung nhan không đổi, nhưng trong lúc vô hình tăng thêm vài phần tang thương. Hiện tại, hắn nhãn thần trở nên dị thường thâm trầm, tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh. Có đôi khi liền đường Vũ Lân đều cảm thấy có chút nhìn không thấu vũ trường không tu vi. Phải biết rằng, đường Vũ Lân thế nhưng là có được linh vực cảnh cấp độ tinh thần lực A. Hai giờ về sau, hải thần hồ ven hồ, từng đạo thân ảnh xếp thành một hàng. Nhìn xem trước mặt hải thần hồ, bọn hắn đồng thời khom người, hướng về trong hồ phương hướng hành lễ đường vũ lân đứng ở phía trước nhất phía sau hắn đội hình đủ để kinh ngạc toàn bộ đấu la đại lục quang ám đấu la long dạ nguyệt thánh linh đấu la nhã lị hai vị sử lai khắc học viện cực hạn đấu la đều ở đây trực rồi các nàng bên ngoài đường môn vô tình đấu la tào đức trí đa tình đấu la tang hâm hai vị cực hạn đấu la cũng tới mặt khác còn có đến từ thái thản Cự viên gia tộc nguyên ân trấn thiên nguyên ân thiên đãng hai cha con sáu đại cực hạn đấu la hơn nữa vũ trường không đường vũ lân hai vị siêu cấp đấu la cái này đội hình cường đại cỡ nào long dạ nguyệt chuyển hướng nguyên ân chấn thiên mỉm cười nói làm phiền rồi nguyên ân chấn thiên vội vàng đáp lễ long lão ngài ngàn vạn đừng khách khí luận bối phận ngài hẳn là so với ta còn lớn hơn một cấp ta mới xuất đạo thời điểm ngài đã uy chấn đại lục long dạ nguyệt mỉm cười nói có thể có thái thản cự viên gia tộc hết sức ủng hộ là sử lai khắc vinh hạnh chúng ta liền chờ khách khí trường không liền từ ngươi đến chủ trì mọi người chúng ta phối hợp ngươi vũ trường không nói vâng thỉnh các vị miện hạ đi theo ta vừa nói hắn trước tiên phóng người lên dung thân nhoáng một cái liền đã đến hải thần hồ trên mặt hướng về phía tây bay đi đường vũ lân cùng sáu đại cực hạn đấu la cũng là dâng lên thân hình theo sát phía sau đi theo hắn cùng một chỗ hướng về hải thần hồ phía tây nhanh chóng phi hành hải thần hồ bên trên khói sóng mênh mông nương theo lấy sinh mệnh cổ thụ sống lại nguyên bản tĩnh mịch đã biến mất hồ nước như trước thanh tịnh nhưng dần dần nổi lên sinh mệnh khí tức hải thần đào còn không có xây dựng lại kế hoạch phải đợi sử lai khắc học viện xây dựng lại về sau lại nói sinh mệnh cổ thụ nói cho đường vũ lân ít nhất phải đợi nó sinh trưởng ra mặt nước về sau mới suy nghĩ hải thần đào xây dựng lại bây giờ sử lai khắc giờ mới bắt đầu xây dựng lại quá trình còn cần thời gian dài hơn đến tích lũy hải thần hồ tuy rằng rộng lớn vốn lấy bọn hắn tốc độ phi hành hay vẫn là rất nhanh đã tìm được đích tới của chuyến này rất xa một cái đường kính ước chừng chừng 30 thước vòng xoáy hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Vòng xoáy đang tròn, chậm rãi lượn vòng, nước chảy tốc độ chảy cũng không tính rất nhanh, nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú đến vòng xoáy bên trong thời điểm, lại rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó thâm sâu. Tất cả mọi người là tu vi cực cao cường giả, tất cả đều có thể cảm giác được rõ ràng tại cái kia vòng xoáy bên trong mãnh liệt không gian chấn động. Các vị cực hạn đấu la tự nhiên tản ra đến vòng xoáy chung quanh, vũ trường không nhìn về phía đồng vũ lân đường vũ lân trên người nguyên một đám hồn hoàn hiển hiện mà ra trong đó xếp đặt tại đệ ngũ vị lục kim sắc hồn hoàn hào quang lập lòe hắn hai tròng mắt cũng tiếp theo biến thành một bên thanh bích trì sắc một lát sau hắn hướng vũ trường không gật đầu bày tỏ mình đã có liên lạc sinh mệnh cổ thụ vũ trường không không trần trừ nữa cùng kính hướng về vòng xoáy phương hướng cúi đầu sau đó trân trọng nâng lên hai tay không biết lúc nào tại lòng bàn tay của hắn bên trong đã nhiều một tảng đá một khối cực kỳ kỳ dị tảng đá tảng đá kia toàn thân hiện lên màu tím đen lúc vũ trường không đem nó cầm đi ra thời điểm có thể chứng kiến tại tảng đá biểu hiện ra có rất nhiều gồ ghề địa phương mà những thứ này cái hố bên trong đang có lấy từng bó một hào quang màu tím hướng ra phía ngoài bán ra những thứ này hào quang màu tím vốn chỉ là cực hạn tại ước chừng đường kính nửa xích trong phạm vi nhưng lúc vũ trường không đem tảng đá kia đỉnh một quả không màu hạt trâu lấy ra về sau lập tức những thứ này hào quang màu tím bảnh phái mà ra chiếu dọi hướng bốn phía đứng mũi chịu xào đúng là khoảng cách gần nhất vũ trường không tại trên mặt hắn lập tức toát ra vẻ thống khổ mà cái kia hào quang màu tím mang đến đấy chính là thuần túy vô cùng hủy diệt tính khí tức kinh khủng khí tức phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tất cả đều thôn vệ vậy đường vũ lân khuôn mặt nghiêm túc sáu vị cực hạn đấu la cũng là như thế bảy người cơ hồ là đồng loa xa tay khổng lồ hồn lực chấn động tự nhiên liên tiếp thành một cái màn hào quang đem tất cả hủy diệt năng lượng tất cả đều bao phủ ở bên trong không để cho nó có chút tràn ra ngoài viên này thoạt nhìn không lớn trong viên đá ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng thậm chí còn muốn vượt qua trước hải thần hồ nội ẩn giữ bức xạ hơn nữa còn muốn thuần túy nhiều lắm vũ trường không hất lên tay trực tiếp đem nó vứt cho dưới chân vòng xoáy bên trong tảng đá vào nước lập tức toàn bộ vòng xoáy trong khoảng khắc đã bị phủ lên đã thành màu tím đen vũ trường không nhanh chóng lui lại ra ngoài vây cùng bảy người khác xúm lại thành vòng tròn qua ngắm đấu la long dạ nguyệt trước tiên ra tay nàng cặp kia già nua bàn tay rũi ra tràn đầy nếp nhăn bàn tay đột nhiên trở nên trắng muốt như ngọc lăng không làm ra một cái xé rách động tác lập tức không khí dường như bị xé mở một cái cực lớn khe hở trống rỗng xuất hiện lúc cái này khe hở xuất hiện thời điểm chung quanh hết thầy đều ở đây bị nó điên cuồng thôn phệ cùng lúc đó mặt khác năm vị cực hạn đấu la cũng là đồng loạt ra tay tại trên người bọn họ đều hiện lên một tầng vàng mịt mờ vầng sáng đó cũng không phải hồn lực mà là bọn hắn vô cùng cường đại tinh thần lực Năm vì cực hạn đấu la riêng phần mình cầm ra cái không gian này khe hở một bên, đồng thời đem nó xé rách ra, đúng là liền như vậy đem một cái không gian khe hở kéo lê đã thành hình tròn. Phải biết rằng, vết nứt không gian biên giới là có thể thiết cắt hết thảy vật thể đấy, đem kia như vậy lôi kéo ra, quyết không phải bình thường lực lượng có thể làm đến. Vừa mới tràn vào trong nước hủy diệt khí tức lập tức bị cắn nuốt qua, cùng khe hở liên tiếp ở một chỗ. Đường Vũ Lân dưới chân một bước bước ra, đã đi tới rồi khe hở ngay phía trên, tam tự đấu khải không chút do dự phóng thích mà ra sau lưng cực lớn hai cánh mở ra bảo trì thân thể của mình lơ lửng tại trên cái khe không để cho mình rơi vào trong đó cùng lúc đó hắn hai tròng mắt trở nên ngưng thực đứng lên trên người lục kim sắc quang hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng hai thân hồ vị trí trung ương một đạo màu xanh bếp hào quang phóng lên trời ở giữa không trung kéo lê một đạo duyên dáng đường vòng cung chuẩn xác vô cùng phóng đến trên người hắn lập tức đem cả người hắn đều phủ lên đã thành lục kim sắc như hỏa lục kim sắc tràn đầy cực độ nồng đậm sinh mệnh khí tức, cùng trước tảng đá kia, trong hủy diệt khí tức tạo thành cực kỳ rõ ràng so sánh. Sinh mệnh cùng hủy diệt hai loại bất đồng năng lượng bỗng nhiên va chạm, lập tức vang lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Cái này âm thanh nổ vang dường như xuất hiện ở sự thật cùng hư ảo giao nhau vị trí, chỉ có ở đây 8 người mới có thể nghe được. Mọi người không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên người khí tức yếu bớt, nhưng mà, cái kia bị xé rách ra vết nứt không gian lại đột nhiên dừng lại một mảnh màu bạc hào quang đột nhiên từ phía dưới vòng xoáy bên trong trào lên mà ra, thanh âm trầm thấp vang lên theo. sinh mệnh phần cuối là hủy diệt, hủy diệt là hết thảy chế sinh bắt đầu. bọn hắn lẫn nhau làm đầu nguồn, lẫn nhau làm trọng điểm. bọn hắn vốn là thế giới cuối cùng áo nghĩa, bọn hắn cũng là cái này tiểu thế giới hạch tâm. tập trung a, à, sinh mệnh cùng hủy diệt chi trùng, sáng tạo a, à, thế giới mới. màu xanh lá, màu tím, màu bạc, tám sắc quang mang đồng thời trào lên tựa như hải nạp bách xuyên giống như hội tụ hướng cái kia bị xé mở vết nứt không gian lập tức toàn bộ vết nứt không gian kịch liệt sóng gió nổi lên đường vũ lân vũ trường không cùng với sáu vị cực hạn đấu la đồng thời đem hồn lực của mình toàn lực phát ra rót vào cái kia trong cái khe kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người